thử nghiệm đưa ra. Hắn phải thực hiện. 5 năm ẩn giấu thân phận, kiểm tra nghị lực, kiểm tra khả năng, mọi thứ hắn đều vượt qua. Giờ chính là lúc hắn công khai thân phận thật sự của bản thân. Còn người gái đáng yêu kia, em đã vì tôi mà chịu bao cay đắng, nhục nhã, từ giờ tôi sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất, người khiến ai cũng phải tôn kính, ngưỡng mộ. Hổ Tế, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết. Tập 1. Tiểu thiếu gia, đã 6 năm rồi, xin ngài hãy cùng lão già này trở về đế đô. Lão Thái Quân đã biết sai rồi. Tình hình đại thiếu gia hiện nay vô cùng nguy hiểm, lão già thì không rõ tung tích, Dương gia nay như rắn mất đầu, lão Thái Quân đã hạ lệnh, yêu cầu ngài quay về chủ trì đại cục. Một người đàn ông mặc tây trang mang giày da, toàn thân tỏa ra khí chất sang trọng đang đứng trước cổng tập đoàn y dược Đường Nhân cực khổ hết lời van xin Dương Tiêu, nhưng trên mặt hắn vẫn không chút cảm xúc nào. Thế nào, hiện nay muốn ta quay về chủ trì đại cục, lời này nghe vào có chút châm chọc, cho đến tận ngày hôm nay, ta vẫn còn nhớ rõ chuyện xảy ra vào 6 năm trước, bản thân bị chính anh trai ruột thịt của mình vu oan giá họa, nhận lấy nghìn lời chỉ trích từ người xung quanh, ngày đó có kẻ nào dám đứng ra nói một lời công bằng. Lão Thái Quan lúc ấy chỉ tin lời anh ta, tuyệt tình tuyệt nghĩa trục xuất ta ra khỏi Dương gia. 5 năm trước vào ở rể tại Đường gia, chịu đủ loại áp bức sỉ nhục, bị người khác xem như một con chó hoang, lúc ấy người Dương gia đang ở nơi nào? Hiện nay toàn bộ Dương gia không người chống đỡ, bọn họ đột nhiên lại muốn ta quay về thừa kế cơ nghiệp gia tộc. Thật là hoang đường. Vừa dứt lời, Dương Tiêu không chút do dự liền quay người tiến vào tập đoàn y dược Đường Nhân. Đường gia, gia tộc hạng hai tại thành phố Trung Nguyên, vào thời điểm 5 năm trước, Đường lão gia đột nhiên đem đệ nhất mỹ nhân của gia tộc hứa gả cho Dương Tiêu. Chuyện này đã gây ra một trận chấn động cực kỳ lớn cho toàn bộ người ở thành phố Trung Nguyên, hơn nữa cũng vì danh tiếng tên phế vật của Dương Tiêu đã khiến cho Đường gia đệ nhất mỹ nhân Đường Mộc Tuyết bị chê cười suốt 5 năm liền. Thân phận thật sự của Dương Tiêu chỉ duy nhất Đường lão gia nắm rõ, nhưng đáng tiếc bí mật đó cũng đã theo Đường lão gia về nơi chín suối, khiến cho Dương Tiêu hoàn toàn trở thành trò cười trong mắt kẻ khác. Dương Tiêu, cậu vẫn còn mặt mũi đến đây sao? Đã 5 năm nay vẫn không tạo ra được chút thành tích nào. Tôi thấy cậu chính là đang ngồi không hưởng lương công ty, Đường gia làm sao lại có loại sâu mọt tệ hại đến như vậy. Vừa bước vào phòng hội nghị, âm thanh như sấm rền bên tai của Tổng Giám đốc Đường Hạo đã khiến cho không khí trong phòng hội nghị trong khoảnh khắc trở nên cực kỳ căng thẳng. Trên khuôn mặt Dương Tiêu không lộ chút cảm xúc nào khác, thản nhiên đối mặt với tiếng gào thét của Đường Hạo, hắn đã sớm quen thuộc với điều này, trong suốt 5 năm ở rể, chỉ cần bắt được cơ hội Đường Hạo nhất định sẽ tìm cách châm chọc hắn một phen. Nhìn thấy Dương Tiêu tiến vào phòng hội nghị, một người phụ nữ dung mạo tuyệt sắc, khoác lên mình bộ trang phục công sở, tiến đến trước mặt Dương Tiêu, đột nhiên nhíu mày, lạnh nhạt hỏi, ai cho anh tiến vào đây? Mỹ nữ với nhan sắc sắc nước hương trời đang đứng trước mặt Dương Tiêu chính là người vợ trên danh nghĩa của hắn Đường Mộc Tuyết, cũng là mỹ nữ đứng đầu bảng xếp hạng Trung Nguyên. Cảm nhận được sự lạnh nhạt tỏa ra khắp người Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu có chút ngại ngùng gãi đầu, Mộc Tuyết, có phải anh đến không đúng chỗ rồi không? Hôm nay là đại hội hội nghị tổng kết quý của Đường gia, tất cả nhân viên của tập đoàn y dược Đường Nhân đều bắt buộc phải có mặt đầy đủ. Dương Tiêu, có phải anh cố ý khiến tôi cảm thấy mất mặt không? Nhìn chăm chú vào khuôn mặt mờ mịt của Dương Tiêu, những giọt nước mắt uất ức của Đường Mộc Tuyết suýt chút nữa không kìm chế được mà tuôn rơi. 5 năm trước, ông nội đột nhiên hứa gả cô cho Dương Tiêu, mọi chuyện xảy ra một cách đầy bất ngờ khiến cho Đường Mộc Tuyết có chút trở tay không kịp. Cảm giác bản thân cô như đóa hoa nhài cắm bãi phân châu. 5 năm chung sống, tình cảm Đường Mộc Tuyết dành cho Dương Tiêu vô cùng phức tạp. Cũng vì trong 5 năm nay, Dương Tiêu đối với cô chính là thái độ phục tùng tuyệt đối, bảo sao nghe vậy, chưa bao giờ chạm đến giới hạn cuối cùng, các công việc như giặt giũ, nấu nướng dọn dẹp đều do một tay hắn hoàn thành, mỗi ngày sau trước khi cô tan ca về đến nhà, Dương Tiêu luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng nước rửa chân, giúp cô xoa bóp đấm lưng. Cô không ghét Dương Tiêu, chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chỉ cần Dương Tiêu có chút tiến thủ, có lòng ham học hỏi, thì gia đình của bọn họ cũng không đến mức trở thành trò cười cho kẻ khác. Nhưng hôm nay chính là đại hội hội nghị tổng kết quý của Đường gia, Dương Tiêu trong suốt 5 năm không tạo ra một chút thành tích nào trong công việc, nếu hắn tham gia cuộc hội nghị này không phải chính là khiến cô mất mặt hay sao? Đường Mộc Tuyết trong lòng càng suy nghĩ càng cảm thấy uất ức. Mắt thấy Dương Tiêu không lên tiếng. Đường Hạo liền mở lời châm chọc, Đường Mộc Tuyết,
Tên phế vật Dương Tiêu này đã làm việc tại tập đoàn Y Dược Đường Nhân được 5 năm, nhưng một chút thành tích cũng không có, bản thân là tổng giám sát phòng thị trường, cô nói xem phải giải thích chuyện này như thế nào đây. Dương Tiêu không phải chính là kẻ có tiếng tăm lừng lẫy, nổi tiếng sống dựa hơi vào phụ nữ, hắn ta làm sao có thể lập được thành tích. Nếu tôi là hắn, sớm đã tìm một miếng đậu hủ mà đập đầu chết rồi. Không phải sao, đồ bỏ đi này chính là sự sỉ nhục đối với Đường gia chúng ta, tôi đúng là xui xẻo tám đời mới chung một gia tộc với hắn. Trong phòng hội nghị tràn ngập tiếng rẻ bỉu, khinh thường từ những người dòng chính của Đường gia, ánh mắt tràn ngập căm ghét nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu. Đường Mục Tiêu lạnh nhạt nhíu mày nói, Đường Hạo, hôm nay là đại hội hội nghị tổng kết quý của Đường gia, tôi không muốn cùng anh so đo. Anh tốt nhất đừng nên quá đáng. Cô và Đường Hạo trước giờ vốn không vừa mắt nhau, Đường Hạo sỉ nhục Dương Tiêu, cũng chính là sỉ nhục cô, dù cho cô đối với Dương Tiêu cũng tràn ngập thất vọng, nhưng cũng không thể mở to mắt mà nhìn Dương Tiêu bị Đường Hạo sỉ nhục như vậy được. Mắt thấy Đường Mộc Tuyết đột nhiên thay đổi thái độ, bảo vệ lợi ích của Dương Tiêu, toàn bộ những người dòng chính Đường gia trên mặt có chút thảng thốt. Đến bản thân Dương Tiêu cũng có chút kinh ngạc, đây cũng là lần đầu tiên trong 5 năm Đường Mộc Tuyết đứng ra bảo vệ hắn. Nghe vậy, Đường Hạo có chút hẹn quá hóa giận nói, Đường Mộc Tuyết, cô đây là có ý gì? Cô ý muốn chống đối với tôi sao? Có thể nói, trong lớp những người trẻ tuổi của toàn bộ Đường gia, xuất sắc nhất chính là Đường Hạo và Đường Mộc Tuyết. Đường Hạo đến nằm mơ cũng muốn dồn Đường Mộc Tuyết vào chỗ chết, sau đó thuận lợi chiếm đoạt vị trí chủ nhân Đường gia. Đường Hạo, đủ rồi. Đường Mộc Tuyết tức giận hét lớn. Chứng kiến tình cảnh trước mặt, trong lòng Dương Tiêu vô cùng hổ thẹn, ở rể Đường gia 5 năm, vì hắn mà khiến cho Đường Mộc Tuyết không biết bao nhiêu lần phải chịu sỉ nhục. Cũng có thể nói rằng, Đường Tuyết trải qua 5 năm này vô cùng cực khổ. Nhận ra rằng Đường Mộc Tuyết vẫn đang bảo vệ Dương Tiêu, Đường Hạo phẫn nộ nói, Đường Mộc Tuyết, cô xem Đường gia là nơi nào? Là nơi cho tên phế vật Dương Tiêu có thể tùy tiện đục khoét ăn mòn sao? Lúc này, Đường Hạo khinh thường nhìn Dương Tiêu, mày là đồ sao chổi, toàn thân đều xúi quẩy, nếu không phải vì mày, Đường gia cũng không đến mức bị kẻ khác lấy ra châm chọc, nói không chừng Đường gia còn có thể bước lên vị trí gia tộc hạng nhất. 5 năm không thành tích, nếu tao là mày đã sớm kiếm một khe nứt mà trốn mình trong đó rồi. Vậy sao? Dương Tiêu vừa cười vừa lắc đầu. 6 năm trước, Dương Tiêu đồng thời lâm vào tình cảnh bị anh trai cùng cha khác mẹ vu oan giá hoại, lão thái quân trong gia tộc bị anh trai lừa gạt, không niệm tình mà trục xuất hắn ra khỏi đế đô, khung cảnh tuyệt tình ngày ấy vẫn còn hiện rõ trước mặt. Sau đó, chính vào thời điểm Dương Tiêu sa sút còn thua cả một con chó, đã khiến hắn tình cờ gặp được một ông lão. Ông lão nhận thấy hắn có tư chất khác người, liền phá lệ nhận làm đệ tử thân truyền, thân phận ông lão cực kỳ lớn mạnh, sau đó đã sắp xếp cho hắn ở rể Đường gia với mục đích kiểm tra năng lực. Không ai ngờ rằng, ông lão năm đó chính là chủ nhân thật sự của Tuyệt Thế Long Môn. Tuyệt Thế Long Môn là tổ chức thần bí nhất trên thế giới, nắm giữ trong tay hơn một nửa quyền lực và tiền tài trên khắp thế giới. Nội bộ Tuyệt Thế Long Môn, ngoài trừ Long Chủ, còn có Tứ Đại Long Vương, Bát Đại Thiên Sứ cùng với các đại cao thủ cấp thế giới sức mạnh siêu phàm, đến Cung Phu Kinh Nam Mỹ cũng chỉ là kẻ sai vặt trong nội bộ Long Môn. 6 năm trước, chủ nhân Long Môn tiến hành khảo nghiệm Dương Tiêu, bái sư học nghệ 1 năm, ở rể 5 năm, đồng thời đưa ra lời cảnh cáo Dương Tiêu trong thời gian 5 năm ở rể không được điều động đến nguồn tài nguyên của Long Môn, mục đích chính là để rèn luyện tâm tính của hắn. Mắt thấy Dương Tiêu còn dám cãi lại, Đường Hạo liền tức giận phừng phừng nói, không phải sao. Mày chính là thứ không có tiền đồ. Lời này của Đường Hạo vừa dứt, có một người vội vã tiến vào nói, Tổng Giám Đốc, Đông Hải Lý gia Lý Minh Hiên đặc biệt đến viếng thăm. Lý Minh Hiên, sắc mặt Đường Hạo đột ngột thay đổi. Đông Hải Lý gia được xem như gia tộc lớn mạnh nhất Đông Hải, chỉ cần Lý gia động một đầu ngón tay, chưa đến một tiếng đồng hồ, Đường gia của bọn họ tuyệt đối có thể tan thành cho bụi, nhân vật lớn như vậy tại sao lại đột nhiên đến đây? Nhanh, mau mời Lý công tử vào. Đường Hạo hét lớn. Nhân vật lớn như vậy, đừng nói hắn không thể đắc tội, dù cho toàn bộ Đường gia cũng không dám đắc tội. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, một thiếu niên phong thái hiên ngang từ từ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người thiếu niên này chính là Lý Minh Hiên, thiếu chủ của Đông Hải Lý gia, gia tộc lớn mạnh nhất Đông Hải. Đường Hạo vội vã tiến lên nịnh bợ nói, không biết Lý công tử đại giá quang lâm vì việc gì. Tôi cùng Dương Tiêu của Đường gia quý vị, vừa gặp mặt như đã quen biết từ lâu, đây là hợp đồng mua bán trị giá 30 triệu. Lý Hinh Hiên tiện tay vứt bản hợp đồng lên bàn. Cái gì?
cùng Dương Thiêu vừa gặp mặt như đã quen biết. Còn ký kết đơn hàng trị giá 30 triệu. Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Ngay lúc này, toàn bộ người Đường gia nhất thời kinh ngạc không thôi, ngạc nhiên đến há hốc mồm. Cùng thời điểm đó, điện thoại Dương Thiêu cũng nhận được một tin nhắn. Điện hạ, kỳ kiểm tra kết thúc, chúc mừng ngài đã trở thành chủ nhân đời kế tiếp của Long Môn, tài khoản đã được mở khóa, nguồn tiền vốn 1.000 tỷ Long Môn đã được nạp vào tài khoản, ngài có thể tùy ý điều khiển chi phối. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của toàn bộ những người Đường gia khi nhìn Dương Thiêu cũng đã thay đổi, tựa như nhìn thấy quái vật. Đặc biệt nhất chính là Đường Hạo, há hốc miệng hình chữ O, to đến mức có nhét đầy 5 đến 6 quả trứng gà. Nhớ lại những lời nói châm chọc vừa rồi mình đã nói với Dương Thiêu, sau đó nhìn lại tình cảnh hiện tại, tựa như có một bàn tay vô hình tát thẳng lên sườn mặt hắn. Dương Thiêu ở tại Đường gia 5 năm, từ trước đến nay đều không kiếm về được bất kỳ thành tích nào, đột nhiên nhận được một đơn đặt hàng trị giá 30 triệu, chẳng khác nào tiếng sấm vang giữa trời. Toàn bộ người Đường gia đều không thể chấp nhận được sự thật này, đến cả Đường Mộc Tuyết cũng tròn xoe mắt kinh ngạc. Nhìn biểu cảm ngây người của những người đang có mặt tại phòng hội nghị, khóe môi Dương Thiêu từ từ nhếch lên. Kỳ khảo nghiệm hôm nay đã kết thúc, cũng vừa đúng lúc diễn ra đại hội hội nghị tổng kết quý của Đường gia, Dương Thiêu đã sớm dự đoán được Đường Hạo cùng những người khác sẽ hợp lực làm khó hắn, vì vậy hắn sớm đã có chuẩn bị. Long Môn thâu tóm vô số sản nghiệp trên thế giới. Hiện nay Dương Thiêu hắn chính là chủ nhân Long Môn tổ chức thần bí nhất trên thế giới, có thể tùy ý điều động bất kỳ nguồn tài nguyên trực thuộc nội bộ Long Môn. Nhiệm vụ hoàn thành, Lý Minh Hiên cũng không muốn ở lại nơi này, liền lập tức xoay người rồi đi. Lý Minh Hiên vừa rời khỏi, toàn bộ phòng hội nghị Đường gia lập tức trở nên ầm ĩ xôn xao. Đơn đặt hàng trị giá 30 triệu, thật sự do tên ăn hại Dương Thiêu kiếm về được. Ông đây xém chút nữa đã bị hù chết rồi. Đúng vậy. Tổng hợp toàn bộ đơn hàng từ trên xuống dưới của Đường gia, thành tích của ai có thể đạt đến con số 30 triệu. Trong một khoảnh khắc, dòng chính Đường gia nhìn Dương Thiêu với vô vàn cảm xúc từ hâm mộ đến đố kỵ, bọn họ đều cho rằng Dương Thiêu đúng là đã gặp vận cứt chó. Đột nhiên, ánh mắt Đường Hào khóa chặt trên người Đường Mộc Tuyết, cười nói, Đường Mộc Tuyết, đơn hàng của Đông Hải Lý gia do cô giành được đúng không? Thế mà cô lại đem đơn hàng này giao cho tên phế vật Dương Thiêu. Cố ý muốn làm chúng tôi khó coi sao? Tôi nói cho cô biết, dù là như vậy, trong mắt của tất cả chúng tôi Dương Thiêu mãi mãi chỉ là một tên vô dụng không đáng nhắc đến. Đơn hàng này không liên quan gì đến tôi. Đường Mộc Tuyết nhíu mày. Mặc dù trong lòng Đường Mộc Tuyết còn có vô số câu hỏi không lời giải đáp, nhưng đơn hàng này quả thật không phải do cô giành được. Cô là người dám làm dám nhận, làm bất kỳ việc gì cũng minh bạch rõ ràng, tất nhiên sẽ không nói dối. Ồn ào chuyện gì vậy? Ngay lúc này, cánh cửa phòng hội nghị bật mở, một bà lão chống gậy chạm khắc đầu rồng tiến vào. Bà lão vừa bước vào chính là người nắm quyền hiện tại tại Đường gia, bà nội ruột của Đường Hạo. Từ sau khi Đường lão gia qua đời, quyền lực của toàn bộ Đường gia đều do một mình Đường lão thái bà nắm giữ. Đường Hạo lập tức tiến lên trước, đỡ tay bà nội, chuyện là như thế này. Sau khi nghe xong, ánh mắt bà lóe sáng, Đông Hải Lý gia đồng ý ký kết đơn hàng 30 triệu. Mộc Tuyết. Cháu làm tốt lắm. Trong mắt Đường lão thái bà, giành được đơn hàng 30 triệu này chắc chắc nhờ vào công lao của Đường Mộc Tuyết, không có một chút liên quan gì đến Dương Thiêu, đối với bà Dương Thiêu cùng lắm chỉ là một tên phế vật tệ hại. Bà nội, Đường Mộc Tuyết gấp gáp giải thích. Đường lão thái bà vẫy tay, thời gian không còn sớm nữa. Bắt đầu cuộc họp. Từ khi bắt đầu đến khi cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người đều không quan tâm đến sự hiện diện của Dương Thiêu. Chuyện này đối với hắn cũng không phải chuyện to tát gì, chỉ cần Đường Mộc Tuyết có mặt mũi, tất cả những điều này đều không tồn tại chút ảnh hưởng nào. Hôm nay chính là đại hội hội nghị tổng kết quý của Đường gia, sau khi kết thúc phần báo cáo tình hình chung, Đường Hạo có chút cười cợt nói, bà nội, hiện tại việc hợp tác với Đông Hải Lý gia như vật trong tay, nhiệm vụ gấp rút hiện nay chính là giành được đơn hàng của Tần gia. Đường lão thái bà gật nhẹ đầu, Tần gia được xem như tập đoàn y dược lớn số 1 số 2 tại vùng đất Trung Nguyên này. Chỉ cần có cơ hội hợp tác với Trung Nguyên Tần gia, thì việc Đường gia nhà bọn họ trở thành gia tộc hạng nhất càng có thêm hy vọng. Nhận được sự công nhận của Đường lão thái bà, Đường Hạo tiếp tục nói, bà nội, chúng cháu cũng không còn nhỏ nữa, có phải cũng nên quyết định việc người thừa kế Đường gia hay không? Được, bất kỳ ai giành được quyền hợp tác với Trung Nguyên Tần gia thì người đó chính là người thừa kế tương lai của Đường gia. Đường lão thái bà biết rõ Đường Hạo và Tần gia thiếu chủ có mối quan hệ riêng rất tốt. Bà cũng muốn mượn cơ hội này,
thuận nước đẩy thuyền đem vị trí gia chủ Đường gia truyền cho Đường Hạo. Đường Hạo cực kỳ phấn khởi, quan hệ giữa hắn và Tần gia thiếu chủ quả thật không tệ. Đường Hạo lập tức cười gằn một tiếng, "Đường Mộc Tuyết, nếu như tôi giành được đơn hàng thì cô phải lập tức cút khỏi Đường gia, nếu như tôi thua thì từ này về sau sẽ không bao giờ tranh giành vị trí người thừa kế với cô. Thế nào, có dám cá cược một trận không? Đừng như tên phế vật Dương Tiêu, khiến tôi phải xem thường cô." Đối với Đường Hạo đang hung hăng đe dọa, sắc mặt Đường Mộc Tuyết có chút trắng bệch. Cô biết rất rõ Đường Hạo cùng Tần gia thiếu chủ đã từng cùng nhau uống rượu, bản thân nếu muốn giành được đơn hàng này chẳng khác nào việc muốn bay lên trời. Trước đây, cô cũng đã từng tìm gặp Tần gia thiếu chủ, nhưng sau khi hắn nhìn thấy vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của cô, liền lập tức đưa ra điều kiện, chỉ cần cô đồng ý trải qua một đêm xuân với hắn thì hắn sẽ lập tức giao cho cô đơn hàng Tần gia. Nhưng Đường Mộc Tuyết từ trước đến nay luôn biết giữ mình trong sạch, làm sao có thể làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như vậy. Thế nào, Đường Mộc Tuyết cô sợ rồi sao? Chậc, thành tích của cô không phải luôn luôn được xếp hạng nhất sao? Một chút dũng khí cá cược cũng không có sao. Đường Hạo mỉa mai. Hắn và Tần gia thiếu chủ quan hệ không tệ, giành được đơn hàng chỉ là chuyện sớm muộn. Tại Đường gia, đối thủ mạnh nhất của hắn chính là Đường Mộc Tuyết. Chỉ cần khiến cô ta rời khỏi Đường gia thì từ nay trở về sau hắn sẽ không còn bất kỳ sự uy hiếp nào cả. Một đám người dòng chính Đường gia như đang xem kịch, bọn họ sớm đã không vừa mắt Đường Mộc Tuyết. Tình cảnh lúc này của Đường Mộc Tuyết tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Nếu đồng ý, kết cục của cô chính là thua cuộc không có gì phải nghi ngờ, nhưng nếu không đồng ý cô sẽ khiến bản thân trở thành trò cười tại nơi này, điều này khiến cho một Đường Mộc Tuyết trước giờ luôn mạnh mẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Đường Hạo nhận thấy Đường Mộc Tuyết trần trừ không quyết, cười châm chọc, thế nào? Hiện tại giống như Dương Tiêu trở thành một kẻ phế vật rồi. Ai nói Mộc Tuyết không dám? Ngay lúc Đường Mộc Tuyết đang đứng trước tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, một âm thanh không được êm ái lắm vang lên. Đường Mộc Tuyết quay đầu, chỉ thấy Dương Tiêu đang hướng về phía cô nở nụ cười ấm áp. Anh làm gì vậy? Đường Mộc Tuyết không tin được mà nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu dịu dàng nói, Mộc Tuyết, bắt đầu từ hôm nay, anh tuyệt đối sẽ không để em phải chịu bất kỳ uất ức nào. Đồng ý với điều kiện của hắn ta, anh sẽ dạy cho hắn một bài học, để hắn phải cảm thấy hối hận vì hành động ngu xuẩn của mình. Trước đây, vì bản thân không có năng lực, chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn. Nhưng hôm nay, khảo nghiệm đã kết thúc, nhất định sẽ khiến em trải qua một cuộc sống sung sướng. 5 năm trước, vì nguyên nhân từ bản thân hắn đã khiến cho Đường Mộc Tuyết chịu không biết bao nhiêu khuất nhục, hôm nay hắn đã trở thành chủ nhân của Long Môn, tất nhiên sẽ phải bù đắp lại những điều thiếu sót trong 5 năm nay cho Đường Mộc Tuyết. Cái gì? Khiến cho Đường Hạo vì hành vi ngu xuẩn của mình mà phải ăn năn hối hận. Lời này vừa dứt, khiến cho toàn bộ hội trường trở nên yên tĩnh, sau đó vang lên từng đợt cười chói tai. Đờ mờ, tên phế vật này lại có thể khiến tôi ăn năn hối hận. Sắc mặt Đường Hạo vô cùng khoa trương nói. Trong nháy mắt, từng người Đường gia trong phòng hội nghị đều nhìn về hướng Dương Tiêu bằng ánh mắt như nhìn một thằng hề đang diễn kịch. Nhưng Đường Mộc Tuyết lại không hề chú ý đến những giọng cười chói tai ấy, trong lòng cô cực kỳ kinh ngạc, sống chung với Dương Tiêu trong 5 năm nay, hiểu rõ hắn hơn lòng bàn tay, Dương Tiêu hắn từ trước đến nay đều nhát gan hèn yếu, không hề biết lừa gạt, đối với cô càng vâng lời. Là điều gì đã khiến cho Dương Tiêu thay đổi lớn đến như vậy? Nhìn về phía Đường Mộc Tuyết, ánh mắt Dương Tiêu càng thêm kiên định chắc chắn gật đầu. Nhìn thấy cái gật đầu của Dương Tiêu, không hiểu vì lý do gì khiến cho Đường Mộc Tuyết càng thêm vững tin, hoặc có thể nói chính là sự tin tưởng dành cho Dương Tiêu, hoặc cũng có thể vì đơn đặt hàng 30 triệu đã khiến cho cô dao động. Được, tôi đồng ý với anh, câu nói này chính là dành cho Đường Hạo. Trên khuôn mặt của Đường lão thái bà hiện lên một nụ cười âm mưu sắp thành, Mộc Tuyết, cháu phải suy nghĩ thật kỹ, tất cả chúng ta đều có bằng chứng cho việc ngày hôm nay. Bà nội, cháu đã suy nghĩ kỹ rồi, Đường Mộc Tuyết cắn răng nói. Dù cho hành động theo cảm tính, cô cùng phải Đường Hạo chiến đấu đến hơi sức cuối cùng. Đường lão thái bà gật đầu nói, rất tốt, tan họp. Sau khi rời khỏi tập đoàn y dược Đường Nhân, Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu. Anh có quen với cấp lãnh đạo của Trung Nguyên Tần ra sao? Không quen biết, Dương Tiêu ăn ngay nói thẳng. Nghe vậy, Đường Mộc Tuyết dậm chân tức giận, cái gì? Anh không quen với những người thuộc cấp lãnh đạo tại sao lại dám nói ra những điều vừa rồi? Anh chấm ANS khiến em tức chết. Vừa dứt lời, Đường Mộc Tuyết liền quay đầu bước đi, hiện tại cô chỉ cảm thấy vô cùng chua xót. Vốn dĩ bị bọn người Đường Hạo tính kế, cô đã cảm thấy khó chịu rồi.
ai có thể ngờ rằng đến lúc này Dương Tiêu còn gây thêm phiền phức cho cô, đây không phải chính là cố ý tạo phiền phức cho cô hay sao? Nhìn theo bóng lưng rời đi của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu chỉ biết cười khổ, lời này của hắn vẫn chưa nói hết đâu. Hắn hiện tại đã trở thành chủ nhân Long Môn, nhìn khắp nơi trên thế giới có không biết bao nhiêu nhà tài phiệt mỏi mắt trong chờ hợp tác cùng hắn đây. Chỉ là một đơn hàng nhỏ nhoi của Tần gia, đối với Dương Tiêu hắn mà nói cũng chỉ là việc dễ như trở bàn tay, có quen biết lãnh đạo cao tầng của Tần gia hay không có quan hệ gì. Về đến nhà, Dương Tiêu lập tức chuẩn bị nước rửa chân đặt trước mặt Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, vất vả cả ngày rồi, để anh rửa chân xoa bóp cho em. Rửa cái gì mà rửa? Người khác chống đối em cũng không nói đi, đến anh cũng gây phiền phức cho em, Dương Tiêu có phải anh cố ý hay không? Đường Mộc Tuyết uất ức suýt khóc nói. 5 năm nay, bởi vì gả cho Dương Tiêu khiến cho bản thân phải chịu bao nhiêu cực khổ. Đặc biệt trên phương diện tranh giành vị trí người thừa kế, một chuyện quan trọng như thế này, Dương Tiêu còn gây thêm phiền phức cho cô. Điều này càng khiến cho trong lòng Đường Mộc Tuyết không còn chút cảm giác gì. Dương Tiêu chủ động giúp Đường Mộc Tuyết cởi giày, sau đó đem đôi chân trắng như ngọc nhẹ nhàng để vào nước, dịu dàng nói, Mộc Tuyết, em cứ yên tâm, anh đã nói bắt đầu từ hôm nay tuyệt đối sẽ không để em chịu bất kỳ uất ức nào. Thật sao? Đường Mộc Tuyết chua xót nói. Dương Tiêu gật đầu, đúng vậy. Được, em không muốn cả đời này bị người khác chà đạp dưới chân. Em muốn tất cả những người đã từng cười nhạo em phải nhìn em bằng cặp mắt khác, em phải đoạt về những thứ thuộc về mình. Đường Mộc Tuyết cố nén nước mắt nói. Thời gian 5 năm này, cô đã phải chịu quá nhiều uất ức rồi. Dương Tiêu chân thành nói, Mộc Tuyết, những việc đó anh đều hứa với em. Lời này vừa dứt, Dương Tiêu liền đứng dậy đi về phía ngoài cửa. Mộc Tuyết, em yên tâm, việc anh đã hứa với em nhất định sẽ làm được. Bởi vì... người phụ nữ của anh tuyệt đối không thể bị người khác sỉ nhục được. Vừa bước ra khỏi cửa, Dương Tiêu lúc này mới mở điện thoại, nhấn gọi đến cho một người. Lý Minh Hiên, tôi muốn gặp chủ nhân Tần gia, cậu hãy đi sắp xếp chuyện này. Dương Tiêu thấp giọng nói. Vâng, thiếu chủ, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lý Minh Hiên. Khảo nghiệm kết thúc, Lý Minh Hiên được sắp xếp phụ trách khu vực Trung Nguyên, trở thành trợ thủ chuyên phục vụ cho Dương Tiêu. Tần gia. Một trong 10 gia tộc lớn của Trung Nguyên, sự nghiệp lớn mạnh, nguồn vốn lên đến 10 tỷ. Tại thành phố Trung Nguyên rộng lớn này, lấy 4 đại gia tộc thế gia làm trung tâm, trong 10 gia tộc lớn thì Tần gia cũng được xem như một gia tộc nổi bật. Dương Tiêu biết rằng, nếu như bản thân hắn tùy tiện tìm đến gặp mắt chủ nhân Tần gia, e rằng sẽ bị bọn họ xem như kẻ điên mà đuổi ra ngoài, cho nên cần phải do Lý Minh Hiên ra mặt. Mặc dù khảo nghiệm kết thúc, hắn hiện tại chính là chủ nhân Long Môn nhưng Dương Tiêu biết rằng, thân phận bản thân đặc biệt, hiện tại không thể tùy tiện bại lộ thân phận. Thứ nhất, thực lực của hắn hiện tại vẫn chưa đủ lớn mạnh, không đủ sức chấn áp những vị nguyên lão ngày đêm nhớ mong đến vị trí chủ nhân Long Môn. Thứ hai, Long Môn chính là thế lực lớn nhất thế giới, gây thù chuốc oán vô số. Nếu như bản thân tùy tiện để lộ thân phận, e rằng không biết bao nhiêu người sẽ lên kế hoạch ám sát, dựa vào thân thủ hiện tại của Dương Tiêu, nếu chỉ cần đối phó với các cao thủ hạng 2 thì không đáng lo ngại. Nhưng nếu để hắn đơn độc đối chọi với những cao thủ hạng 1 thì chỉ nắm chắc 5 phần thắng. Mặc dù hắn có thể sắp xếp cao thủ đến bảo vệ an nguy của bản thân, nhưng những kẻ đó chỉ có thể bảo vệ bản thân nhất thời không thể nào bảo vệ hắn cả đời được. Nửa tiếng sau, văn phòng đồng sự trưởng tập đoàn Tần Thị. Chủ nhân Tần gia Tần Quảng khách sáo nói với Dương Tiêu, không biết anh bạn hôm nay đến tìm tôi vì chuyện gì. Vừa lúc nãy khi nhận được cuộc điện thoại từ gia tộc lớn mạnh nhất Đông Hải Lý gia, Tần Quảng không dám chậm trễ phút nào, lập tức chuẩn bị tiếp đón Dương Tiêu. Đông Hải là thành phố lớn vùng Duyên Hải, nguồn tiền vốn của gia tộc lớn mạnh nhất Đông Hải cũng trị giá lên đến hơn 100 tỷ, đây cũng không phải là loại gia tộc tầm thường có thể để cho loại gia tộc nhỏ bé như Tần gia ức hiếp được. Tần gia chủ không cần khách sao, hôm nay đến đây, tôi có một chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ. Dương Tiêu trực tiếp nói rõ mục đích đến của mình. Tần Quảng kinh ngạc nói, ồ, có chuyện gì? Tôi hy vọng đơn vị hợp tác lần này của Tần gia là Đường gia, người phụ trách sẽ là Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu thấp giọng nói. Tần Quảng nhíu mày nhìn Dương Tiêu, trên khuôn mặt lộ ra vẻ khó tin, dám hỏi một câu, không biết anh bạn này ở Đường gia có thân phận như thế nào. Tần gia của ông là một trong 10 đại gia tộc lớn ở Trung Nguyên, thân phận hào môn, tự nhiên có uy nghiêm của hào môn. Hơn nữa, Tần gia dựa vào con đường y dược mà phát triển lớn mạnh,
hơn nữa Đường gia trong mắt ông cũng chỉ là một gia tộc hạng hai nhỏ bé, Tần Quảng căn bản không để vào mắt. Tôi tên Dương Tiêu, Dương Tiêu lạnh nhạt nói. Tần Quảng kinh ngạc nói, Dương Tiêu. Cẩn thận suy nghĩ một lát, Tần Quảng vẫn không nghĩ ra được từ khi nào Đường gia lại xuất hiện một thanh niên xuất chúng như vậy, hơn nữa lại không mang họ Đường. Đột nhiên ông như nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn Dương Tiêu, không lẽ cậu chính là Dương Tiêu chồng của Đường Mộc Tuyết, một trong ba mỹ nữ đứng đầu bảng xếp hạng Trung Nguyên. Không sai, chính là tôi, chuyện này thật sự cần phải nhờ vào Tần gia chủ đưa tay giúp đỡ, ân tình ngày hôm nay Dương Tiêu nhất định sẽ ghi nhớ, nếu như sau này Tần gia có bất kỳ khó khăn gì đều có thể tìm đến tôi. Dương Tiêu trầm giọng nói. Sau khi đã xác định kỹ càng thân phận của Dương Tiêu, sự kính sợ trên mặt Tần Quảng lập tức chuyển thành cực kỳ khinh bỉ, tôi còn tưởng là thần thánh phương nào, thì ra là tên con rể phế vật vô dụng của Đường gia, nhân tình của Tần gia chúng tôi cậu có thể trả nổi sao? Vậy mà cũng không biết tự mình soi gương xem thân phận mình là thứ gì. Danh tiếng tên phế vật của Dương Tiêu từ lâu đã vang vọng khắp vùng đất Trung Nguyên này, dựa vào phụ nữ 5 năm, chuyện này đã bị phái nam ở Trung Nguyên gọi là sự sỉ nhục của toàn thể nam giới. Lúc này, Tần Quảng cứ như vô tình ăn phải ruồi chết, toàn thân đều cảm thấy khó chịu, ông vốn dĩ tưởng rằng người có thể khiến Đông Hải Lý gia ra mặt chính là một vị thanh niên tài năng xuất chúng trong nước, không ai ngờ rằng lại chính là tên vô dụng danh tiếng tệ hại Dương Tiêu. Tần gia chủ, ông đây là có ý gì? Tiêu Dương nhíu mày. Tần Quảng ngạo mạn nói, ý của tôi đã rất rõ ràng rồi, bây giờ cậu có thể cút đi rồi, nếu như không lập tức rời đi, tôi sẽ kêu bảo vệ tiến vào lôi cổ cậu ra ngoài. Trên khuôn mặt ông hiện rõ sự khinh miệt, nhìn Dương Tiêu giống như một món đồ phế thải không đang nhắc đến, những lời nói vừa rồi của Dương Tiêu cũng không cần thiết để lưu ý. Khoảng thời gian gần đây con trai ông Tần Kỳ Lân cùng Đường Hạo của Đường gia có quan hệ không tệ, cách một tiếng đồng hồ trước ông đã nghe Tần Kỳ Lân nhắc đến tên con rể vô dụng của Đường gia Dương Tiêu, không biết gặp được vận may gì mà có thể quen biết với Đông Hải Lý gia Lý Minh Hiên. Chuyện xảy ra hôm nay, cũng có thể chứng thật phần nào. Lẽ nào Tần gia đến Đông Hải Lý gia cũng không nể mặt. Sắc mặt Dương Tiêu từ từ trầm xuống. Hắn không muốn chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Nếu như thái độ Tần Quảng đối với hắn vẫn không nóng không lạnh như hiện tại, vậy thì cũng đừng trách hắn sử dụng một vài thủ đoạn để thị uy. Tần Quảng tiến lên phía trước, liếc nhìn Dương Tiêu cười lạnh, Dương Tiêu đúng không? Cậu thật sự xem mình là thứ gì? Cũng chỉ là một món đồ khiến người khác ngứa mắt. Đông Hải Lý gia quả thật lợi hại, nhưng tôi cũng tin Lý gia sẽ vì một tên phế vật như cậu mà không tiếc bỏ tất cả để cắt đứt quan hệ với Tần gia nhà tôi. Tận sâu trong tim Tần Quảng, ông chính là không xem trọng con người Dương Tiêu, ông cũng không tin Dương Tiêu sẽ được Đông Hải Lý gia đặc biệt xem trọng. Hơn nữa, Tần gia bao đời nay an cư lạc nghiệp tại Trung Nguyên, là tập đoàn tại đất liền, bình thường cũng ít quan hệ với phía Đông Hải, dù cho có đắc tội với Đông Hải Lý gia thì đã như thế nào. Nói thẳng ra, nếu như không phải nể mặt mũi của Lý gia, loại nhân vật tôm tép như Dương Tiêu đến tư cách cầm giày cho ông cũng không xứng. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vênh váo hung hăng của Tần Quảng, sắc mặt Dương Tiêu càng ngày càng âm trầm, hiện tại tôi cho ông 10 giây lập tức nhận lỗi, sau đó bàn bạc chuyện hợp tác, nếu không, đừng tôi không nể tình Tần gia. Vậy sao, nếu vậy tôi cũng cho cậu 10 giây lập tức xin lỗi tôi vì sự vô lễ của cậu, nếu không, tôi nhất định sẽ cho cậu không được yên ổn mà bước ra khỏi đây. Tần Quảng cũng tức giận nói. Trong mắt ông, Tiêu Dương chính là thứ vô dụng không đáng nhắc đến, dám hù dọa ông, đúng là tự tìm đường chết. 10. Dương Tiêu lạnh nhạt đếm. Hắn vốn dĩ muốn mọi chuyện đều lấy dĩ hòa vi quý làm chính, nhưng không ngờ rằng Tần Quảng lại bày ra dáng vẻ không để ai vào trong mắt như vậy. Nếu đã như vậy, hắn chỉ còn cách cho Tần gia nếm chút trái đắng. Tần Quảng thay Dương Tiêu tiếp tục đếm, 9. Lúc này, Tần Quảng nhìn Dương Tiêu như nhìn một tên hề đang diễn kịch, ông không tin Dương Tiêu còn có thể xoay chuyển được chuyện gì. 8. Dương Tiêu tiếp tục đếm. 7. Tần Quảng vừa xem trò hề vừa lên tiếng. Dương Tiêu lạnh nhạt nhìn Tần Quảng nói, xem ra không còn cách nào để bàn bạc rồi. Nếu như tôi là cậu, sớm đã xấu hổ đến không muốn gặp ai rồi. Tần Quảng kinh miệt nói. Dương Tiêu biết rằng nếu như hắn không sử dụng thủ đoạn, dùng lời nói đối phó với Tần Quảng chỉ là việc tốn công vô ích, hắn trực tiếp gọi đến một số điện thoại, lão Hồ, dùng tốc độ nhanh nhất khiến cho Trung Nguyên Tần thị lập tức phá sản. Tuân lệnh, thiếu chủ, từ bên kia đầu dây điện thoại truyền đến một âm thanh rất mực cung kính. Lão Hồ, trưởng quản phụ trách tất cả các nguồn tài chính của Long Môn,
chỉ cần một cuộc điện thoại của ông cũng có thể khiến cho các nhà tài phiệt trên thế giới run rẩy. Nghe những lời này của Dương Tiêu, Tần Quảng khinh bỉ nói, thằng nhóc chỉ biết giả thần giả quỷ. Bảo vệ đâu, mau vào đây xách tên khốn trong văn phòng tôi ra ngoài đánh một trận. Tần Quảng khoanh tay trước ngực, nhìn Dương Tiêu như nhìn một trò hề, giống như bảo vệ đã bước đến đánh Dương Tiêu một trận, đến mức ba mẹ ruột cũng không nhận ra được. Dầm! Không kịp đợi đến khi bảo vệ tiến vào, một bóng người trung niên vội vàng xông vào văn phòng làm việc của Tần Quảng. Người đến chính là Tổng Giám đốc Tập đoàn Y Dược Tần gia. Tần Quảng phẫn nộ nhìn ông ta nói, gấp gáp như vậy, còn ra trò chống gì? Đồng sự trưởng, có chuyện không hay xảy ra rồi, hiện nay có ít nhất hơn 10 nhà tài phiệt thế giới đang làm rối loạn thị trường cổ phiếu của tập đoàn chúng ta đang điên cuồng rớt giá, hiện nay công ty thua lỗ ít nhất 1, 2 tỷ. Người trung niên khuôn mặt trắng bệch như giấy, gấp rút nói. Lời này vừa chấm dứt, Tần Quảng tựa như sét đánh giữa trời quang, cả người trong khoảnh khắc ngây ngốc không biết nên làm gì. Ngay lúc này, như có một luồng không khí lạnh lẽo từ từ lan từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu Tần Quảng. Các nhà tài phiệt thế giới cùng liên thủ khuấy động thị trường. Cổ phiếu Tần gia điên cuồng rớt giá. Tần gia trong chớp mắt thua lỗ 1, 2 tỷ. Nghe những thông tin này, toàn thân Tần Quảng run cầm cập. Suýt chút nữa ngất xỉu một bên. Sau đó, tất cả chỉ là vừa mới bắt đầu, không đợi đến khi Tần Quảng bình phục tinh thần, phụ trách phòng kỹ thuật tiến vào, đồng sự trưởng, không hay rồi. Hệ thống công ty chúng ta đang bị các hacker thế giới đột nhập, hiện tại toàn bộ hệ thống máy tính đều tê liệt, màn hình máy tính đã không thể khởi động, tất cả các văn kiện cơ mật đều đang bị tiết lộ ra ngoài. Đồng sự trưởng, các tập đoàn hợp tác với chúng ta hiện nay toàn bộ đều tố cáo chúng ta vi phạm hợp đồng, đồng thời đều đến thư cảnh cáo từ luật sư. Tiếp sau đó, phụ trách phòng pháp chứng cũng tiến vào. Đồng sự trưởng, không hay rồi. Trong giây lát, liên tục hơn 10 bóng người chen chúc tiến vào. Từng lời từng chữ của bọn họ như một cú đánh, liên tục đả kích đập mạnh vào Tần Quảng. Tí tách, tí tách. Lúc này, từng giọt mồ hôi như hạt đậu trên trán Tần Quảng không ngưng tuôn rơi, trong mắt đen của ông ta như muốn ngừng thở. Dương Tiêu mặt không đổi sắc nói, Tần gia chủ, hiện nay không còn vấn đề gì nữa đúng không? Là do cậu làm, tất cả những chuyện này đều do cậu gây ra. Tần Quảng sờn tóc gáy nhìn về phía Dương Tiêu. Toàn thân Dương Tiêu như tỏa ra một khí áp vô cùng to lớn, tựa như hắn ta mới thật sự là kẻ ở trên người khác, ông chỉ cần nói với tôi có vấn đề gì hay không. Đồng sự trưởng, tất cả những rắc rối chúng ta đang gặp phải là do thằng nhóc này gây ra đúng không? Chết tiệt, dám đắc tội với đồng sự trưởng của chúng tôi, đúng là chán sống rồi mà. Anh em đâu, lôi cổ thằng nhóc này ra ngoài, đập cho nó một trận tơi bời. Lúc này, đội trưởng đội bảo vệ cũng đã dẫn một nhóm người tiến vào. Ba tương đương. Ngay khoảnh khắc đội trưởng đội bảo vệ sắp tóm lấy Dương Tiêu, Tần Quảng như tên bắn bước lên phía trước, gấp đến mức vung tay đánh vào khuôn mặt đội trưởng đội bảo vệ, nổi trận lôi đình nói, hỗn xược. Kẻ nào dám vô lễ với Dương tiên sinh? Lấy tay che lấy một bên mặt nóng như lửa đốt, đội trưởng đội bảo vệ cực kỳ kinh ngạc. Không phải nói đem thằng nhóc này quăng ra ngoài sao? Tại sao đồng sự trưởng lại đột nhiên chút giận lên người hắn rồi? Trong tầm nhìn của mọi người, trên mặt Tần Quảng đột nhiên lộ ra vẻ nịnh nọt, tất nhiên là không vấn đề gì, Dương tiên sinh xin ngài cứ yên tâm, chút chuyện nhỏ nhặt này cứ để tôi đứng ra giải quyết, hợp tác với Đường gia người phụ trách chính là Đường Mộc Tuyết, điều này tuyệt đối không có vấn đề gì. Chuyện này tôi hy vọng không có quá nhiều người biết đến. Dứt lời, Dương Tiêu liền lập tức quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Tần Quảng cung kính nói, xin được tiễn Dương tiên sinh. Tận mắt chứng kiến Tần Quảng đối với vị thanh niên vừa rồi cúi người khom lưng, một đám người chủ quản cao tầng của Tần gia đều há hốc mồm ngạc nhiên không thôi. Sau khi Dương Tiêu rời khỏi Tần thị, Tần Quảng cảm giác như được đại xá, ông biết Tần gia cuối cùng đã được bảo toàn, nếu như vừa nãy bản thân tiếp tục phạm sai lầm, chỉ e rằng toàn bộ Tần gia sẽ vì hành động ngu xuẩn của mình mà trả giá đắt. Nhớ kỹ phải giữ bí mật thật kỹ chuyện vừa xảy ra cho tôi. Nếu bất kỳ ai dám tiết lộ nữa lời thì lập tức tự động thu xếp đồ đạc cuốn xéo khỏi Tần thị. Tần Quảng hung hăng nhìn từng người một cảnh cáo. Mọi người vì cảnh tượng kinh hãi vừa rồi đều im như thóc, toàn bộ đều bị hù dọa không dám hé răng lấy một lời, chỗ nào dám tiết lộ ra ngoài. Về đến nhà cũng là trạng vạng tối, biết được Đường Mộc Tuyết sức khỏe yếu hay thiếu máu, Dương Tiêu lập tức tiến vào nhà bếp nấu một chén cháo táo đỏ đưa đến trước mặt cô, Mộc Tuyết, ăn cháo nào? Không ăn. Đường Mộc Tuyết lạnh nhạt nói.
Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân không thể giành được hợp đồng của Tần gia, Đường Mộc Tuyết đã không còn chút khẩu vị ăn uống nào. Dương Tiêu mỉm cười nói, Đường Tuyết, chuyện liên quan đến bản hợp đồng đã được giải quyết ổn thỏa rồi, em cứ yên tâm, ngày mai người của Tần gia nhất định sẽ mang bản hợp đồng ấy giao đến tận tay em. Thật sao? Khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vết của Đường Mộc Tuyết lộ vẻ kinh ngạc. Dương Tiêu gật đầu, đúng vậy, anh đảm bảo không gạt em. Đường Mộc Tuyết nghi ngờ đánh giá Dương Tiêu vài lượt, nhưng vẫn không phát hiện một chút bất thường nào trên khuôn mặt của hắn. Cô và Dương Tiêu bên nhau đã 5 năm, Dương Tiêu từ trước đến nay chưa bao giờ lừa gạt cô, chuyện này cô nắm rất rõ. Nhưng, vào thời khắc quan trọng này Đường Mộc Tuyết có chút không thể tin tưởng được, Dương Tiêu thật sự không phải đang trêu chọc cô đúng không? Dương Tiêu biết rằng Đường Mộc Tuyết vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, liền nói lại một lần nữa, Mộc Tuyết. Lý gia thiếu chủ Lý Minh Hiên cùng anh có duyên gặp gỡ, vừa gặp như đã quen từ lâu, chuyện lần này chính là anh đã nhờ anh ta ra mặt giải quyết mới có thể giành được bản hợp đồng này. Thì ra là như vậy, Đường Mộc Tuyết đột nhiên bừng tỉnh. Hôm nay tại đại hội hội nghị tổng kết quý của Đường gia, tận mắt chứng kiến Lý gia Lý Minh Hiên mang đến bản hợp đồng mua bán trị giá 30 triệu, nếu như Dương Tiêu thật sự tìm đến Đông Hải Lý gia thiếu chủ Lý Minh Hiên nhờ giúp đỡ thì tất cả những điều vô lý này đều có thể lý giải được. Dương Tiêu nâng chén cháo lên trước mặt Đường Mộc Tuyết nói, Mộc Tuyết, em cố gắng ăn hết chén cháo này nhé. Đường Mộc Tuyết lúc này mới nhận lấy chén cháo táo đỏ từ Dương Tiêu, múc từng muỗng nhỏ ăn. Dương Tiêu cũng không rảnh rỗi, xoay người hướng về phía phòng vệ sinh nhặt lên những bộ quần áo Đường Mộc Tuyết vừa thay, đem đi giặt giũ. Nhìn theo bóng lưng Dương Tiêu, trong đôi mắt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết có chút gợn sóng. Thành công giành được đơn hàng Tần gia, chuyện này thật sự đã xảy ra sao? Dương Tiêu hiểu rằng lúc này tâm trạng Đường Mộc Tuyết không có cách nào bình tĩnh được, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhẹ, tràn ngập sự cưng chiều dành cho cô. Cuộc đời một người đàn ông cần phải dốc lòng hết sức bảo vệ bốn thứ quan trọng, thứ nhất, mảnh đất quê hương dưới chân, thứ hai, đấng sinh thành, thứ ba, người phụ nữ trong tay cuối cùng chính là anh em của mình. Hiện nay, Dương Tiêu sẽ dùng toàn bộ sức lực và khả năng của mình để bảo vệ Đường Mộc Tuyết, không cho cô chịu bất kỳ tổn thương nào. 10 giờ tối. Căn nhà tràn ngập bóng đêm, đây cũng là sự ăn ý nhiều năm giữa Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu. Có điều Dương Tiêu từ trước đến nay chỉ ngủ dưới sàn nhà, khi chưa có sự cho phép của Đường Mộc Tuyết, hắn không có tư cách bước lên giường cùng cô qua đêm. Ngày hôm sau, Đường Mộc Tuyết thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, bước ra khỏi phòng tập thể dục, lúc này Dương Tiêu đã chuẩn bị bữa sáng từ sớm. Khi vừa bước đến cổng công ty, một chiếc siêu xe trị giá chục triệu dừng ngay trước mặt Đường Mộc Tuyết. Người bước xuống xe chính là Tần Quảng. Vừa nhìn thấy Đường Mộc Tuyết, Tần Quảng cung kính nói, Đường tiểu thư, chào buổi sáng. Đây là bản hợp đồng giữa Tần gia chúng tôi và Đường gia quý vị. Cái gì, nhận lấy bản hợp đồng, Đường Mộc Tuyết cảm giác như nằm mơ giữa ban ngày. Hợp đồng thật sự đã giành được đến tay. Dương Tiêu lúc này đang đứng bên cạnh Đường Mộc Tuyết lập tức đưa ra một ánh mắt ra hiệu, Tần Quảng biết ý, lập tức rời đi. Vừa bước đến tòa nhà văn phòng đã nghe được giọng nói đắc ý của Đường Hạo, chậc chậc. Tối hôm qua đích thân tôi xuất trận, chính miệng Tần gia Tần thiếu Tần Kỳ Lân đã đồng ý việc hợp tác với Đường gia, lát nữa tôi sẽ đến Tần thị mang bản hợp đồng trở về. Đường Hạo quả thật không uổng là người giỏi nhất Đường gia, khiến cho toàn bộ người Đường gia chúng ta đều nở mặt nở mày, xem ra ngày Đường gia trở thành gia tộc hạng nhất không còn xa nữa rồi. Đúng vậy, chỉ cần có anh Hạo, tương lai Đường gia chúng ta chắc chắn vô cùng rộng mở. Càng ngày càng tiến xa, không giống như một số kẻ chỉ có hư danh. Nghe những lời châm chọc từ xa, Đường Mộc Tuyết tức giận không thôi. Chỉ vì sinh ra là thân con gái, dù cho thành tích hàng tháng luôn xếp hạng nhất, nhưng những người Đường gia từ trước đến giờ chỉ xem trọng Đường Hạo mà hờ hững cô. Từ xa truyền đến tiếng bước chân. Ngay lúc này, Đường Lão Thái bà cũng đã đến trước cửa công ty. Vừa thấy Đường Lão Thái bà bước đến, Đường Hạo nhanh như tên bắn chạy về phía trước. Hưng phấn nói, bà nội, Tần gia Tần thiếu chủ Tần Kỳ Lân đã hứa với cháu về chuyện hợp tác giữa hai tập đoàn chúng ta. Thật sao, nếu vậy thì tốt quá. Đường Lão Thái bà có chút vui mừng. Chỉ cần có thể hợp tác cùng Tần gia, thì việc Đường gia vươn đến vị trí gia tộc hạng nhất cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Ánh mắt Đường Hạo khóa chặt trên người Đường Mộc Tuyết, châm chọc nói, chậc chậc. Đường Mộc Tuyết, thật ngại quá, xem ra cô sắp phải cút xéo khỏi công ty rồi. Còn đứng ngây người ở đây làm gì? Không nghe thấy Đường Hạo nói rằng đã giành được quyền hợp tác hay sao? Còn không mau cút đi,
một đám người dòng chính Đường ra lần lượt gào lên. Mỗi tháng Đường Mộc Tuyết đều giành được vị trí hạng nhất, bọn họ sớm đã ngứa mắt với cô, hận không thể khiến Đường Mộc Tuyết nhanh chóng biến mất khỏi Đường ra. Đường lão thái bà nheo mắt, lạnh nhạt nói, Mộc Tuyết, dám làm dám chịu, nay ta tuyên bố. Bà nội, thật ngại quá, bản hợp đồng Tần gia đang nằm trong tay chúng cháu. Không đợi Đường lão thái bà dứt lời, Dương Tiêu đang đứng bên cạnh Đường Mộc Tuyết vừa cười vừa giơ lên bản hợp đồng trong tay. Bản hợp đồng Tần gia đã bị Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu giành được. Chăm chăm nhìn vào bản hợp đồng trong tay Dương Tiêu, mi mắt của những người có mặt tại sảnh văn phòng không ngừng nháy điên cuồng. Tên phế vật Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đã giành được bản hợp đồng ký kết với Tần gia, chuyện này là thật hay giả vậy? Ánh mắt nghi ngờ của tất cả mọi người đều tập trung lên hai người bọn họ. Đường Mộc Tuyết bước lên lạnh nhạt nói, Đường Mộc Tuyết tôi từ trước đến nay luôn làm việc ngay thẳng. Làm sao có thể lấy bản hợp đồng ra lừa gạt mọi người? Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Đường Mộc Tuyết, sắc mặt của từng người Đường gia đều lộ ra vẻ kinh ngạc không ngừng. Chỉ vừa lúc nãy thôi, Đường Hạo còn lớn tiếng nói từng câu từng chữ rằng Tần gia thiếu chủ đã đồng ý ký kết hợp đồng với Đường Hạo, tại sao bản hợp đồng này lại đột nhiên nằm trong tay Đường Hạo Tuyết? Mộc Tuyết, cầm bản hợp đồng đến cho ta xem, Đường lão thái bà trầm giọng nói. Lúc này, trên khuôn mặt già nua của Đường lão thái bà hiện lên nét nghi ngờ, cháu nội ruột của bà Đường Hạo từ trước nay có quan hệ vô cùng tốt với Tần gia thiếu chủ, Đường Mộc Tuyết làm sao có thể giành được bản hợp đồng Tần gia này. Trong mắt Đường lão thái bà, Đường Mộc Tuyết hơn phân nữa là đang nói dối, căn bản không có việc giành được hợp đồng, tất cả chỉ là do một mình Đường Mộc Tuyết đang đổi trắng thay đen mà thôi. Hơn nữa, chuyện ký kết bản hợp đồng này có liên hệ mật thiết vô cùng quan trọng đến việc chọn người thừa kế tương lai. Bà đã từng tuyên bố, bất kỳ ai giành được bản hợp đồng Tần gia sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo của Đường gia. Bà nội, bà xem, nét mặt Đường Mộc Tuyết tràn ngập vui sướng, cầm bản hợp đồng đưa đến trước mặt Đường lão thái bà. Trước khi bước vào công ty, cô đã kiểm tra một lượt bản hợp đồng, hiện tại Đường Mộc Tuyết có thể chắc chắn rằng, bản hợp đồng này là thật. Đường Hạo chế nhạo, khinh thường nói, sằng bậy, bà nội, bản hợp đồng này không cần phải kiểm tra. Nhất định là do Đường Mộc Tuyết và tên phế vật Dương Tiêu cố ý làm giả. Tối hôm qua hắn đã cùng Tần gia thiếu chủ Tần Kỳ Lân đạt thành hiệp ước, Tần Kỳ Lân đích thân đồng ý sẽ cùng Đường gia hợp tác, người phụ trách sẽ là Đường Hạo, làm sao đột nhiên thay đổi thành Đường Mộc Tuyết được. Đúng vậy bà nội, nhất định là do anh Hạo giành được, hai người bọn họ làm sao có thể ký kết được bản hợp đồng này. Không sai, trước đây Đường Mộc Tuyết đã đích thân đến gặp người Tần gia. Không phải đã bị người của bọn họ đuổi ra ngoài hay sao? Bọn họ không thể nào ký kết được bản hợp đồng này. Trong mắt của tất cả mọi người, bản hợp đồng này nhất định là giả, Đường Mộc Tuyết tuyệt đối không thể giành được bản hợp đồng Tần gia. Dương Tiêu càng không đáng nhắc đến, cả đám người trực tiếp xem hắn như kẻ vô hình. Dù sao, không ai muốn quá chú ý đến một tên phế vật. Đường lão thái bà nhìn Đường Mộc Tuyết, lạnh nhạt nói, Mộc Tuyết, cháu xác nhận bản hợp đồng này là thật. Mau nói sự thật cho ta biết. Bà nội, bản hợp đồng này do đích thân Tần gia chủ Tần Quảng mang đến giao tận tay cho cháu, làm sao có thể là giả được? Đường Mộc Tuyết mặt không thay đổi cảm xúc nói. Khoác lác, cô cứ cố mà bịa chuyện đi, Tần gia chủ sẽ đích thân mang bản hợp đồng giao cho cô sao? Đường Hạo diễu cợt nói. Một đám người dòng chính Đường gia dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn chằm chú vào Đường Mộc Tuyết, bọn họ tuyệt đối không tin rằng Tần gia chủ sẽ đồng ý gặp mặt Đường Mộc Tuyết. Trước đây Đường Mộc Tuyết đã từng bị người Tần gia cự tuyệt, không chút nể tình mà đuổi ra khỏi cửa, trò hề này đến bây giờ bọn họ vẫn còn nhớ rất kỹ. Sắc mặt Đường lão thái bà càng lúc càng nghiêm trọng, quyết tâm phải vạch trần Đường Mộc Tuyết, hôm nay mục đích của bà không chỉ phải tống cổ Đường Mộc Tuyết ra khỏi tập đoàn Đường Nhân, mà bà còn muốn gạch tên Đường Mộc Tuyết ra khỏi gia phả của gia tộc nhà họ Đường. Bản hợp đồng được mở ra, nhìn từng dòng chữ giấy trắng mực đen, sau đó lại kiểm tra con dấu trên bản hợp đồng. Đôi mắt Đường lão thái bà đột nhiên nhíu lại. Bản hợp đồng này, là thật, Đường lão thái bà kinh ngạc lên tiếng. Là thật, Đường Hạo và những người thuộc dòng chính Đường gia lập tức thay đổi sắc mặt. Thân thể già yếu của Đường lão thái bà run rẩy, bà đưa tay chỉ lên bản hợp đồng nói, dấu mộc có thể làm giả, nhưng logo in mở chuyên dùng trên hợp đồng Tần gia thì không có cách nào làm giả được. Một đám người lập tức bước lên xem xét từng trang của bản hợp đồng. Nhìn thấy logo in mở quả thật chính là logo chuyên dùng của Tần gia, Đường Hạo và một đám người dòng chính Đường gia đều trợn tròn mắt. Không ngờ được, bản hợp đồng này lại là thật. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người nhìn Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu đều thay đổi.
Dương Tiêu từ từ nhếch môi cười, nhìn thấy sắc mặt khó chịu của từng người Đường ra, trong lòng hắn có chút hả hê, cảm giác như vô hình chút được một cơn giận. Logo in chìm trên hợp đồng chính là vật chuyên dụng dành cho các tập đoàn lớn, mục đích chủ yếu là ngăn ngừa các hành vi làm giả hợp đồng. Bà nội, cháu có thể xem qua bản hợp đồng này được không? Đường Hạo khó lòng tin tưởng nói. Sau khi Đường lão thái bà xác nhận một lần liền đưa bản hợp đồng cho Đường Hạo. Đường Hạo nhận lấy bản hợp đồng, liên tục xác nhận kiểm tra, trong quá trình kiểm tra, sắc mặt hắn càng ngày càng trở nên trắng bệch. Đây, thật sự là hợp đồng thật. Chăm chú kiểm tra vào logo in chìm trên hợp đồng, Đường Hạo như sét đánh giữa trời quang, cả người hắn đều ngây ngốc. Một người thuộc dòng chính Đường gia nhìn Đường Hạo nói, anh Hạo, chuyện này rốt cuộc như thế nào? Không phải lúc nãy anh nói chắc chắn lắm sao? Đúng vậy, Hạo Hạo, không lẽ chuyện lúc nãy là do cậu bịa đặt ra? Bị tất cả mọi người nghi ngờ, lòng tự trọng của Đường Hạo chịu đả kích cực lớn. Hắn ta gào lên, đánh rắm, tôi làm sao có thể bịa đặt được? Hạo Hạo, nhanh chóng gọi điện thoại cho Tần Thiếu xác nhận lại chuyện này. Chuyện liên quan hệ trọng, Đường lão thái bà không hy vọng vị trí người thừa kế sẽ rơi vào tay Đường Mộc Tuyết. Vâng, bà nội, Đường Hạo không dám chậm trễ. Dưới sự chú ý của mọi người, Đường Hạo vội vàng lau mồ hôi trên trán, sau đó lập tức liên hệ với Tần gia thiếu chủ Tần Kỳ Lân. Cái gì, sao lại có chuyện như vậy xảy ra? Đường Thiếu, anh đừng nôn náo, tôi hiện tại lập tức xuất phát đến Đường gia. Tôi phải xem thử là kẻ nào to gan đến như vậy, dám ăn cắp hợp đồng Tần gia tôi. Sau khi nhận được thông tin, sắc mặt Tần gia thiếu chủ Tần Kỳ Lân trở nên nghiêm trọng. Nghe giọng nói tức giận, ngang ngược của Tần Kỳ Lân, Đường Hạo nhìn Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu cười châm chọc, nghe rõ chưa? Hai người các người cứ ở đó mà chờ chết đi. Hợp đồng sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì chứ? Đường Mộc Tuyết có chút không yên tâm hỏi Dương Tiêu. Dương Tiêu nhìn cô cười một cách nuông chiều. Mộc Tuyết, em yên tâm, sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì đâu. Giả thần giả quỷ, Đường Hạo nhìn Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu đang giả vờ bình tĩnh, châm chọc cười. Sắc mặt Đường lão thái bà càng trở nên lạnh nhạt, một đám người dòng chính Đường gia dùng ánh mắt nhìn vật lạ đánh giá lên người Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, giống như bản hợp đồng này do hai người bọn họ dùng thủ đoạn bất chính giành lấy. Không lâu sau, Tần gia thiếu chủ Tần Kỳ Lân đến nơi. Tần Thiếu, Đường lão thái bà đứng dậy cung kính nói. Tần Kỳ Lân xuất thân tôn quý, bà không dám tiếp đón chậm trễ. Sắc mặt Tần Kỳ Lân âm u, nhìn Đường Hạo lạnh nhạt nói, Đường Thiếu, bản hợp đồng đang ở đâu? Tần Thiếu, cậu xem bản hợp đồng này có phải có vấn đề rất lớn. Đường Hạo nhanh chóng mang bản hợp đồng đưa đến cho Tần Kỳ Lân. Tần Kỳ Lân nhận lấy bản hợp đồng, sắc mặt có chút thay đổi, nhưng vẫn tiếp tục cười nói, bản hợp đồng này đương nhiên là thật. Sáng sớm hôm nay tôi đã căn dặn thư ký phải nhanh chóng xử lý, nhìn tình hình có vẻ người Đường gia các người đã sắp xếp nhân viên đến tập đoàn Tần thị nhận bản hợp đồng này. Đây chính là bản hợp đồng tôi chuẩn bị cho Đường Thiếu. Thật sao? Đường Hạo kinh ngạc nói. Tần Kỳ Lân vỗ nhẹ lên vai hắn nói, dựa vào quan hệ của hai chúng ta còn có thể giả được sao? Vậy thì tốt quá, Đường Hạo như vừa được bơm máu, kích động không ngừng. Nghe những lời này của Tần Kỳ Lân, ánh mắt của những người có mặt tại sảnh văn phòng nhìn Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết một cách vô cùng kinh bỉ. Thế mà tôi cứ tưởng bọn họ thật sự đã lấy được bản hợp đồng, xem ra chỉ là giúp Hạo Hạo mang bản hợp đồng trở về mà thôi. Cậu cũng xem trọng hai người bọn họ quá rồi, một tên phế vật, một thứ nữ, làm sao có thể giành được bản hợp đồng này chứ? Trong khoảnh khắc, hiện trường vang lên từng tiếng cười chế nhạo, cả đám người hả hê nhìn Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết như nhìn hai tên hề trên phố. Giống như giành được bản hợp đồng này không phải dựa vào công lao của Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, mà giống như đi trước một bước giúp Đường Hạo mang về. Đường Hạo nhìn Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết châm chọc nói, cảm ơn hai người trời vừa tờ mờ sáng đã đến Tần thị mang bản hợp đồng này về cho tôi, đây là 10 đồng, xem như là phí hỗ trợ cho cả hai. Vừa nói, Đường Hạo liền từ túi áo lấy ra một tờ 10 đồng, vất lên trước mặt Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Ha 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 ha! Đột nhiên! Cả hội trường văn phòng vang lên một tràng cười châm chọc, tiếng cười cực kỳ chói tai. Nhìn từng khuôn mặt đang hả hê của đám người xung quanh, Dương Tiêu từ từ nhếch môi cười châm chọc, đến lấy trước. Các người có chắc không? Nhìn thấy Dương Tiêu sắp chết đến nơi vẫn còn cứng miệng, Đường Hạo khinh bỉ nói, thế nào? Lỗ tai của tên phế vật nhà ngươi bị hỏng rồi sao? Không nghe thấy những lời Tần Thiếu vừa nói hay sao?
có thể giành được hợp đồng Tần gia hay không, chẳng lẽ trong lòng hai người các ngươi còn không rõ hay sao? Một đám người dòng chính Đường gia trên mặt tràn ngập khinh bỉ nói. Trong mắt mọi người, nếu chỉ dựa vào năng lực của hai người bọn họ mà có thể giành được bản hợp đồng này là chuyện không thể nào, hơn nữa cộng thêm việc Tần gia thiếu chủ Tần Kỳ Lân đã đích thân đến đây xác nhận làm chứng, cho nên tất cả mọi người đều nhận định rằng bản hợp đồng này chính là do Tần Kỳ Lân đặc biệt chuẩn bị riêng cho Đường Hạo. Tần Kỳ Lân nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu giống như nhìn thấy một trò hề, khinh bỉ nói, cho các người có cơ hội để lên mặt rồi, nhưng hợp đồng Tần gia nhà chúng tôi làm sao có thể giao cho một tên phế vật được chứ? Hai người các người, một tên phế vật, một thứ nữ, thật đúng là duyên trời tác hợp. Đợi lát nữa quay về Tần thị, tôi sẽ lập tức khai trừ thư ký của mình, vì tội đem hợp đồng giao cho những kẻ không rõ thân phận. Hắn đối với Đường Mộc Tuyết trong lòng có chút ái mộ yêu thích, nhưng đáng tiếc Đường Mộc Tuyết đã tuyệt tình cự tuyệt, điều này càng khiến cho Tần Kỳ Lân cảm thấy vô cùng phẫn nộ, vì thế hôm nay hắn cũng sẽ không nể mặt mà mắng chửi Đường Mộc Tuyết. Tần thiếu ngài không cần phải tức giận đến như vậy. Chuyện này chắc chắn chính là do tên phế vật cùng thứ nữ kia liên kết lại để lừa gạt mọi người. Những lời Tần Kỳ Lân vừa nói, quả thật đã cho Đường Hạo nở mặt nở mày, càng khiến cho trên mặt hắn tràn ngập nét cười rạng rỡ. Tần Kỳ Lân nhìn Đường Hạo, châm chọc nói, Đường thiếu không cần phải nói đỡ cho tên thư ký đó, cùng lắm chỉ là một tên người làm, vậy mà chỉ một việc nhỏ nhặt như vậy cũng làm không tốt thì giữ lại có ít gì. Thời gian gần đây Đường Hạo luôn mang hắn đi khắp nơi phong hoa tuyết nguyệt, khiến cho Tần Kỳ Lân cực kỳ hưng phấn như phát hiện ra một lục địa mới. Trước đây, không phải hắn chưa từng đi qua những nơi ăn chơi đó, nhưng vì gia đình luôn quản lý một cách nghiêm ngặt nên cơ hội tiếp xúc càng ít, nhưng nhờ có kẻ lão làng Đường Hạo chỉ đường dẫn lối, khiến cho cuộc sống mỗi ngày trong nửa tháng gần đây của hắn trải qua như cuộc sống chốn thần tiên. Nhưng điều quan trọng nhất chính là, hắn từ lâu đã để ý đến Đường Mộc Tuyết, càng muốn cùng cô trải qua một đêm xuân. Nhưng Đường Mộc Tuyết lại kiên quyết từ chối, cách xa hắn ngàn dặm. Sinh ra trong hào môn với thân phận thiếu chủ Tần thị, lòng tự trọng của Tần Kỳ Lân vô cùng to lớn, trong mắt hắn, để Đường Mộc Tuyết có cơ hội hầu hạ hắn một đêm chính là vinh hạnh mấy đời của cô. Hiện nay, Đường Mộc Tuyết đối với yêu cầu của hắn vẫn không hề ngó ngàng gì đến, điều này càng khiến cho Tần Kỳ Lân cực kỳ phẫn nộ, càng tăng thêm động lực cho hắn hết mình giúp đỡ Đường Hạo trong việc ký kết đơn hàng này. Đến lúc Đường Mộc Tuyết bị trục xuất khỏi Đường gia, lưu lạc đầu đường xó chợ không phải chỉ còn cách ngoan ngoãn đến phục tùng hắn hay sao? Nhìn Đường Hạo và Tần Kỳ Lân kẻ tung người hứng, Dương Tiêu chỉ mỉm cười lắc đầu. Cùng với đám đạo đức giả này tốn công tốn sức giải thích, không bằng yêu cầu Tần Quảng lại đến Đường Nhân một chuyến, đem chuyện này giải quyết một cách rõ ràng. Đường Hạo hiện nay nắm được quyền chủ động, lập tức nói với Đường lão thái bà nội, hiện tại có phải lập tức tuyên bố vị trí người thừa kế Đường gia hay không? Được, Đường lão thái bà cực kỳ vui sướng, ánh mắt lạnh lùng nhìn liếc sang Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, sau đó nói, hiện tại ta tuyên bố, vị trí người thừa kế tương lai của Đường gia sẽ là Đường Hạo. Mộc Tuyết không phải ta thiên vị, nhưng vụ cá cược giữa cháu và Hạo Hạo, tất cả chúng ta đều tận mắt chứng kiến, bà nội không muốn ép buộc ai, cháu hãy tự chủ động rời khỏi Đường Nhân đi. Cái gì? Đường Mộc Tuyết như bị sét đánh. Cô thật sự không ngờ rằng bà nội trước giờ cô hết mực cung kính, yêu thương lại có thể tuyệt tình đến vậy. Dương Tiêu không thể tiếp tục chịu đựng liền nói, bà nội, bản hợp đồng này thật sự là do Tần gia chủ Tần Quảng trực tiếp giao đến tận tay cho Mộc Tuyết, bà nội có thể đích thân kiểm chứng. Câm miệng, nghe câu nói này của Dương Tiêu, khiến cho Đường lão thái bà tức giận không ngừng. Dương Tiêu chính là tên phế vật danh tiếng vang xa của Đường gia, nếu như không phải suy xét đến mặt mũi của gia tộc. Bà đã sớm bắt ép Đường Mộc Tuyết phải ly hôn với Dương Tiêu. Tần gia là gia tộc như thế nào? Đó chính là sự tồn tại cao cấp tại thành phố Trung Nguyên, là gia tộc nổi bật nhất trong 10 đại gia tộc, giống như việc bà là chủ nhân của một gia tộc hạng hai cũng không có tư cách gặp mặt Tần Quảng. Nay Dương Tiêu muốn bà đích thân đi kiểm chứng, trong mắt Đường lão thái bà, hành động này của Dương Tiêu tuyệt đối chính là cố ý muốn làm bà bẻ mặt. Đường Mộc Tuyết gấp gáp nói, bà nội, những lời Dương Tiêu nói đều là sự thật. Bản hợp đồng này thật sự là do Tần gia chủ đích thân giao cho cháu. Ha 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 ha, Tần gia chủ giao cho cô. Đường Mộc Tuyết, không ngờ rằng căn bệnh khoác lác cũng bắt đầu lây lan sang cô, có phải những ngày gần đây học hỏi từ tên Dương Tiêu kia hay không? Đường Hạo khịt mũi cười khinh thường. Tần Kỳ Lân vênh váo tự đắc nhìn Đường Mộc Tuyết kiêu ngạo nói, Đường tiểu thư, cô đang nói đùa sao? Phụ thân tôi ngày ngày bề bộn trăm công nghìn việc, làm sao có thể đích thân đến đây đưa hợp đồng cho cô? Xem ra Đường tiểu thư hiện tại vẫn chưa tỉnh ngủ đâu.
Trong khoảnh khắc, toàn bộ sảnh văn phòng vang lên tiếng cười chế nhạo, tất cả mọi người đều cho rằng Đường Mộc Tuyết đang nói dối. Mộc Tuyết, cháu khiến ta thật thất vọng. Trên khuôn mặt già nua của Đường lão thái bà hiện lên một tia lạnh nhạt. Cháu, Đường Mộc Tuyết gấp gáp đến mức muốn khóc. Sáng sớm hôm nay Tần gia chủ Tần Quảng trực tiếp giao hợp đồng đến tận tay cô, không nói thêm bất kỳ lời nào đã rời đi, cô đến số điện thoại để liên lạc với Tần Quảng cũng không có, hiện tại bị mọi người vây quanh chỉ trích, muốn vì bản thân thanh minh đôi lời cũng không còn cách nào khác. Dương Tiêu vỗ nhẹ lên bả vai Đường Mộc Tuyết nói, Mộc Tuyết, thanh giả tự thanh, anh ra ngoài giải quyết một số chuyện. Vừa dứt lời, liền xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Dương Tiêu, Đường Hạo lập tức châm chọc nói, ồ, tên phế vật Dương Tiêu tại sao lại bỏ đi rồi? Có phải phát hiện ra lời nói dối của mình bị vạch trần liền vứt bỏ cô chạy trốn một mình không? Nhất định là như vậy. Nếu tôi là hắn ta, chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức tự tìm lấy một miếng đậu hủ mà đập đầu chết cho rồi. Không sai, thứ mất mặt ấy, tôi không tin với tài cán của tên phế vật Dương Tiêu còn có thể bày ra được trò gì. Trên khuôn mặt của từng người thuộc dòng chính Đường gia dần dần xuất hiện nụ cười khinh thường, trong thời gian 5 năm này, bọn họ chưa từng có một giây phút nào thật sự xem trọng Dương Tiêu, tất nhiên cũng sẽ không tin hiện tại Dương Tiêu còn có thể bày ra trò gì để thay đổi tình thế hiện nay. Bị tất cả mọi người đồng loạt nghi ngờ, khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo không chút tì vết của Đường Mộc Tuyết dần dần chuyển sang màu trắng bệch, bàn tay nắm chặt toát mồ hôi, hy vọng có thể chứng minh trong sạch của bản thân chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của một mình Dương Tiêu rồi. Dương Tiêu, lần này anh tuyệt đối không được để em thất vọng. Vừa bước đến cổng công ty, Dương Tiêu lấy điện thoại ra gọi cho một số điện thoại, chờ đầu dây bên kia nhận máy liền nói, Tần Quảng, con trai của ông hiện tại đang ở Đường gia làm mưa làm gió, nói bản hợp đồng là do hắn đưa cho Đường Hạo, hy vọng ông có thể trong thời gian ngắn nhất lập tức có mặt ở Đường Nhân để giải quyết chuyện này. Vâng, vâng, Dương Tiên sinh xin ngài cứ yên tâm, tôi lập tức xuất phát đến Đường Nhân. Tần Quảng lúc này vẫn chưa đến Tần thị lập tức ra lệnh cho tài xế quay đầu xe hướng về phía tập đoàn y dược Đường Nhân. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Dương Tiêu liền lập tức quay trở về sảnh văn phòng, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào một mình hắn. Đường Hạo khinh thường cười nói, thế nào? Hiện tại có phải bắt mọi người phải chờ đến khi Tần gia chủ đích thân đến đây làm chứng cho các người hay không? Không sai, Dương Tiêu lạnh nhạt nói. Câu nói này khiến cho Đường Hạo trở thành người mở đầu. Kéo theo từng người dòng chính Đường gia lại tiếp tục rộ lên một tràng cười châm biếm, ánh mắt Đường lão thái bà nhìn Dương Tiêu càng ngày càng lạnh lùng, bọn họ đều cho rằng Dương Tiêu đang giở trò lừa gạt mọi người. Giống như loại đại nhân vật như Tần Quảng, cao không với tới thì làm sao Dương Tiêu có thể có cơ hội quen biết được. Ăn nói sằng bậy, Tần Kỳ Lân tức giận hét lên. Phụ thân hắn là loại nhân vật như thế nào, hắn tự nhiên hiểu rõ, Dương Tiêu thế mà lại dám tự nhận có quen biết với phụ thân hắn, thật đúng là nực cười. Từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã. Vào lúc này, một người phụ nữ mặc một bộ trang phục công sở màu đen tiến vào sảnh văn phòng Đường gia, cung kính đưa cho Tần Kỳ Lân một tập hồ sơ, thiếu gia, đây là bản hợp đồng ngài yêu cầu tôi xử lý. Hả, hợp đồng, sau khi nhận lấy bản hợp đồng, da đầu của Tần Kỳ Lân có chút hoảng sợ. Toàn bộ người Đường gia cũng chết lặng, hợp đồng không phải đã bị Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết mang về rồi hay sao? Như thế nào lại xuất hiện thêm một bản hợp đồng khác? Đường Hạo kinh ngạc, lắp bắp nói, Tần Thiếu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có chuyện gì, chắc chắn là giả rồi. Bản hợp đồng vừa rồi chắc chắn là giả. Trên khuôn mặt Tần Kỳ Lân hiện lên nét khinh thường. Người phụ nữ này chính là thư ký riêng của hắn. Nếu như hiện tại thư ký riêng của hắn đã mang bản hợp đồng gốc đến đây, tức là có thể chứng tỏ rằng bản hợp đồng lúc trước không phải do Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết lấy về. Đồ giả sao, tất cả mọi người ở Đường gia đều kinh ngạc thất sắc. Dám làm giả mạo hợp đồng Tần gia, nếu như Tần gia truy tố đến cùng, đây có thể nói chính là kiếp nạn lớn mà Đường gia phải đối mặt. Tiếp đó, Tần Kỳ Lân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, dám giả mạo hợp đồng Tần gia chúng tôi, hai người đã biết mình phạm tội gì chưa? Hỗn láo, ai dám nói hợp đồng bọn họ lấy là giả? Một giây kế tiếp, một âm thanh như sét đánh bên tai vang lên. Chỉ thấy Tần gia chủ Tần Quảng lửa giận phừng phừng tiến vào. Tần gia chủ, nhìn thấy rõ người tiến vào là nhân vật nào, tất cả mọi người đều có chút hoảng sốt. Với thân phận chủ nhân hào môn, thân phận Tần Quảng đặc biệt tôn quý, không ai có thể ngờ được rằng Tần Quảng thế mà lại xuất hiện tại tập đoàn y dược Đường Nhân. Khuôn mặt Đường lão thái bà lộ vẻ xúc động,
gấp rút chạy lên phía trước nói, lão thân bái kiến Tần gia chủ. Tần Quảng không đếm xỉa gì đến đường lão thái bà, trực tiếp bước đến trước mặt Tần Kỳ Lân. Mặc dù bị Tần Quảng ngó lơ, nhưng đường lão thái bà cũng không cảm thấy hề hấn gì, đối với loại đại nhân vật như Tần Quảng, bà bình thường cũng không có tư cách để gặp mặt ông ta. Phụ thân, ngài, tại sao ngài lại đột nhiên đến đây? Tận mắt chứng kiến phụ thân mình xuất hiện, trong tim Tần Kỳ Lân cực kỳ hoảng sợ. Lần này hợp tác với đường gia là do hắn âm thầm tự quyết định, chưa từng báo cáo lại với phụ thân Tần Quảng. Nhìn vào khuôn mặt hoảng hốt tái nhợt của Tần Kỳ Lân, Tần Quảng cảm giác tức giận khôn cùng, ông không ngờ rằng vào giờ phút này Tần Kỳ Lân lại gây thêm phiền phức cho ông. Người khác có thể không biết thủ đoạn của Dương Tiêu tàn độc đến mức nào, nhưng Tần Quảng ổng tuyệt đối hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ cần một cú điện thoại có thể khiến cho các nhà tài phiệt trên thế giới đè ép sự tồn tại của Tần gia, đó là thế lực mà Tần gia bọn họ có thể gây thù chuốc oán hay sao? Tần Quảng càng suy nghĩ càng tức giận, ông không ngờ rằng Tần Kỳ Lân lại lén lút sau lưng ông âm thầm quyết định chuyện hợp tác với đường gia, trong ánh mắt Tần Quảng lóe lên tia lạnh lùng, một bàn tay từ trên mạnh mẽ giáng xuống trên mặt Tần Kỳ Lân. Chát! Một cái tát này, cũng đủ khiến cả người Tần Kỳ Lân bị đánh đến ngây người. Cả đám người tề tựu đông đủ chứng kiến cảnh Tần Kỳ Lân bị tát đều sợ đến ngây người, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, không ai có thể dự đoán được Tần Quảng vừa xuất hiện liền động tay động chân với Tần Kỳ Lân. Tần Kỳ Lân một tay ôm lấy một bên má nóng rực, hoảng sợ nói, phụ thân, ngài đây là làm gì? Ngay giây phút này, Tần Kỳ Lân vô cùng hoảng loạn, hắn chính là con trai độc nhất trong nhà, Tần Quảng từ trước đến nay nhất mực cương chiều, dù cho hắn ở bên ngoài khiến cho con gái nhà người ta mang thai, Tần Quảng cũng chưa hề một lần tức giận, tình huống hiện tại rốt cuộc là như thế nào? Ta đang làm gì, tên nghiệp chướng này còn có mặt mũi mà hỏi ta sao? Nghiệp chướng, nhanh chóng cúi người xin lỗi Dương tiên sinh và Đường tiểu thư. Tần Quảng lửa giận phừng phừng hét lớn. Tần Kỳ Lân ngây người, tròn xoe mắt hỏi, xin chấm xin lỗi. Phụ thân, ngài đang nói đùa với con sao? Bắt hắn phải xin lỗi một tên phế vật và một thứ nữ, điều này hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của Tần Kỳ Lân, hơn nữa thân phận hắn là thiếu chủ hào môn, mang trên mình tôn nghiêm của bản thân, hiện nay bắt hắn phải xin lỗi Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, hắn làm sao có thể đồng ý? Một đám người đường ra tôi nhìn anh nhìn tôi, tất cả bọn họ đều bị dọa sợ đến ngây người, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Tên nghiệp chướng này, con cho rằng ta đang nói đùa với con sao? Lập tức xin lỗi Dương tiên sinh và Đường tiểu thư, nếu không đừng trách ta lấy thân phận chủ nhân Tần gia trục xuất con ra khỏi Tần gia. Tần Quảng lạnh nhạt gằn giọng nói. Trong lòng ông sớm đã có quyết định, bất kể phải trả giá đắt đến đâu, cũng phải khiến cho Dương Tiêu hài lòng mà nguôi giận. Nếu như Dương Tiêu lại một lần nữa cố ý làm khó, chỉ e rằng toàn bộ Tần gia của ông đều phải tán ra bại sản. Tần Kỳ Lân sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua cảnh Tần Quảng tức giận đến như vậy, làm sao dám phản kháng, khuôn mặt hoảng sợ, lập tức không kịp thở, hướng về phía Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết nói, xin lỗi Dương tiên sinh, xin lỗi Đường tiểu thư, xin hai người hãy rộng lòng tha thứ cho sự mạo phạm của tôi. Nhìn thấy hình ảnh Tần Kỳ Lân đang cúi đầu xin lỗi, tất cả mọi người đường ra như bị hóa đá, có không ít người không kìm được mà há hốc mồm. Tận mắt chứng kiến cảnh trước mặt, Đường Mộc Tuyết kinh ngạc đến mức phải lấy tay che miệng, cô thật không dám tin Tần Quảng sẽ dùng vũ lực với Tần Kỳ Lân, ép hắn phải cúi đầu xin lỗi hai người bọn họ. Liếc mắt nhìn những người đang kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn xung quanh, trên mặt Dương Tiêu nở lên một nụ cười hài lòng. Xem ra hành động răn đe ngày hôm qua rất có hiệu quả, Tần Quảng này cũng là kẻ biết thức thời, hiểu rõ bên nặng bên nhẹ. Bắt được nụ cười hài lòng thoáng hiện trên khuôn mặt của Dương Tiêu, tinh thần Tần Quảng như được đại xá, ông ta biết rằng Dương Tiêu xem như đã nguôi giận. Nếu như Dương Tiêu lại một lần nữa nổi trận lôi đình, Tần gia bọn họ thật sự không có cách nào để kháng cự, kiếp nạn như thiên tai từ trên trời giáng xuống vào ngày hôm qua cũng đủ khiến cho sản nghiệp Tần gia chịu tổn thất lên đến con số 1 tỷ, đây cũng chỉ là kết quả mà Tần gia đã dốc toàn lực để níu kéo. Đối với sự khủng bố của Dương Tiêu, Tần Quảng so với bất kỳ ai khác càng hiểu rõ hơn. Tần Quảng cầm lên bản hợp đồng trong tay Tần Kỳ Lân, đứng trước mặt mọi người tiện tay xé nát, đồng thời chỉ tay về hướng bản hợp đồng còn lại đang nằm trên bàn nghiêm túc nói, bản hợp đồng này là do tôi đích thân giao tận tay cho Đường tiểu thư, từ nay về sau bất kỳ vấn đề liên quan đến hợp tác, Tần gia chúng tôi chỉ biết đến duy nhất một mình Đường Mộc Tuyết Đường tiểu thư. Chỉ biết đến một mình Đường Mộc Tuyết. Lời này vừa dứt,
Tất cả những người dòng chính nhà họ Đường đều dấy lên một trận sóng gió trong lòng, không ai trong số họ có thể ngờ rằng kết cục lại có thể xoay chuyển theo chiều hướng này. Vừa dứt lời, Tần Quảng yếu ớt nhìn về phía Dương Tiêu, đến khi thấy hắn gật đầu đồng ý, lúc này Tần Quảng mới cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Ông lúc này lườm mắt nhìn Tần Kỳ Lân, tức giận nói, nghiệp chướng, còn đứng ngây người ở đây làm gì? Vẫn muốn đứng đây tiếp tục mất mặt sao? Tần Kỳ Lân nuốt nước miếng, vội vàng không dám chậm trễ thêm phút nào cùng Tần Quảng nhanh chóng rời khỏi Đường Nhân. Một trận huyên náo trôi qua. Cho đến khi Tần Quảng và Tần Kỳ Lân đã thật sự rời khỏi, toàn bộ sảnh văn phòng lập tức vang lên từng đợt xôn xao không dứt. Hôm nay, tất cả mọi người đều phải nhìn Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết bằng ánh mắt khác. Sắc mặt Đường Hạo trở nên xám ngoét, trong đầu chỉ tràn ngập những dấu chấm hỏi, những chuyện vừa xảy ra vừa rồi khiến cho đầu óc hắn có chút choáng váng. Đường lão thái bà kinh ngạc nhìn Đường Mộc Tuyết chất vấn, Mộc Tuyết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả, những chuyện này đều là công lao của Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết ăn ngay nói thẳng. Ánh mắt Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu lúc này có chút phức tạp, lần này Dương Tiêu đã mang đến một bất ngờ cực kỳ lớn đến cho cô. Nếu như không nhờ vào Dương Tiêu, cô lần này thật sự không thể giành được bản hợp đồng của Tần gia. Dương Tiêu ở Đường gia 5 năm, không đạt được bất kỳ thành tích nào, Đường Mộc Tuyết hy vọng thông qua chuyện lần này có thể khiến cho tất cả mọi người ở Đường gia phải nhìn Dương Tiêu bằng con mắt khác. Công lao của Dương Tiêu, sắc mặt của mọi người càng thêm trở nên kỳ quái. Dương Tiêu căn bản không quan tâm đến những ánh mắt đánh giá lúc này, hắn nhìn về phía Đường lão thái bà nói, bà nội, nếu như đã xác minh được bọn cháu thật sự đã giành được hợp đồng này, vậy những lời lúc này bà tuyên bố có phải không còn hiệu lực hay không? Sắc mặt của Đường lão thái bà có chút khó coi, hiện tại cục diện thay đổi, bà từ trước đến nay luôn thiên vị Đường Hạo vì hắn chính là cháu ruột của mình, bà làm sao cam tâm tình nguyện mang vị trí người thừa kế Đường gia giao vào tay Đường Mộc Tuyết. Hừ, chuyện này trước mắt không gấp gáp, đợi đến khi chuyện hợp tác giữa Tần gia thật sự ổn định, chúng ta lại bàn tiếp chuyện này. Ta mệt rồi, mọi người giải tán đi. Đường lão thái bà vẫy tay, cố ý giả vờ mệt mỏi liền xoay người rời đi. Bà nội, Đường Mộc Tuyết gấp gáp nói. Nhưng Đường lão thái bà căn bản không đoái hoài gì đến Đường Mộc Tuyết, trực tiếp bước đi. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Đường lão thái bà, trong mắt Dương Tiêu lóe lên một tia hung ác. Hắn biết rõ, cho dù lần này bọn họ thật sự giành được hợp đồng hợp tác với Tần gia, Đường lão thái bà cũng sẽ không dễ dàng gì đem vị trí người thừa kế Đường gia giao cho Đường Mộc Tuyết. Đường Hạo dù sao cũng là ruột thịt của Đường lão thái bà, còn Đường Mộc Tuyết chỉ là dòng thứ xuất mà thôi. Dù cho có chút kinh ngạc, Đường Hạo cũng giữ dằn nhìn Dương Tiêu cười, tên phế vật này đúng là gặp vận may cứt cho, Đông Hải Lý gia thiếu chủ vậy mà lại tốn công phí sức giúp đỡ mày giành lấy bản hợp đồng này. Dù sao cũng là nhân tài xuất chúng nhất trong lớp trẻ Đường gia, Đường Hạo không phải là thằng ngốc. Hắn trực tiếp suy luận ra Lý Minh Hiên. Bởi vì Dương Tiêu, Lý Minh Hiên không những đồng ý ký kết đơn hàng 30 triệu, lần này hợp đồng với Tần gia, chắc chắn là do hắn đang âm thầm đứng phía sau giúp đỡ. Sau đó Đường Hạo nhìn về phía Đường Mộc Tuyết nói, Đường Mộc Tuyết, đã nhìn rõ chưa? Cho dù cô có giành được hợp đồng thì đã sao? Bà nội không phải vẫn thiên vị tôi hay sao? Tôi mới là cháu ruột của bà nội, còn cô chỉ là dòng thứ xuất nhỏ nhoi, có tư cách gì đấu với tôi? Sau khi tất cả mọi người rời đi, Đường Mộc Tuyết thất vọng nhìn sang Dương Tiêu, bà nội làm sao có thể đối xử với em như vậy? Mộc Tuyết, chỉ cần em muốn, anh nhất định sẽ để em ngồi lên vị trí chủ nhân Đường gia, hơn nữa thời điểm đó em cũng không phải chờ quá lâu. Dương Tiêu cưng chiều nói với cô. Đường Mộc Tuyết có chút không tin được mà nhìn Dương Tiêu, những lời này là thật sao? Rồng một khi bị chạm vào nghịch lân, sẽ lập tức phẫn nộ. Hành động của Đường lão thái bà đã triệt để chọc giận Dương Tiêu, chỉ cần Đường Mộc Tuyết gật đầu, Dương Tiêu thật sự có thể dành cả thế giới về cho Đường Mộc Tuyết. Khảo nghiệm kết thúc, hắn đã không còn là tên phế vật vô dụng trong mắt người khác, chỉ dựa vào thân phận thiếu chủ Long Môn hiện tại, một cuộc điện thoại liền có thể khiến cho Đường Mộc Tuyết thay thế vị trí của Đường lão thái bà. Mộc Tuyết, chỉ cần em đồng ý, những chuyện này đều không phải là vấn đề gì to lớn. Dương Tiêu chân thành nói. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết chợt mỉm cười, đồ ngốc, trước mắt lo cho bản thân anh thật tốt đi. Dứt lời, Đường Mộc Tuyết liền xoay lưng đi về hướng phòng làm việc, khi tiến vào văn phòng, Đường Mộc Tuyết chỉ biết lắc đầu cười khổ, cô vậy mà lại xém chút nữa tin tưởng những lời Dương Tiêu nói. Nghĩ đến suy nghĩ vừa thoáng qua vừa rồi của mình, nét cười trên mặt Đường Mộc Tuyết càng sâu thêm.
Bản thân làm sao có thể tin tưởng Dương Tiêu được chứ? Đường Mộc Tuyết hiểu rõ, lần này có thể thuận lợi giành được bản hợp đồng Tần gia cũng vì Dương Tiêu đã tìm đến Đông Hải Lý gia thiếu chủ Lý Minh Hiên xin giúp đỡ. 5 năm bên nhau, Dương Tiêu là một người tầm thường, đến công việc bình thường cũng thể nào tự mình hoàn thành, hắn lấy gì để giúp đỡ bản thân trở thành chủ nhân Đường gia? Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết không tin tưởng mình, Dương Tiêu chỉ đành nhún vai bất lực, hắn biết rằng Đường Mộc Tuyết đang nghi ngờ khả năng của mình. Dù sao bản thân nhận nhịn ở Đường gia 5 năm nay, nếu muốn Đường Mộc Tuyết nhất thời thay đổi định kiến của bản thân về hắn, chuyện này căn bản là không thể nào. Giờ nghỉ trưa, phòng ăn nội bộ. Một người phụ nữ trên áo cài một nhành hoa tiến về phía Đường Mộc Tuyết châm chọc nói, Đường Mộc Tuyết, nghe nói cô đã giành được đơn hàng Tần gia, hay là do tên vô dụng Dương Tiêu giúp cô giành được về. Đường Dĩnh, đừng rảnh rỗi mà kiếm thêm chuyện. Dương Tiêu lúc này ngồi bên cạnh Đường Mộc Tuyết, lạnh nhạt nói. Chạm mặt với người con gái đang đứng trước mặt này, Đường Mộc Tuyết có chút không vui. Đường Dĩnh, em gái ruột của Đường Hạo, từ nhỏ đã luôn chống đối với Đường Mộc Tuyết, là một kẻ ham hư vinh, hiện tại là giám đốc phòng tài vụ Đường gia. Đường Dĩnh nắm giữ quyền kinh tế Đường gia, thường xuyên tìm đủ loại lý do trên trời dưới đất để khấu trừ lương của Đường Mộc Tuyết, khiến cho cô cảm thấy cực kỳ phiền não. Đường Dĩnh nhìn Dương Tiêu một cách đầy khinh thường, nói, tên vô dụng này hôm nay lại to gan dám lớn tiếng với tôi. Ngứa ra rồi hay sao? Anh có gì đáng để đắc ý chứ? Nếu như không phải may mắn gặp được Đông Hải Lý gia thiếu chủ Lý Minh Hiên, anh đến cả phân chó cũng không bằng. Đủ rồi, Đường Mộc Tuyết đặt mạnh đôi đũa lên bàn, lạnh giọng nói với Đường Dĩnh. Dương Tiêu cho dù có vô dụng cũng là người đàn ông của cô, sống chung với một con chó, con mèo trong 5 năm cũng có tình cảm. Lần này Dương Tiêu đã mang đến cho cô một bất ngờ cực kỳ lớn, thế nhưng hiện tại Đường Dĩnh lại cố ý chống đối với Dương Tiêu như vậy, điều này càng khiến cho trong lòng cô cực kỳ khó chịu. Đường Dĩnh châm chọc nói, Đường Mộc Tuyết, thứ hai tuần sau chính là sinh nhật của cô, 5 năm nay Dương Tiêu đã từng tặng quà gì cho cô hay chưa? Vậy mà cô lại còn ở đây bảo vệ hắn ta như vậy? Thật là nực cười, cho dù hắn có quen biết với Lý Thiếu thì đã như thế nào? Lý Thiếu cũng không thể nào dâng không tiền lên cho hắn. Xì, lúc này một đám người dòng chính Đường gia đang dùng cơm kế bên, không nhịn được mà bật cười. Đường Hạo lúc này cũng đang tình cờ bước đến, nghe câu nói này của Đường Dĩnh, cười châm chọc nói, Dĩnh. Em thật sự đã nâng tên phế vật Dương Tiêu lên quá cao rồi, 5 năm trước hắn cùng Đường Mộc Tuyết kết hôn, đến nhẫn đính hôn cũng không thể mua nổi, em vẫn còn hy vọng hắn mua quà tặng Đường Mộc Tuyết. Lời của anh Hạo nói không sai. Lúc ban đầu tiền kết hôn cũng do ông nội trước khi qua đời chi trả, Dương Tiêu đúng là một tên quỷ nghèo kiết xác. Đúng vậy, mỗi năm đến ngày sinh nhật của Đường Mộc Tuyết, tên Dương Tiêu này không phải cũng chỉ biết lừa ăn lừa uống thôi sao? Thân làm đàn ông mà có thể làm đến mức này, xem ra tôi nhiều năm nay đúng là sống còn không bằng cả con chó. Một đám người dòng chính Đường gia tiếp tục hả hê cười châm chọc, ánh mắt bọn họ nhìn Dương Tiêu chỉ tràn ngập sự kinh thường. Giống như Dương Tiêu chính là biểu tượng tiêu biểu cho nỗi ô nhục của đàn ông. Đủ rồi. Nghe những lời nói này của những người xung quanh, trái tim của Đường Mộc Tuyết như bị kim đâm từng nhát, đôi mắt ửng đỏ hét lên. Những gì bọn họ nói quả thật đều không sai. 5 năm nay, bất kể là ngày sinh nhật của cô hay là ngày kỷ niệm ngày cưới của hai người bọn họ, Dương Tiêu đều không có bất kỳ hành động nào. Thân là một người con gái. Cô cũng vô cùng hy vọng có anh ta sẽ chuẩn bị những thứ lãng mạn ngọt ngào dành riêng cho cô, hôm nay bị những người Đường gia này đào bới vào vết thương trong lòng, những giọt nước mắt uất ức của Đường Mộc Tuyết có chút không kìm chế được muốn tuôn rơi. Nhìn bộ dạng tức giận hiện tại của Đường Mộc Tuyết, Đường Dĩnh mỉm cười, thế nào? Nói đến nỗi đau lòng của cô rồi sao? Tôi cũng chỉ là nói đùa vài câu, khiến cho mọi cười vui vẻ chút mà thôi. Đúng đó Đường Mộc Tuyết, chúng tôi chỉ nói đùa mà thôi. Đường Hạo lại tiếp tục châm chọc vài câu. Đường Mộc Tuyết trước giờ luôn mạnh mẽ, nghe những lời châm chọc khiêu khích này, trong lòng càng thêm cực kỳ khó chịu, cô muốn đứng dậy quay về văn phòng của mình, nhưng lại không cầm được nước mắt. Liếc mắt nhìn những kẻ mặt mũi ghê tởm xung quanh, Dương Tiêu lặng lẽ nuốt xuống miếng cơm cuối cùng, sau đó buông đũa xuống, chuyện này mọi người cứ yên tâm, sinh nhật năm nay của Mộc Tuyết, tôi nhất định sẽ để cho mọi người được mở mang tầm mắt. Cái gì, để chúng ta được mở mang tầm mắt? Ông trời ơi, tên phế vật Dương Tiêu vậy mà lại nói để cho chúng ta được mở mang tầm mắt. Đệt, thật là khiến người ta cười chết mất. Đường Hạo cực kỳ khoa trương cười lớn. Ha 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 ha, một đám người dòng chính Đường gia lập tức hùa theo cười châm chọc.
Đường Dĩnh khinh thường nói, tiếp tục thổi phồng đi. Tên phế vật này, anh tốt nhất nên nhanh chóng lau thức ăn thừa còn vương trên miệng đi. Lời này vừa nói ra đã khiến cho tất cả mọi người lại được dịp cười hả hê một trận. Những điều thiếu sót trong 5 năm nay, tôi nhất định sẽ từ từ bù đắp từng chút một cho Mộc Tuyết, không phiền các người phải nhọc lòng lo lắng. Dương Tiêu đứng dậy, rời khỏi phòng ăn. Đường Dĩnh bĩu môi khinh thường nói, bù đắp, anh lấy gì ra để bù đắp, chỉ biết mở miệng ra nói thì hay lắm sao. Đến một chiếc nhẫn cũng không thể mua được cho Đường Mộc Tuyết, vậy mà còn đứng đây trắng trợn khoác lác. Dương Tiêu không muốn tiếp tục nhiều lời với những kẻ đó, hắn lập tức rời khỏi. Dương Tiêu biết rõ, đối diện với đám người ham hư vinh của Đường gia, nói nhiều cũng vô dụng, hắn sẽ dùng hành động để chứng minh lời nói của mình. Nhìn theo bóng lưng của Dương Tiêu, đám người Đường gia lại tiếp tục cười cợt hả hê, tất cả bọn họ đều dự đoán vào buổi tiệc sinh nhật tuần sau của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu sẽ lại tiếp tục lừa ăn lừa uống. Bước chân đến trước cửa văn phòng của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu có thể nghe rất rõ ràng tiếng khóc thút thít từ bên trong phòng truyền đến. Dương Tiêu hắn vốn dĩ chuẩn bị gõ cửa tiến vào an ủi cô, nhưng cuối cùng đã kìm chế lại được. Đường Mộc Tuyết trước giờ luôn mạnh mẽ, cho dù bản thân có đến an ủi cô cũng không cách nào trị khỏi được vết thương mà hắn đã gây ra cho Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, xin lỗi, thiếu sót trong 5 năm nay anh nhất định sẽ bù đắp từng chút một cho em. Dương Tiêu đứng ngoài cửa khẽ nói câu nói này, sau đó xoay người rời đi. Nghe câu nói này của Dương Tiêu, nước mắt Đường Mộc Tuyết càng không kìm chế được mà tuôn rơi. Bởi vì Dương Tiêu, cô đi đến đâu cũng thấp hơn người khác một bậc, bị người khác châm chọc, bị người khác xem thường. Bù đắp, hy vọng được như ý nguyện vậy. Lau khô nước mắt, khuôn mặt Đường Mộc Tuyết hiện lên chút chua xót. Rời khỏi công ty, Dương Tiêu lập tức gọi điện thoại cho Lý Minh Hiên, lập tức điều tra cho tôi thông tin về chiếc nhẫn kim cương có giá trị nhất thành phố Trung Nguyên. Vâng, điện hạ, Lý Minh Hiên cung kính nói. Không đến một giờ đồng hồ sau, Lý Minh Hiên báo cáo nói, báo cáo điện hạ, hiện nay tại thành phố Trung Nguyên chiếc nhẫn kim cương đắt giá nhất chính là chiếc nhẫn nụ hôn thiên sứ, được tạo ra từ viên kim cương xanh đế vương, nửa tháng sau sẽ được tiến hành đấu giá tại thành phố Trung Nguyên, giá khởi bán ban đầu là 50 triệu. Rất tốt, bằng bất cứ giá nào cũng phải mua được nụ hôn thiên sứ. Dương Tiêu trầm giọng nói. Sinh nhật năm nay của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu nhất định sẽ dành tặng cho cô một điều bất ngờ cực kỳ to lớn, hắn sẽ khiến cho tất cả mọi người có mặt ở buổi tiệc sinh nhật nhìn cô bằng ánh mắt khác, hắn muốn dùng năng lực của bản thân thông báo đến những người khác biết, Dương Tiêu hắn không phải là một tên phế vật. Buổi chiều 3 giờ, một thương gia thần bí đã ra giá 1 triệu để thu mua chiếc nhẫn kim cương nụ hôn thiên sứ. Thông tin vừa được tiết lộ đã chấn động toàn bộ thành phố Trung Nguyên. Mọi người đã nghe tin gì chưa? Chiếc nhẫn kim cương nụ hôn thiên sứ đã được một thương gia thần bí dùng số tiền 100 triệu để mua về tay rồi. Tin tức chấn động như vậy sớm đã nghe người khác nhắc đến rồi, ông trời của tôi ơi, 100 triệu mua một chiếc nhẫn kim cương, người mua chiếc nhẫn kim cương nụ hôn thiên sứ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong giây lát, vô số người tại thành phố Trung Nguyên không ngừng đưa ra suy đoán, đến cả trong nội bộ của những gia tộc lớn cũng dấy lên không ít tranh luận. Dù sao, người không tiếc bỏ ra 100 triệu để mua nụ hôn thiên sứ, chỉ cần động não suy nghĩ cũng biết không phải là nhân vật đơn giản. Dương Tiêu không hề hay biết rằng việc bản thân mua được chiếc nhẫn kim cương nụ hôn thiên sứ đã làm dấy lên một làn sóng không nhỏ trong thành phố Trung Nguyên. Công việc của phòng thị trường vô cùng đơn giản, chủ yếu là chạy nghiệp vụ. 5 năm nay Dương Tiêu làm việc tại phòng thị trường, công việc chủ yếu chính là ngồi ngây người, hắn lúc này vươn tay sờ soạn túi áo, phát hiện thuốc lá đã hết. Đẩy cửa bước ra ngoài sảnh văn phòng, thấy không ít những khuôn mặt hâm mộ đang cùng nhau bàn luận. Cũng không biết là vị đại gia thần bí nào không tiếc bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua nụ hôn thiên sứ, người đó nhất định là dùng nụ hôn thiên sứ để cầu hôn đi. Đây không phải là nói vớ vẩn sao? Có bao nhiêu người mua nhẫn kim cương mà không phải vì mục đích cầu hôn đâu? Cũng không biết được là người con gái nào lại có may mắn đến như vậy. Đường Dĩnh tâm trí có chút mơ mộng nói. Nếu như vị đại gia thần bí đó cầm nụ hôn thiên sứ đứng trước mặt tôi ngỏ lời cầu hôn, tôi nhất định sẽ không tiếc thân mình mà gả cho anh ấy. Đường Dĩnh vừa lên tiếng, gần như không có ai phản đối, dù sao toàn bộ Đường gia này, trừ Đường Mộc Tuyết gia, người xinh đẹp nhất chính là Đường Dĩnh. Phì! Nghe câu nói này của Đường Dĩnh, Dương Tiêu có chút không kiềm chế được mà bật cười. Đường Dĩnh trong nháy mắt liếc mắt đến vị trí của Dương Tiêu, tên phế vật kia, anh đang cười cái gì?
giống như việc Dương Tiêu cười nhạo chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với cô. Không có gì, Dương Tiêu không chút hứng thú để ý đến loại con gái hư vinh ham mê quyền lực đến nằm mơ cũng muốn được gả vào hào môn như Đường Dĩnh. Nhìn theo bóng lưng của Dương Tiêu, Đường Dĩnh cười lạnh, tên vô dụng như anh dám cười nhạo tôi. Anh có thể mua nhẫn kim cương cho Đường Mộc Tuyết sao? Anh là cái thá gì có thể so sánh với vị đại gia thần bí ấy? Tôi sẽ chống mắt lên xem thứ hai tuần sau là sinh nhật Đường Mộc Tuyết, anh sẽ tạo ra được điều bất ngờ gì cho cô ta, nếu không chuẩn bị được thứ gì thì sẽ xấu hổ đến chết. Đối với câu nói này của Đường Dĩnh, Dương Tiêu xem như không nghe thấy, trong tim Dương Tiêu, Đường Dĩnh cũng giống như Đường Hạo, khiến người ta chán ghét. Không phải là thứ hai tuần sau sao, đến lúc đó xem ai mới là người phải cảm thấy xấu hổ. Rời khỏi công ty, Dương Tiêu liên lạc với Lý Minh Hiên, lái xe đến rước tôi. Vâng, Điện Hạ, Lý Minh Hiên cung kính nói. Trong khi chờ Lý Minh Hiên đến còn cần phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa, lúc này Dương Tiêu tình cờ trong túi cũng không còn thuốc lá, bên đi dạo đến siêu thị gần đó, hắn rút ra một tờ 100 đồng, anh Long Ngũ, lấy em một bao thuốc. Đang xem sách, tự đi mà lấy. Ông chủ siêu thị Long Ngũ hắng giọng nói. Được thôi. Dương Tiêu tiến lên lấy một bao thuốc hiệu Ngọc Khê, tiện tay nhét tờ 100 đồng vào hộp tiền. Dương Tiêu cũng không tìm tiền lẻ, từ khi hắn ở rể 5 năm nay, người tên Ngũ Long này có thể xem như người bạn duy nhất của hắn. Dương Tiêu bình thường hay đến đây mua thuốc, sau một hai lần thì tự nhiên trở nên thân thiết. Lúc đầu Dương Tiêu không có tiền liền khất nợ, Long Ngũ cũng là người trượng nghĩa, đồng ý cho Dương Tiêu khất nợ, sau này Dương Tiêu hàng tháng có tiền bảo hiểm liền trả bù vào khoản tiền nợ thuốc lá. Mỗi lần không có tiền lẻ, hắn liền nhét một tờ 100 đồng vào, lần sau đến mua thì cũng không cần trả tiền, đây cũng xem như là sự ăn ý của Dương Tiêu và Ngũ Long trong 5 năm nay. Mở bao thuốc lá, châm lên một điếu, Dương Tiêu giơ tay chào tạm biệt, anh Ngũ Long, em đi trước. Đi đi, Ngũ Long ngước lên nhìn Dương Tiêu sau đó lạnh nhạt nói. Thời gian hút hết một điếu thuốc cũng vừa đúng lúc Lý Minh Hiên lái chiếc siêu xe Rolls Royce Phantom trị giá hơn chục triệu đến trước cửa tập đoàn Y Dược Đường Nhân. Dương Tiêu trực tiếp tiến lên ngồi vào ghế phụ. Điện hạ, ngài muốn đi đâu? Lý Minh Hiên hỏi. Dương Tiêu suy nghĩ trong chốc lát rồi nói với Lý Minh Hiên, đi đến khách sạn Empire. Vâng, Lý Minh Hiên lập tức quay đầu xe xuất phát đến khách sạn Empire. Việc có một chiếc siêu xe Rolls Royce Phantom trị giá hơn chục triệu đến trước cửa tập đoàn Y Dược Đường Nhân, trong chốc lát đã khiến cho nội bộ công ty dậy sóng. Thật sao? Vừa nãy có chiếc siêu xe Rolls Royce Phantom xuất hiện trước cửa công ty chúng ta sao? Đường Dĩnh kinh ngạc nói. Một người đàn ông cực kỳ nghiêm túc nói, vô cùng chính xác, còn là mẫu mới nhất năm nay, giá trị ước tính cũng phải hơn chục triệu. OMG, có phải vị thương gia thần bí người đã mua nụ hôn thiên sứ đột nhiên xuất hiện hay không? Không lẽ anh ấy chính là đã thích tôi nên mới muốn đến đây để thăm dò tình hình? Đường Dĩnh mơ mộng nói. Cô có nằm mơ cũng muốn được gả vào hào môn, khi biết được có một chiếc siêu xe Rolls Royce đã đậu trước cửa công ty, càng khiến cho nội tâm Đường Dĩnh càng trở nên cực kỳ hưng phấn. Nhưng đáng tiếc Đường Dĩnh không thể ngờ rằng người đang ngồi trong chiếc siêu xe Rolls Royce Phantom giá trị lên đến hàng chục triệu lại chính là Dương Tiêu tên phế vật trong mắt cô. Khách sạn Empire là khách sạn chủ đề xa hoa bậc nhất của thành phố Trung Nguyên, đại đa số những nhân vật cấp cao của Trung Nguyên nếu muốn tổ chức hôn lễ hoặc chúc mừng sinh nhật cho con cái đều sẽ chọn nơi này để tiến hành tổ chức. Có thể đến nơi này ăn cơm không giàu có thì cũng có thân phận tôn quý, giá thấp nhất cho một bữa ăn bình thường ở đây cũng phải lên đến con số chục ngàn, phòng bao cũng phải từ 30 ngàn trở lên, nghe nói rằng phòng bao xa hoa nhất ở đây cũng không thấp hơn con số 5 triệu, khách sạn Empire cũng vì vậy mà cực kỳ nổi tiếng. Đến nơi đây, không chỉ là minh chứng cho sự giàu có, mà còn là minh chứng cho thân phận địa vị của bản thân. Những người có danh phận bình thường đến đây chiêu đãi khách hàng bình thường sẽ chọn vị trí trong sảnh, cũng được xem như có mặt mũi danh tiếng, sảnh Empire được xem như sảnh cao cấp nhất toàn bộ diện tích sảnh bao gồm diện tích một tầng lầu, chỉ có cấp bậc như tứ đại thế gia và 10 đại gia tộc mới không tiếc bỏ ra số tiền 5 triệu chỉ để dùng một bữa cơm ở đây. Dù sao, 5 triệu đối với những người có danh phận bình thường mà nói cũng là một con số trên trời. Còn đối với những hộ dân bình thường thì chắc chắn không thể nào có thể kham nổi mức chi phí xa xỉ như vậy. Không lâu sau, Dương Tiêu và Lý Minh Hiên đã đến khách sạn Empire. Điện hạ, có cần tôi vào cùng với ngài không? Lý Minh Hiên cung kính nói. Dương Tiêu lạnh nhạt nói, không cần, chỉ cần ở ngoài đợi tôi vài phút là được, tôi đi nhanh rồi về. Vâng,
Điện hạ, Lý Minh Hiên cung kính trả lời. Dương Tiêu ung dung bước về hướng khách sạn Empire, nhân viên lễ tân bước lên cung kính mỉm cười hỏi, vị tiên sinh này, không biết ngài đến dùng bữa hay đến đặt bàn? Đặt bàn, Dương Tiêu lịch sự trả lời. Nhân viên lễ tân cung kính nói, không biết tiên sinh muốn đặt trước vào thời gian nào? Ngài muốn đặt trước vị trí hay gian phòng bao nào? Tôi muốn bao toàn khách sạn vào thứ hai tuần sau. Dương Tiêu trầm giọng nói. Cái gì, bao toàn bộ khách sạn? Nghe câu nói này của Dương Tiêu, trên mặt nhân viên lễ tân lộ chút kinh ngạc, anh ta vội vã nói, vị tiên sinh này, ngài vui lòng chờ trong giây lát, tôi lập tức liên hệ với giám đốc phụ trách. Những người muốn bao toàn bộ khách sạn luôn luôn là những vị khác lớn, một nhân viên nhỏ như hắn không có quyền quyết định. Ngài muốn bao toàn khách sạn, không đến một tiếng sau, một vị giám đốc khoác áo vest tiếng đến trước mặt Dương Tiêu. Ông ta cẩn thận đánh giá trang phục Dương Tiêu đang mặc, toàn bộ đều là đồ hàng chợ, khuôn mặt của vị giám đốc đó từ kinh ngạc dần chuyển sang khinh thường. Từ trang phục Dương Tiêu đang mặc, có thể thấy rõ đây chính là một tên nghèo kiết xác, làm sao có đủ tiền để bao toàn khách sạn. Phải biết rằng tại khách sạn Empire này nếu bao toàn bộ khách sạn thì phải tiêu tốn ít nhất hơn chục triệu, tên nhóc trước mặt làm sao có thể thanh toán được chi phí xa xỉ đến như vậy. Dương Tiêu gật đầu, đúng vậy, bao toàn bộ khách sạn vào thứ hai tuần sau. Vị tiên sinh này, thật ngại quá, vị trí bàn tiệc của thứ hai tuần sau đã có khách đặt trước, không bằng ngài đổi sang thời gian khác. Giám đốc sảnh không phiền hà mà nói. Dương Tiêu nhíu mày, đã đặt trước hết rồi. Vậy có thể yêu cầu các vị khách khác hủy lịch hẹn. Tôi có thể ra giá gấp đôi. Gấp đôi giá. Giám đốc sảnh giật giật khóe môi, tên nhóc này thật biết cách khoác lác. Nếu như Dương Tiêu khoác lên mình một bộ trang phục của những nhãn hàng nổi tiếng, ông còn có vài phần tin tưởng, đằng này chỉ là một tên nghèo hèn khoác lên mình quần áo hàng chợ vậy mà lại dám đứng đây khoác lác. Tiên sinh, thật xin lỗi. Thật sự đã được đặt hết. Giám đốc sảnh đen mặt nói. Dương Tiêu lạnh nhạt nói. Không sao, nếu gấp đôi giá không giải quyết thì tôi lại trả gấp đôi, gấp 4 lần giá gốc chắc đủ rồi chứ. Nhìn thấy Dương Tiêu vẫn không từ bỏ ý định, giám đốc sảnh cuối cùng cũng nổi giận, ông khinh thường nhìn Dương Tiêu mà nói, ông đây thật sự đã nể mặt mi lắm rồi đấy thằng nhóc, một tên nghèo hèn như mi mà cũng muốn bao toàn bộ khách sạn. Đừng đứng đây tự chuốc lấy nhục nữa, mau chóng xéo đi, nếu như vẫn không chịu rời đi, thì đừng trách ông gọi điện thoại cho bảo vệ đến, quăng mi ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, trên mặt giám đốc sảnh tràn ngập sự khinh thường, tuyệt đối không chừa lại chút mặt mũi nào cho Dương Tiêu. Trong mắt ông, Dương Tiêu chính là một tên nghèo kiết xác, còn là một tên nghèo kiết xác đầu óc không được bình thường, đến nơi này cố tình gây rối. Giống như loại khách sạn đẳng cấp 5 sao của bọn họ, mỗi tháng đều sẽ có những kẻ nghèo hèn đến đây để tìm cảm giác ưu việt hơn người. Giám đốc sảnh chỉ cần liếc mắt nhìn cũng biết Dương Tiêu không phải loại thiếu gia có tiền gì. Bị giám đốc sảnh sỉ nhục, sắc mặt Dương Tiêu trầm xuống, tên nghèo kiết xác. Ý thức được Dương Tiêu vẫn chưa nhận ra thân phận của mình, giám đốc sảnh châm chọc nói, cậu không phải là tên nghèo kiết xác thì là gì? Thằng nhóc, cậu cũng không biết mở to mắt ra nhìn xem nơi mình đang đứng là nơi nào. Có biết nơi này nếu muốn bao toàn bộ sảnh khách sạn thì cần phải tiêu tốn biết bao nhiêu tiền không? 10 triệu. Giá khởi điểm từ 10 triệu trở lên, cho dù có phấn đấu nỗ lực cả đời cũng không kiếm đủ được con số đó đâu, có biết không? Lúc này, giám đốc sảnh vẫn chưa hết tức giận, quay sang nhìn nhân viên lễ tân nói, sau này những con chó, con mèo như thế này cứ trực tiếp đuổi ra ngoài cho tôi. Giám đốc, bị cấp trên giáo huấn, nhân viên lễ tân sợ đến toàn thân run rẩy. Giám đốc sảnh tiếp tục coi thường nói, không cần nói nhiều, sai người kéo thằng nhóc này đuổi ra ngoài cho tôi. Tên nghèo kiết xác, có phải ông có hiểu lầm gì với tôi không? Dương Tiêu lạnh nhạt nói. Giám đốc sảnh liếc mắt nhìn Dương Tiêu, khinh thường nói, nhóc con, xem ra không dạy cho cậu một bài học thì cậu không chịu tỉnh ngộ. Không phải tôi cố ý đả kích cậu, nhưng cậu cũng phải xem lại bản thân mình, từ đầu đến chân cộng lại có được 100 đồng không? Mặc lên mình đồ hàng chợ mà còn ra vẻ đại gia, cũng không sợ người khác cười chê. Bảo vệ đâu, mau đuổi tên này ra ngoài cho tôi. Nghe mệnh lệnh của giám đốc sảnh, vài nhân viên bảo vệ đang đứng trước cổng lập tức hung hăng tiến về phía Dương Tiêu. Hỗn láo, tôi phải xem ai cả gan dám động vào người này. Chính vào ngay khoảnh khắc nhân viên bảo vệ chuẩn bị chạm vào người Dương Tiêu thì có một âm thanh cực kỳ phẫn nộ đột nhiên vang lên, chỉ thấy sắc mặt Lý Minh Hiên cực kỳ nghiêm trọng đang tiến vào.
dừng tay, nhìn thấy Lý Minh Hiên khoác lên trang phục cao cấp Armani, tay đeo đồng hồ hạng sang của hãng Vacheron Constantin, giám đốc sảnh lập tức lên tiếng ngăn cản. Đối với loại người vừa nhìn là biết rõ nếu không là loại dầu nứt phách đổ tường thì cũng là người có thân phận, không chừng còn là một vị công tử của gia tộc nào đó, loại nhân vật này ông tuyệt đối không dám đắc tội. Nhìn thấy Lý Minh Hiên từ xa bước đến, giám đốc sảnh lập tức chuyển sang vẻ mặt nịnh nọt, vị tiên sinh này, không biết ngài có việc gì cần hỗ trợ không? Lý Minh Hiên không hề ngó ngàng gì đến vị giám đốc sảnh này, trực tiếp bước đến phía trước mặt Dương Tiêu nói, điện hạ, ngài không bị thương chứ? Điện hạ, nhìn một người có khí chất bất phàm như Lý Minh Hiên, vậy mà lại gọi tên chân đất này là điện hạ, giám đốc sảnh có chút sợ ngây người. Tiếp sau đó, giám đốc sảnh nhìn thấy chìa khóa của chiếc siêu xe Rolls Royce Phantom trong tay Lý Minh Hiên, mi mắt của ổng giật liên tục, trong tim dâng lên một cảm giác bất an. Không lẽ hai người này có quen biết, người thanh niên sang trọng này lại là người hầu của tên chân đất kia? Không phải tôi đã kêu anh chờ trên xe sao? Tại sao anh lại đến đây rồi? Dương Tiêu có chút bất ngờ nói. Lý Minh Hiên nói, lúc nãy thấy bảo vệ đột nhiên tiến vào, thuộc hạ lo lắng đến an toàn của điện hạ, nên mới to gan tiến vào. Nhìn cảnh đang diễn ra trước mặt mình, mi mắt giám đốc sảnh co giật, ông ta đã ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm to lớn, liền hung hăng trừng mắt với nhân viên lễ tân, cậu làm cái trò gì vậy? Bọn họ lái siêu xe Rolls Royce Phantom đến đây không lẽ cậu không biết sao? Không phải đâu giám đốc. Lúc nãy tôi đã tính giải thích với ông rồi, nhưng ông không cho nhiều lời. Nhân viên lễ tân vội vàng giải thích. Giám đốc sảnh trong phút chốc có muôn ngàn cảm xúc, người thanh niên khí chất khoác trang phục Armani, tay đeo đồng hồ hãng Vacheron Constantin giá trị lên đến hàng triệu này lại gọi thằng nhóc này là điện hạ. Nếu vậy lai lịch tên nhóc này tuyệt đối không tầm thường, nói không chừng là vị quý công tử của gia tộc hào môn nào đó hôm nay đột nhiên giả heo ăn thịt hổ đến đây. Nghĩ đến hành vi ngạo mạn vừa rồi của mình. Nếu đối phương thật sự là công tử con nhà quyền quý, thì ông chắc chắn đã gây ra chuyện lớn rồi. Dương Tiêu nhìn giám đốc sảnh nói, nếu đã không thể đặt hẹn trước được, vậy thì tôi sẽ mua lại khách sạn này của các ông hiện tại có thể nghỉ việc rồi. Trên đầu Phật cũng có ba phần hỏa khí, thái độ khinh thường người khác của tên giám đốc sảnh mắt chó này đã khiến cho Dương Tiêu cực kỳ tức giận. Nghe đến lời này của Dương Tiêu, cả người giám đốc sảnh lập tức ngây người. Mua đứt khách sạn Empire. Sau đó kêu mình phải cút xéo. Đột nhiên, giám đốc sảnh cười vang, mua đứt khách sạn Empire. Nói đùa chuyện cười quốc tế gì vậy? Chiếc siêu xe Rolls Royce Phantom không phải cũng là do các người thuê đó chứ? Một ngày cũng tốn không ít tiền đó. Người trẻ tuổi, ra ngoài tụ tập khoe khoang cũng không nhìn xem mình có bản lãnh gì. Đây là nơi mà các người có thể hung hăng hống hách sao? Tên giám đốc sảnh đáng lẽ còn có chút khiếp sợ. Nhưng vì câu nói vừa rồi của Dương Tiêu đã khiến cho ông ta cảm giác được rằng đối phương chính là hai kẻ chỉ biết ra ngoài khoác lác. Nên biết rằng, khách sạn Empire chính là khách sạn năm sao cao cấp nhất tại thành phố Trung Nguyên, giá thị trường có thể lên đến 200 triệu, đối phương mở miệng nói phải mua đứt cả khách sạn Empire, đây không phải chính là giả vờ ra vẻ ta đây hay sao? Dẫu sao người có tiềm lực kinh tế đủ sức mua lại khách sạn Empire ở thành phố Trung Nguyên này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn đối phương vẫn còn trẻ tuổi, trong mắt giám đốc sảnh căn bản không có đủ năng lực để thu mua lại khách sạn Empire. Giống như những tên nhóc miệng còn hôi sữa chỉ biết thuê siêu xe, suốt ngày lượn lờ khắp nơi hống hách, ông cũng đã gặp nhiều rồi, nghe khẩu khí của Dương Tiêu lớn như vậy, giám đốc sảnh lập tức nhận định Lý Minh Hiên chính là người thuê một chiếc siêu xe đến đây để ra vẻ. Nhìn giám đốc sảnh ăn nói không chừa chút mặt mũi nào, Dương Tiêu cười lắc đầu. Hắn là tên nghèo kiết xác. Hắn thuê xe để ra vẻ ta đây. Thật là hoang đường. Dương Tiêu hắn đường đường là Long Vương chủ nhân đời thứ hai của tổ chức thần bí nhất thế giới Long Môn, nắm trong tay kinh tế của hơn một nửa thế giới. Đừng nói chỉ là mua lại một khách sạn Empire nhỏ nhoi, chỉ cần những thứ có thể mua được bằng tiền trên thế giới này. Trong mắt Dương Tiêu cũng không đáng nhắc đến, tiền trong mắt Dương Tiêu chỉ là một dãy số mà thôi. Giám đốc Mã, có chuyện gì xảy ra vậy? Ngay lúc này, một người đàn ông trung niên mặc trang phục thể thao tiến vào khách sạn Empire. Nhìn rõ người vừa bước vào, giám đốc sảnh lập tức chấn tỉnh lại tinh thần, nhìn người đàn ông trung niên nói, ông chủ, hai tên nhóc thuê xe này dám buông lời ngạo mạn nói sẽ mua lại khách sạn Empire của chúng ta. Cái gì, muốn mua lại khách sạn Empire? Trên khuôn mặt người đàn ông trung niên hiện lên chút kinh ngạc, theo đó kèm theo chút tức giận. Ông âm thầm đánh giá Dương Tiêu và Lý Minh Hiên.
trên mặt âm u lạnh lùng, hai người mặc trang phục trái ngược nhau hoàn toàn đang đứng kế bên nhau, chắc chắn tám phần là những kẻ chuyên thuê xe đến để gây chuyện. Người đàn ông trung niên tiến về phía Dương Tiêu, tôi tên Hàn Phỉ, nghe nói anh bạn đây muốn mua lại khách sạn Empire. Cậu có biết toàn bộ khách sạn này trị giá bao nhiêu không? Điện hạ, thông tin đã tra được, giá thị trường hiện tại của khách sạn Empire là 230 triệu. Dương Tiêu nhìn người đàn ông trung niên Hàn Phỉ, không tồi. Tôi ra giá gấp đôi, làm tròn số lẻ, 500 triệu, ông có bán không? Làm tròn số, 500 triệu. Đối phương đưa ra giá 500 triệu để mua lại khách sạn Empire. Trong mắt Hàn Phỉ có chút xúc động, giá thị trường của khách sạn Empire quả thật trị giá 230 triệu, đối phương trả giá 500 triệu, số tiền này đủ cho ông kiếm lời gấp đôi. Cậu chắc chắn, tôi phải nói trước, nếu như cậu đến gây chuyện, tôi tuyệt đối không khách khí đâu. Hàn Phỉ đột nhiên sao động. Dương Tiêu không muốn nhiều lời, trực tiếp nói, số tài khoản ngân hàng của ông. 621662. Hàn Phỉ liền đọc số tài khoản ngân hàng của ông cho Dương Tiêu. Giả thần giả quỷ, cứ đợi chết đi. Giám đốc Sảnh khịt mũi khinh thường. Trong mắt ông ta, Dương Tiêu chính là sắp chết đến nên với cứ cãi cố, đợi đến khi Dương Tiêu không lấy ra được số tiền đó, ông sẽ là người đầu tiên đánh Dương Tiêu đến ba mẹ cũng nhận không ra. Ông chủ Hàn Phi nhìn chăm chú vào Dương Tiêu, phẫn nộ trên khuôn mặt của ông vẫn chưa nguôi đi, nếu như tiền không được chuyển vào tài khoản, ông sẽ không dễ dàng tha cho tên nhóc trước mặt này đâu. Tinh! Ngay vào khoảnh khắc tất cả mọi người đều cho rằng Dương Tiêu cố ý gây sự, giả thần giả quỷ thì điện thoại trong tay Hàn Phỉ đột nhiên rung lên thông báo có tin nhắn đến. Kính gửi Hàn Phi tiên sinh, xin được thông báo ngài đã nhận được một khoản chuyển khoản trị giá 500. Nghe thấy âm thanh thông báo tin nhắn nhắc nhở. Ông chủ Hàn Phi lập tức rút điện thoại ra kiểm tra, sau khi nhìn thấy tin nhắn hiển thị nội dung tài khoản đã nhận được thanh toán, mí mắt Hàn Phỉ không ngừng giật mạnh. Ông cứ nghĩ rằng bản thân xuất hiện ảo giác, cố gắng dụi mắt, kiểm tra kỹ càng từng con số không phía sau, Hàn Phỉ kinh ngạc đến mức phải văng tục một câu, DMI. Ngay giây phút này, Hàn Phỉ cực kỳ chấn động, đối phương không những trả giá gấp đôi mà còn làm tròn những số lẻ phía sau, trực tiếp chuyển khoản 500 triệu đến tài khoản ngân hàng của ông. Nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng, Hàn Phỉ cảm giác bản thân hiện tại như đang nằm mơ giữa ban ngày, 500 triệu không thừa không thiếu, chỉ trong phút chốc ông cũng đã kiếm lời được kha khá. Lại nhìn Dương Tiêu đang mặc bộ quần áo hàng chợ rẻ tiền, Hàn Phỉ không thể không cảm thán, hiện tại người có tiền đều khiêm tốn đến như vậy sao? Dương Tiêu sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển khoản, liền nhìn sang Hàn Phỉ nói, đã nhận được tiền. Nhận được rồi, đã nhận được rồi, vị tiên sinh này. Bắt đầu từ ngày hôm nay khách sạn Empire đã thuộc về quyền sở hữu của ngài rồi, ngày mai tôi sẽ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục sang tên khách sạn Empire cho ngài. Hàn Phi chấn động nói. Vừa dứt lời, Hàn Phi lập tức dùng tốc độ nhanh nhất quay về văn phòng làm việc, nhanh chóng thu gom đồ đạc cá nhân, sau đó trực tiếp rời khỏi khách sạn Empire. Trước khi rời đi, Hàn Phi vô cùng thân thiết tiến đến bắt tay với Dương Tiêu, còn nói thêm một câu hợp tác vui vẻ. Nhìn thấy Hàn Phỉ cười rạng rỡ rời khỏi, giám đốc Sảnh cảm giác như sét đánh giữa trời quang, cả người ông ta đều sợ đến ngây người. 500 triệu. Đối phương không chút do dự đã thanh toán một lần 500 triệu để mua lại khách sạn Empire. Ngay giây phút này, tất cả nhân viên có mặt tại khách sạn Empire đều kinh ngạc, mỉ mắt chớp không ngừng, không ai có thể ngờ rằng một kẻ mặc đồ hàng chợ rẻ tiền như Dương Tiêu lại có thể trong chớp nhoáng thu mua thành công toàn bộ khách sạn. Sau khi hoàn tất công việc thu mua khách sạn Empire, Dương Tiêu nhìn hướng về giám đốc Sảnh, hiện tại không có vấn đề gì rồi chứ? Không vấn đề, tất nhiên là không vấn đề gì. Bị Dương Tiêu nhìn chăm chú, giám đốc Sảnh có chút run lẫy bẩy, hai chân mềm nhũn, khó tránh được muốn ngã lăn ra đất. Chỉ vừa lúc nãy thôi, ông còn tỏ thái độ kinh thường với Tiêu, vừa chớp mắt Dương Tiêu đã trở thành ông chủ mới của khách sạn Empire. Trên mặt giám đốc Sảnh làm sao còn nét khinh thường kiêu ngạo lúc nãy, hiện tại ông chỉ biết ngoan ngoãn đứng nghiêm một chỗ trước mặt Dương Tiêu. Dương Tiêu hài lòng gật đầu, nếu như không còn bất kỳ vấn đề gì, thì hiện tại ông có thể cút xéo rồi. Cút, cút xéo, lời này vừa dứt, giám đốc Sảnh cảm giác như sét đánh ngang tai, ánh mắt không tránh khỏi có chút ngây dại. Ngay sau đó, giám đốc Sảnh lập tức quỳ xuống đất ôm chặt lấy chân Dương Tiêu khóc lóc, ông chủ, lúc trước là do tôi có mắt như mù. Xin ngài rộng lượng đừng chấp nhặt kẻ đê tiện như tôi, hiện nay trong nhà tôi còn mẹ già phải nuôi dưỡng, còn có hai đứa con đang tuổi đi học,
mỗi tháng còn phải định kỳ trả tiền thế chấp nhà cửa xe cộ, xin ông chủ giơ cao đánh khẽ. Nếu thật sự mất đi công việc này, đối với ông ta mà nói chính là một tổn thất vô cùng to lớn. Còn đối với những lời bản thân ông nói, nửa thật nửa giả, mục đích chính là muốn Dương Tiêu phải đồng cảm với số phận thảm thương của ông ta mà thôi. Dương Tiêu nhìn về phía Lý Minh Hiên, Lý Minh Hiên lập tức lấy điện thoại báo cáo thông tin vừa điều tra được, điện hạ, ông ta tên là Mã Bân, từ trước đến nay chưa hề nuôi dưỡng qua cha mẹ, 2 năm trước cùng vợ ly hôn, con cái đều giao cho bên nữ nuôi nắng, nhưng mỗi tháng thật sự phải trả tiền thế chấp nhà cửa và xe cộ, ngoài ra ông ta hiện nay còn đang bao nuôi một nữ sinh đại học. Vào lúc Dương Tiêu chuyển khoản cho ông chủ Hàn Phi, Lý Minh Hiên đã tận dụng thời gian đó để tiến hành điều tra các thông tin cá nhân chi tiết liên quan đến vị giám đốc sảnh. Giám đốc sảnh kinh ngạc khôn cùng, ông không ngờ rằng Lý Minh Hiên có thể trong thời gian ngắn lại có thể điều tra ra được nhiều thông tin liên quan đến ông như vậy. Cút xéo, sau khi nghe được những thông tin do Lý Minh Hiên đã điều tra được, trên mặt Dương Tiêu tràn ngập sự chán ghét. Tiêu đời, khuôn mặt giám đốc sảnh Mã Bân trở nên xám xịt, thân thể cảm giác như bị hút đi toàn bộ sức lực, ngồi bệt xuống nền khách sạn. Để có thể leo lên vị trí giám đốc sảnh của khách sạn Empire, khách sạn cao cấp bậc nhất của Trung Nguyên, không biết ông đã phải tốn biết bao nhiêu công sức để có thể leo lên được vị trí này, tiền lương hàng tháng khi còn giữ vị trí giám đốc sảnh của ông cũng khoảng mấy chục ngàn, có thể so sánh với những người làm lương cao khác trong nước. Hôm nay đột nhiên mất đi công việc, chỉ cần nghĩ đến mỗi tháng phải trả các khoản tiền thế chấp nhà cửa, xe cộ, như có một áp lực cực kỳ to lớn khiến cho giám đốc sảnh Mã Bân chỉ muốn ngắt xỉu ngay tại chỗ. Nhìn biểu cảm cuộc sống như không còn gì lưu luyến của giám đốc sảnh, Dương Tiêu lạnh nhạt cười. Đối với loại người này, căn bản không cần phải thương hại hắn. Lướt mắt nhìn sang những nhân viên khách sạn còn đang bàng hoàng thảng thốt, chưa kịp hoàn hồn, Dương Tiêu từ tốn nói, kể từ ngày hôm nay, lương hàng tháng nhân viên toàn bộ khách sạn sẽ tăng gấp đôi, tiền thưởng và phúc lợi cũng sẽ được tăng lên. Hoan hô ông chủ, nghe câu nói này của Dương Tiêu, một đám người trong khách sạn kích động không ngừng, xém chút nữa đã nhảy nhót điên cuồng trong sảnh khách sạn. Giám đốc sảnh Mã Bân sau khi nghe thông báo từ Dương Tiêu, uất ức đến mức muốn phun một ngụm máu. Tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi đều tăng gấp đôi. Nghĩ đến thái độ không xem ai ra gì của bản thân, Mã Bân thiếu điều tức giận đến chết. Dương Tiêu căn bản cũng không ôm quá nhiều hy vọng đối với việc khách sạn có thể kinh doanh được hay không. Mục đích chính của hắn chính là vì Đường Mộc Tuyết tổ chức một bữa tiệc sinh nhật vào thứ hai tuần sau, hắn muốn mang đến một bất ngờ đặc biệt đến cho cô. Tiền bạc hiện tại đối với Dương Tiêu chỉ là những con số mà thôi, chỉ cần bỏ ra 500 triệu đã có thể trừng trị được tên mắt chó không xem ai ra gì Mã Bân, trong lòng Dương Tiêu cực kỳ sảng khoái. Khách sạn sau này sẽ do cậu phụ trách kinh doanh, Dương Tiêu quay sang nói với Lý Minh Hiên. Vâng, điện hạ, Lý Minh Hiên nói. Dương Tiêu nhìn thời gian, rồi nói, cũng không còn sớm nữa. Đưa tôi về lại đường nhân, lát nữa tôi còn phải đợi vợ mình tan cai. Lý Minh Hiên lái chiếc siêu xe Rolls Royce Phantom, dùng tốc độ nhanh nhất đưa Dương Tiêu về đến trước cửa tập đoàn y dược đường nhân. Khi cả hai vừa rời khỏi khách sạn Empire, toàn bộ thành phố Trung Nguyên lại một lần nữa dậy sóng. Không phải chứ, vị thương gia bí ẩn kia lại tiếp tục bỏ ra 500 triệu để mua lại khách sạn Empire. Đồng thời tuyên bố vào thứ hai tuần sau sẽ long trọng cầu hôn một cô gái. Thật là không có nhân tính, thật là không có nhân tính mài. Giá cả thị trường hiện nay của khách sạn Empire chỉ khoảng 230 triệu, vậy mà đối phương lại đồng ý bỏ ra 500 triệu thu mua lại khách sạn Empire, không phải quá lợi hại hay sao? Nghe nói vị thương gia bí ẩn ấy khi ra giá, còn làm tròn số lên đến 500 triệu. OMGI làm tròn số tiền chính là chấp nhận thanh toán thêm một khoản 40 triệu, anh ta không phải kinh doanh ngân hàng chứ? Dương Tiêu dùng số tiền 500 triệu để thu mua lại khách sạn Empire. Tin tức này vô tình đã gây nên một sự chấn động vô cùng lớn cho những người trong giới, không ít người vô cùng háo hức mong chờ buổi lễ cầu hôn vào ngày thứ hai tuần sau, không biết người con gái đặc biệt nào sẽ được vị thương gia thần bí này để mắt đến. Đông đảo nữ giới đều cảm thấy đó kỳ không ngừng, phải biết rằng một người không tiếc bỏ ra 100 triệu để mua chiếc nhẫn kim cương nụ hôn thiên sứ, chớp mắt lại bỏ ra thêm 500 triệu nữa để thu mua khách sạn cao cấp 5 sao, khách sạn Empire, được một người đàn ông thần bí như vậy yêu thích. Quả thật là may mắn ba đời. Tin tức vừa được truyền ra, tất cả mọi người tại đường ra tất nhiên cũng đều nhận được tin tức này. Ông trời của tôi ơi, vị thương gia thần bí ấy cũng thật sự quá giàu có rồi.
mức chi phí một ngày có thể tiêu xài lên đến 600 triệu, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ai có thể biết được, nói không chừng chính là tên nhà giàu mới nổi nào vừa từ nước ngoài trở về, nhưng nói thật, như vậy cũng quá nhiều tiền đi. Đường Dĩnh hưng phấn nói, vị thương gia bí ẩn đó chính là người đàn ông thần bí lái chiếc siêu xe Rolls Royce Phantom đến trước cửa công ty chúng ta. Đột nhiên có một người vô cùng kích động chạy vào, các người đoán xem vừa nãy tôi đã thấy gì. Chiếc siêu xe Rolls Royce Phantom cách đây vài phút lại xuất hiện trước cổng công ty chúng ta. Cái gì, lại xuất hiện, vị thương gia bí ẩn đó nhất định đã nhìn chúng tôi, nhưng vì ngại ngùng nên mới lén lút đến đây để dò thám. Đường Dĩnh kích động, nhưng vô cùng chắc chắn nói. Toàn bộ những người có mặt đều không nghi ngờ gì, dù sao đệ nhất mỹ nhân Đường gia Đường Mộc Tuyết đã sớm kết hôn, nếu như thật sự xem trọng bất kỳ người con gái nào của Đường gia, khả năng cao nhất chính là Đường Dĩnh. Dương Tiêu đi ngang, tình cờ nghe thấy câu nói này của Đường Dĩnh, cảm giác không còn gì để nói. Rõ ràng là Lý Minh Hiên đưa mình trở về, như thế nào lại không có ai thấy được bản thân hắn từ chiếc siêu xe Rolls Royce Phantom bước xuống. Vậy mà một đám người Đường gia ở đây lại xôn xao bàn tán xem người bí ẩn đó rốt cuộc thích người con gái nào của Đường gia, thật sự là khôi hài. Nhìn thấy vẻ ngán ngẫm trên gương mặt Dương Tiêu, Đường Dĩnh cười lạnh nói, Dương Tiêu anh có ý gì? Cố ý chống đối với tôi sao? Vị thương gia giàu có bí ẩn xuất hiện, có phải hay không đã đả kích đến lòng tự tôn của anh? Tôi nói cho anh biết, với loại người vô dụng như anh, đến tư cách sách giày cho vị thương gia thần bí đó cũng không xứng. Đối với loại phế vật như anh, cả đời cũng chỉ có thể nhìn theo đuôi chiếc siêu xe Rolls Royce Phantom, cố gắng cả đời cũng chỉ thể lái được loại xe van rẻ tiền. Dĩnh Dĩnh, em nâng cao tên phế vật này quá rồi, đừng nói đến xe van, tên phế vật này nếu có thể chạy được chiếc xe ba bánh rách nát ấy cũng xem như không tệ rồi. Đường Hạo đi ngang, châm chọc vài câu. Ha 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 hai. Trong khoảnh khắc, một đám người nhìn Dương Tiêu cười rộ lên. Đối diện với sự chê cười của đám đông, ánh mắt Dương Tiêu chợt lóe lên, một cảm giác cực mạnh từ bên trong Dương Tiêu tràn ra, vậy sao? Các người không biết ta rất hùng mạnh sao? Nhìn thấy Dương Tiêu còn mạnh miệng phản bác lại, Đường Hạo cười châm chọc nói, đúng, đúng, đúng. Chúng tôi thật sự không bằng cậu, khả năng ăn bám của cậu không người nào có thể so sánh được. Ha 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 ha, anh Hạo nói đúng lắm, tên phế vật này trừ việc ăn bám ra còn có thể làm được việc gì chứ? Chúng ta cứ chờ đến ngày 15 tháng này để cho tất cả mọi người đều có thể chứng kiến bản lĩnh ăn bám của anh. Đường Dĩnh không chút nề tình mà châm chọc. Ngày 15 tháng này cũng chính là thứ hai tuần sau, chính là sinh nhật của Đường Mộc Tuyết. Một đám người dòng chính Đường ra ôm bụng cười lớn, bọn họ đột nhiên phát hiện từ khi có tên vô dụng Dương Tiêu đến làm tại Đường Nhân, cuộc sống của bọn họ càng có nhiều câu chuyện cười hơn, không có quá khô khan như trước đây. Đối diện với sự châm chọc của đám người Đường Hạo, Đường Dĩnh cũng không muốn nói gì thêm, Dương Tiêu liền xoay người quay về phòng thị trường. Thiên Nga không màng đến loài run rế, hổ báo không gầm gừ với chó mèo. Đường Hạo, Đường Dĩnh hai người cứ trống mắt lên chờ đến ngày 15 sắp tới, Dương Tiêu tôi nhất định sẽ khiến cho các người mở rộng tầm mắt. 5 giờ chiều, Đường Mộc Tuyết từ bên ngoài quay trở về văn phòng thấy Dương Tiêu vẫn đang ung dung nhàn hạ, trên gương mặt tinh tế không tránh được có chút thất vọng. Cô nghĩ rằng sau khi Dương Tiêu được Đông Hải thiếu chủ Lý Minh Hiên ra tay giúp đỡ, sẽ phấn chấn tinh thần, không ngờ rằng Dương Tiêu vẫn như trước đây, bùn loãng không thể chát tường, cả ngày bày ra bộ dáng chỉ biết chơi bời. Cùng Dương Tiêu kết hôn 5 năm, hắn mỗi ngày đến công ty làm việc nếu không phải lên mạng xem những thứ kỳ quái thì cũng chỉ biết nằm lăn ra ngủ, lúc này trong tim Đường Mộc Tuyết giống như bị lật đổ một bình ngũ vị, vô cùng chua chát cay đắng. Nghĩ đến lời hứa ngày hôm qua Dương Tiêu đã nói với mình. Lại nghĩ đến sự sỉ nhục của Đường Dĩnh đối với bản thân tại nhà ăn vào trưa nay, nước mắt tủi thân của Đường Mộc Tuyết như không kìm chế được. Ngủ ngủ ngủ, anh cả ngày chỉ biết ngủ. Dương Tiêu, không phải anh đã từng nói cả đời này sẽ không để người khác chèn ép em dưới chân sao? Đây là hành động mà anh nói. Anh thật sự khiến em quá thất vọng. Đường Mộc Tuyết tức giận đến mức cầm tập tài liệu trong tay đập thẳng vào người Dương Tiêu. Nghe âm thanh tức giận của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu lập tức mở mắt ra nhìn. Chỉ thấy khuôn mặt Đường Mộc Tuyết tràn ngập tức giận, xoay lưng bước về văn phòng của mình. Dương Tiêu cười khổ, xem ra lại bị cô ấy hiểu lầm rồi. Thời gian 5 năm nay, Dương Tiêu chưa từng một lần chạy nghiệp vụ bên ngoài, cả ngày ở công ty xem những thứ kỳ quái thật ra chính là tâm pháp trí cao của nội bộ tuyệt thế Long Môn, nhìn hắn giống như đang ngủ, nhưng thật ra Dương Tiêu đang tu luyện tâm pháp trí cao của tuyệt thế Long Môn để nâng cao thực lực bản thân.
Vào 5 năm trước khi ở Dễ Đường ra, Dương Tiêu đã biết rõ, sau khi buổi khảo nghiệm kết thúc hắn sẽ trở thành long chủ đời thứ hai của tuyệt thế Long Môn, cao thủ nội bộ Long Môn nhiều vô số kể, đến cả Cung Phu Kinh ở Long Môn cũng chỉ là nhân vật tầm thường. Dương Tiêu thân là long chủ đời thứ hai của tuyệt thế Long Môn, cần phải có năng lực lớn mạnh mới có thể thu phục được người khác, nếu không sẽ dễ dàng bị người trấn áp, giành lấy vị trí. Sau khi quay trở về văn phòng của mình, nước mắt chua xót của Đường Mộc Tâm không ngừng tuôn rơi. Cô dù sao cũng là một trong ba người đẹp nổi tiếng trên bảng xếp hạng Trung Nguyên, được người khác xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân Trung Nguyên, nhưng không ngờ rằng lại phải gả cho Dương Tiêu. Cũng vì Dương Tiêu, trong 5 năm này Đường Mộc Tuyết trải qua từng ngày cực khổ, dù cho đi đến nơi nào cũng bị người khác coi thường. Dương Tiêu vì cô đã giành được hợp đồng Tần gia, điều đó mang đến cho Đường Mộc Tuyết một tia hy vọng. Cách đây vài tiếng đồng hồ trước Dương Tiêu còn hứa hẹn sẽ đem những thiếu hụt trong 5 năm qua bù đắp lại cho cô. Hiện nay có thể thấy quá nữa là Dương Tiêu quá coi trọng mặt mũi, nên chỉ tùy tiện nói vài câu mà thôi. Ê hoặc là số phận của cô đã định sẵn cả đời này đều bị người khác chà đạp dưới chân, không còn cơ hội để trở mình. Càng nghĩ đến Dương Tiêu không một chút lòng cầu tiến, Đường Mộc Tuyết tim như dao cắt, gần như không cách nào hô hấp được. 6 giờ chiều, công ty tan ca. Dương Tiêu chủ động xách túi cho Đường Mộc Tuyết, trong suốt chuyến đường rời khỏi công ty, Đường Mộc Tuyết cũng chưa từng cho Dương Tiêu một sắc mặt dễ coi, Dương Tiêu hắn chỉ biết cười khổ trong lòng, hắn biết rằng Đường Mộc Tuyết nhất định đã hiểu lầm bản thân mình lúc nãy ngủ gật trong giờ làm. Mộc Tuyết, vừa rời khỏi công ty, từ xa liền nhìn thấy một chiếc xe BMW 520i màu trắng, từ trên xe bước xuống một người con gái thân thể cực kỳ nuột nà thon thả. Cô gái khoác trên mình một chiếc váy xẻ chân màu đỏ rực, dáng người thanh mảnh yêu kiều, làn da trắng nõn, tao nhã mà quyến rũ. Khi nhìn thấy người con gái phía đối diện, Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nói, chị họ, chị làm sao lại đến công ty? Người con gái vừa xuất hiện tên là Triệu Mộng Lan, là con gái của cậu Đường Mộc Tuyết, bình thường quan hệ giữa Triệu Mộng Lan và Đường Mộc Tuyết cũng không tệ. Triệu Mộng Lan cười nói, không phải vì đã lâu rồi không gặp em sao? Tối nay có thời gian rảnh không? Cùng chị đi dạo phố. Dạo phố sao? Đường Mộc Tuyết có chút chần chừ, tiếp đó có một chàng thanh niên khí chất bất phàm, vẻ ngoài vô cùng tuấn lãng, đang từ từ bước xuống từ chiếc xe BMW 520i màu trắng. Khi vừa nhìn thấy nét đẹp khuynh quốc khuynh thành của Đường Mộc Tuyết, trong mắt lóe lên ánh mắt soi mói khinh nhờn, nhưng cũng nhanh chóng biến mất, hắn ta nhanh chóng tiến lên một bước, vô cùng lịch thiệp nói, đúng vậy, cùng nhau ở đi. Người này là, hai Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nói. Triệu Mộng Lan vội vàng nói, quên giới thiệu với em, người này tên Lưu Hạo Nhiên, bạn trai của chị, cũng là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Hỷ. Hạo Nhiên, mỹ nữ này là em họ của em, Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết vô cùng kinh ngạc, cô biết tập đoàn Thiên Hỷ, giá niêm yết trên thị trường lên đến vài tỷ đồng, là một tập đoàn vô cùng có tiếng tại thành phố Trung Nguyên. Lưu Hạo Nhiên còn trẻ tuổi như vậy đã gánh vác trách nhiệm tổng giám đốc tập đoàn Thiên Hỷ, thật không đơn giản. Đường tiểu thư xin chào, Mộng Lan vẫn thường nhắc đến cô trước mặt tôi. Lưu Hạo Nhiên dịu dàng cười, nói. Xin chào, Đường Mộc Tuyết lịch sự trả lời. Ánh mắt Lưu Hạo Nhiên khóa chặt trên người Dương Tiêu, vị này là. Người này chính là Dương Tiêu, tên phế vật nổi danh khắp thành phố Trung Nguyên, cũng chính là chồng hiện tại của Đường Mộc Tuyết, cũng không biết năm đó Đường lão gia suy nghĩ như thế nào lại quyết định đem Mộc Tuyết gả cho một tên vô dụng như vậy. Triệu Mộng Lan dùng ánh mắt vô cùng căm ghét nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu không có gì để nói, chỉ đưa tay sờ mũi, 5 năm nay số lần hắn gặp Triệu Mộng Lan chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi lần gặp mặt Triệu Mộng Lan đều không nhịn được phải sỉ nhục hắn vài câu. Lưu Hạo Nhiên như hiểu ra chuyện gì đó, liền tiếp lời, thì ra hắn chính là Dương Tiêu ai. Lại quay đầu nhìn Đường Mộc Tuyết khí chất như hoa như ngọc, Lưu Hạo Nhiên có chút đó khi, đúng thật là đóa hoa nhài cắm bãi phân châu. Mộc Tuyết, chúng ta đi thôi. Triệu Mộng Lan kéo tay Đường Mộc Tuyết hướng về chiếc xe BMW trắng. Mặc dù Đường Mộc Tuyết đối với Dương Tiêu cực kỳ thất vọng, nhưng cũng không thể không ngó ngàng đến hắn, Đường Mộc Tuyết tâm tình phức tạp quay lại nhìn Dương Tiêu nói, anh cũng cùng đi với mọi người đi. Được, Dương Tiêu không chút do dự, lập tức bước lên xe. Triệu Mộng Lan không vui nói, kêu cậu bước lên cậu liền bước lên. Không uống danh là người chuyên ăn bám. Sau đó, Triệu Mộng Lan chỉ vào biểu tượng trên xe, khinh bỉ nói với Dương Tiêu, cậu có biết đây là gì không? Là BMW đó. Cậu có biết BMW là gì không? Tên nghèo kiết xác như cậu, chỉ một chiếc xe giá 400.000-500.000 đã đủ cho cậu phấn đấu cả đời rồi,
Cậu nhìn Hạo Nhiên sau đó nhìn lại bản thân mình đi, tôi thật sự cảm thấy tội nghiệp cho Mộc Tuyết nhà chúng tôi. Nghe câu mắng chửi của Triệu Mộng Lan, trong tim Đường Mộc Tuyết càng cảm thấy chua xót. Khóe môi Lưu Hạo Nhiên vênh váo nhếch lên, trên mặt tràn ngập cảm giác ưu tú, hắn liếc nhìn sang Dương Tiêu, trong lòng cực kỳ khinh thường. Bị Triệu Mộng Lan và Lưu Hạo Nhiên đồng thời khinh thường, Dương Tiêu có chút dở khóc dở cười, hắn chính là chủ nhân Long Môn, nắm trong tay hơn phân nửa quyền lực và tài sản trên toàn thế giới, lẽ nào hắn lại thiếu 4, 5 tràn ngàn đó. Mộng Lan, chúng ta đi ăn cơm trước đã, Lưu Hạo Nhiên nói. Triệu Mộng Lan gật đầu, Mộc Tuyết, chúng ta trước đi ăn cơm sau đó đi dạo phố nhé. Em như thế nào cũng được, Đường Mộc Tuyết không nói nhiều. Hơn 10 phút sau, Lưu Hạo Nhiên dừng xe trước cổng khách sạn Empire, vô cùng đắc ý nói, Mộng Lan, tối nay chúng ta sẽ dùng bữa tối tại khách sạn Empire nhé. Cái gì, dùng bữa tối ở đây sao? Wow, Hạo Nhiên anh thật ngầu, em nghe nói khách sạn Empire đã được một thương gia thần bí cưỡng ép thu mua lại với giá 500 triệu, cũng nghe nói rằng một bữa ăn tại khách sạn Empire phải tiêu tốn lên đến hơn 10 mấy ngàn. Triệu Mộng Lan cực kỳ kích động nói. Đường Mộc Tuyết cũng vô cùng kinh ngạc nói, cô biết rằng mức chi phí ở đây không hề rẻ. Lưu Hạo Nhiên nhìn thấy nét kinh ngạc trên khuôn mặt Đường Mộc Tuyết, trên mặt tràn ngập ý cười đắc ý. Không thể không nói, lần đầu tiên gặp Đường Mộc Tuyết, Lưu Hạo Nhiên đã bị nhan sắc của cô chinh phục, đứng trước một cô gái xinh đẹp như vậy, hắn nhất định phải thể hiện cực kỳ tốt, nếu như Đường Mộc Tuyết vừa ý hắn, muốn cùng hắn trải qua một đêm xuân, thì bỏ ra 10 mấy ngàn cũng không hề gì. Cho nên mới nói, chết dưới khóm hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Lưu Hạo Nhiên khoác tay nói, 10 mấy ngàn đối với anh chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu chính là mọi người có thể vui vẻ ăn một bữa cơm. Qua, Hạo Nhiên anh thật là tốt, ánh mắt Triệu Mộng Lan nhìn Lưu Hạo Nhiên lấp lánh ánh sao. Cô và Lưu Hạo Nhiên chỉ mới bên nhau vài ngày, không ngờ được rằng Lưu Hạo Nhiên lại có thể vì cô mà quyết định đến nơi sang trọng như thế này để dùng bữa. Hơn nữa, Triệu Mộng Lan chỉ là một viên văn phòng bình thường. Dựa vào thực lực của cô hoặc có thể nói, cả đời này cũng chưa chắc chỉ trả nổi một bữa ăn ở nơi này. Giây kế tiếp, Triệu Mộng Lan nhìn về phía Dương Tiêu khinh bỉ nói, nhìn Hạo Nhiên sau đó nhìn lại bản thân mình đi, Dương Tiêu cậu không cảm thấy xấu hổ sao? Nếu không phải nhờ vào Hạo Nhiên, cả đời này cậu cũng không có cơ hội để đến nơi cao cấp sang trọng như thế này đâu. Cả đời đều không có cơ hội đến đây. Nghe câu nói này của Triệu Mộng Lan, Dương Tiêu bật cười. Đường Mộc Tuyết sắc mặt phức tạp, kéo tay Triệu Mộng Lan, chị họ, đừng nói nữa. Triệu Mộng Lan biết, những lời châm chọc cô nói về Dương Tiêu chắc chắn sẽ kích động đến tâm trạng cô em họ Đường Mộc Tuyết của mình, chỉ đành ném một ánh mắt tức giận về phía Dương Tiêu sau đó không nói thêm gì khác. Thời gian cũng không còn sớm nữa, Mộng Lan chúng ta đi vào thôi. Lưu Hạo Nhiên nói. Vâng, Triệu Mộng Lan nắm tay Đường Mộc Tuyết sau đó tiến vào cửa khách sạn Empire. Ông chủ. Nhân viên lễ tân khi nhìn thấy Dương Tiêu kinh ngạc hét lên. Dương Tiêu đi phía sau, lặng lẽ giơ tay ra hiệu giữ im lặng, nhân viên lễ tân chú ý đến, kịp thời im lặng, không nói ra hai chữ ông chủ. Ngày 15 mới đúng ngày sinh nhật của Đường Mộc Tuyết, hắn còn muốn mang đến cho cô một bất ngờ lớn, cho nên hiện tại không muốn tiết lộ thân phận quá sớm. Sau khi bước vào khách sạn Empire, bốn người quyết định chọn vị trí bàn ngồi gần cửa sổ. Sau một hồi bàn luận, Lưu Hạo Nhiên đề nghị ăn món Nhật, Triệu Mộng Lan nhất mực nghe theo lời Lưu Hạo Nhiên, Đường Mộc Tuyết cũng chỉ có thể đồng ý. Khách sạn Empire là khách sạn 5 sao theo chủ đề, phục vụ đa dạng các món ăn trên khắp thế giới, món Nhật cũng không ngoại lệ. Không lâu sau, nhân viên phục vụ bưng lên một phần sushi tươi mới, Lưu Hạo Nhiên nhìn dĩa sushi liền tao nhã nói, Mộng Lan, Mộc Tuyết, chúng ta bắt đầu thưởng thức thôi. Đúng rồi, khi thưởng thức sushi cần nhớ một điều rằng, cần phải ăn hết trong một lần. Chỉ có như vậy mới có thể thưởng thức được trọn vẹn hương vị tuyệt hảo của sushi, cảm nhận sâu sắc hương vị thơm ngon kết hợp từ cơm nóng và miếng cá sống, hương thơm vương vấn trong miệng, mùi vị ngon không tả được, hương vị sẽ cứ lưu lại trong khoang miệng. Cầu kỳ đến như vậy sao? Đường Mộc Tuyết ngạc nhiên nói. Triệu Mộng Lan cười nói, Mộc Tuyết, em không biết đâu Hạo Nhiên trước đây từng du học nước ngoài, nên anh ấy vô cùng hiểu rõ món ăn Nhật. Không giống như tên phế vật nào đó. Du học nước ngoài, Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nói. Hiện tại ánh mắt Đường Mộc Tuyết khi nhìn Lưu Hạo Nhiên đã không giống như trước, khó trách Lưu Hạo Nhiên trẻ tuổi như vậy đã trở thành tổng giám đốc tập đoàn Thiên Hỷ. Được Đường Mộc Tuyết đánh giá cao, lòng hư vinh của Lưu Hạo Nhiên lập tức được thỏa mãn, hắn nói,
sushi để nguội thì không còn ngon nữa, mọi người nhanh chóng thưởng thức hương vị của món sushi cực phẩm này đi. Sushi cực phẩm, ngay khi mọi người chuẩn bị nhắc đũa thì bảy một âm thanh không hài hòa lắm vang lên, chỉ thấy trên mặt Dương Tiêu tràn ngập sửng sốt. Triệu Mộng Lan tức giận trừng mắt nhìn Dương Tiêu, không lẽ anh còn dám nghi ngờ lời nói của Hạo Nhiên? Hạo Nhiên ở nước ngoài du học trở về, há để loại người như cậu so sánh. Hạo Nhiên nói đây là sushi cực phẩm thì chính là sushi cực phẩm. Chất lượng sushi ở đây cũng chỉ tốt hơn những món sushi khác trên thị trường một chút mà thôi. Dương Tiêu nói. Nghe những lời này, Triệu Mộc Lan lập tức nổi giận. Dương Tiêu, anh có ý gì? Anh có biết đây là nơi nào không? Nơi này chính là khách sạn Empire, anh cảm thấy sushi ở đây là sushi bình thường sao? Tôi thấy anh chính là đang đố kỵ tài hoa của Hạo Nhiên nên cố ý ở nơi này tìm cảm giác cân bằng cho bản thân mình mà thôi. Cô suy nghĩ nhiều rồi. Dương Tiêu lắc đầu. Lưu Hạo Nhiên cười châm chọc, không lẽ anh rất hiểu về văn hóa sushi? Hừ, chỉ biết một chút mà thôi. Dương Tiêu không nóng không lạnh nói. Triệu Mộng Lan tức giận không thôi, trong lòng cô đã nhận định Dương Tiêu chính là đố kỵ, nên cố ý ở nơi này tìm kiếm cảm giác cân bằng. Cô nhìn sang Đường Mộc Tuyết. Lúc này Đường Mộc Tuyết cũng có chút ngơ ngác, Dương Tiêu hiểu rõ về sushi sao? Cô thật sự không biết chuyện này. Lưu Hạo Nhiên cười lạnh, vậy sao? Nếu vậy không bằng anh nói cho chúng tôi biết những vấn đề liên quan đến sushi đi. Đúng vậy, anh giới thiệu với chúng tôi đi, để chúng tôi được mở mang tầm mắt. Triệu Mộng Lan đen mặt nói. Bọn họ hung hăng ép người, giống như muốn tiến lên xé nát mặt nạ hư vinh của Dương Tiêu, khiến cho Dương Tiêu cảm thấy nhục nhã không trốn dung thân. Đường Mộc Tuyết cười khó xử, Dương Tiêu ở dễ 5 năm, biểu hiện vô cùng bình thường, hắn làm sao nắm rõ về văn hóa sushi hai ngay khoảnh khắc Đường Mộc Tuyết chuẩn bị ngăn cản Dương Tiêu. Dương Tiêu lúc này hướng về Lưu Hạo Nhiên nói, bình thường có thể nói, một phần sushi hoàn chỉnh sẽ bao gồm, cơm giấm, thịt hoặc hải sản, wasabi, nước tương và gừng đỏ, do 5 thành phần trên tạo thành. Lời này vừa nói ra, khiến cho nụ cười chế nhạo của Lưu Hạo Nhiên đột nhiên ngừng lại, hắn ta cực kỳ kinh ngạc. Thật sự không ngờ rằng Dương Tiêu lại nói đúng toàn bộ. Cái gì? Khuôn mặt Triệu Mộng Lan trở nên đỏ đẫn. Cô trước đây từng thưởng thức qua sushi, nên cũng hiểu khá rõ về văn hóa sushi, không ngờ rằng Dương Tiêu vậy mà lại hiểu rõ đến như vậy. Đường Mộc Tuyết cũng vô cùng bất ngờ, mặc dù những điều đó chỉ là những kiến thức cơ bản về sushi, nhưng người trong nước từ trước nay đều rất ít ăn, những điều cơ bản này cũng rất ít người biết đến, Dương Tiêu làm sao biết được. Lưu Hạo Nhiên hồi phục tinh thần nói, vậy thì như thế nào? Tất cả những điều này chỉ là kiến thức cơ bản, có thể chứng tỏ được gì? Chỉ đến khi nhìn thấy Dương Tiêu gắp lấy một miếng sushi lên ngửi và nói, tất cả các loại cơm giấm mà chúng ta biết đều là từ gạo chín nấu thành, nhưng cơm giấm chính tông màu sắc phải trắng trong, thoang thoảng mùi thơm của giấm, nếu như vậy có phải vẫn còn thiếu chút gì không? Dương Tiêu vừa dứt lời, những người còn lại trên bàn đều im lặng. Lưu Hạo Nhiên kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, tên phế vật này vậy mà lại biết chi tiết đến như vậy. Triệu Mộng Lan càng kinh ngạc hơn, những chi tiết nhỏ như thế này đều có thể dùng mắt thường để quan sát được sao. Đường Mộc Tuyết càng không thể ngờ được, ánh mắt nhìn Dương Tiêu tràn ngập sự kinh ngạc. Quả thật, nếu không đưa sát vào mũi sẽ không ngửi được mùi giấm thơm mồ, điều này có thể chứng minh được điều gì, dù sao khách sạn Empire chủ yếu vẫn tập trung vào ẩm thực trong nước. Lưu Hạo Nhiên lạnh nhạt nói. Dương Tiêu tiếp tục nói, thức ăn của sushi, nói một cách đơn giản chính là thực phẩm trên lớp cơm giấm, bình thường đầu bếp sẽ sử dụng những lát cá tươi mới, thịt cá dùng cho các loại sushi cao cấp thường sẽ là cá ngừ hoặc là cá hồi được ngư dân bắt trong ngày, nên thịt cá sẽ vô cùng tươi mới. Mọi người có thể thấy thịt miếng cá này không còn tươi, rõ ràng chính là thịt cá đông lạnh. Quan sát kỹ càng, miếng thịt cá trên lớp sushi quả thật không được tươi ngon. Chúng ta đang ở trong nước. Cá được vận chuyển đến đây chắc chắn đều không sống được, cho nên thịt cá chắc chắn không còn tươi ngon. Lưu Hạo Nhiên đen mặt nói. Dương Tiêu mặt không chút thay đổi, tiếp tục nói, thứ ba, chính là wasabi. Wasabi chính là nước chấm. Các loại nước chấm sushi thông thường được làm bằng loại sốt wasabi thượng hạng. Tuy hương vị của nước sốt wasabi và sốt mù tạt tương tự nhau nhưng rõ ràng đây không phải là nước sốt wasabi mà chính là sốt mù tạt. Ăn nói bậy bại, Lưu Hạo Nhiên tức giận nói. Đây là nhà hàng 5 sao cao cấp, bọn họ làm sao lại có thể sử dụng nước sốt mù tạt để mang lên cho thực khách? Không tin, Dương Tiêu vẫy tay. Lưu Hạo Nhiên tức giận cho gọi một nhân viên phục vụ đến hỏi, món sushi này có phải sử dụng sốt mù tạt không?
tiên sinh, xin chào ngài. Đây quả thực là sốt mù tạt, vì nhà hàng chúng tôi không phải là nhà hàng chung phục vụ món ăn Nhật Bản, đồng thời sốt wasabi cao cấp cần được đặt trước mới có thể nhập hàng. Nhân viên phục vụ cung kính nói. Hả? Khi nghe thấy câu trả lời của nhân viên phục vụ, Lưu Hạo Nhiên và Triệu Mộng Lan lập tức ngây người. Thật sự là sốt mù tạt chứ không phải là nước sốt wasabi. Ngay giây phút này, hai người bọn họ nhìn Dương Tiêu như nhìn thấy một quái vật. Đường Mộc Tuyết cũng có chút kinh ngạc, lúc này cô chỉ cảm thấy người ngồi trước mặt cô không phải Dương Tiêu mà chính là một quyển bách khoa toàn thư sống. Trên mặt Dương Tiêu từ từ hiện lên nét cười nhàn nhạt, tiếp tục nói, nước tương chính là xì dầu trong nước chấm sushi, nước chấm chính hiệu được làm từ cá hồ biển. Nhưng có thể thấy rõ ràng nước chấm này có chỉ có mùi hương của rượu gừng. Đúng vậy, bởi vì nhà hàng chúng tôi không có đầu bếp sushi chuyên nghiệp, cho nên không thể điều chế ra được nước chấm mang hương vị chính thống, chỉ có thể dùng rượu gừng để thay thế. Ngay khi Dương Tiêu vừa dứt lời, nhân viên phục vụ đứng bên cạnh cũng thành thật trả lời bọn họ. Dương Tiêu cười nói, gừng thì không đáng nhắc đến, các địa phương trên toàn quốc đều có, hiện tại các thành phần của một món sushi đều xảy ra vấn đề, như thế nào có thể gọi là sushi cao cấp. Nhìn bộ dáng lợi hại của Dương Tiêu, Lưu Hạo Nhiên cảm giác tức nghẹn cả người. Triệu Mộng Lan cũng khó chịu như nuốt phải một con ruồi chết, cô không ngờ rằng mình lại bị tên phế vật này cướp lấy sự nổi bật. Hừ, cho dù những điều anh vừa nói đều là sự thật thì như thế nào? Chất lượng sushi nơi này vẫn ngon hơn cho với sushi của những nhà hàng khác, Mộc Tuyết, em mau thưởng thức đi, cảm nhận văn hóa sushi Nhật Bản chính tông. Triệu Mộng Lan gấp gáp nói, muốn để bản thân có một đường lui. Nhưng ngay giây phút đó, có một âm thanh không được thân thiện lắm vang lên, sushi là văn hóa Nhật Bản. Cô đang nói đùa với tôi sao? Phát hiện Dương Tiêu lại có ý bới lông tìm vết, Triệu Mộng Lan tức đến mức không kìm chế được bản thân. Tên phế vật này anh có ý gì? Triệu Mộng Lan tức giận nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu nói, tôi cũng không có ý xấu gì cả, chỉ là muốn đính chính lại một chút sai lệch mà thôi, sushi không phải là văn hóa Nhật Bản, mà là văn hóa Trung Quốc. Văn hóa Trung Quốc, nghe đến đây, Lưu Hạo Nhiên và Triệu Mộng Lan đều kinh ngạc, đến cả Đường Mộc Tuyết cũng không rõ đang xảy ra chuyện gì. Triệu Mộng Lan nhìn sang Lưu Hạo Nhiên nói, Hạo Nhiên, những lời anh ta nói đều là sự thật sao? Anh nói sằng bậy, sushi rõ ràng là văn hóa Nhật Bản làm sao trở thành văn hóa Trung Quốc được? Anh ở nước ngoài sinh sống nhiều năm, chẳng lẽ đến chút kiến thức cơ bản này cũng không hiểu rõ? Dương Tiêu, đừng lấy sự ngu dốt của bản thân đi lừa bịp người khác. Lưu Hạo Nhiên tức giận nói. Giống như Dương Tiêu đang cố ý giả vờ giả vịt, dù cho như thế nào thì sushi vẫn là văn hóa của Nhật Bản. Lúc này trong sảnh khách sạn, cũng có không ít người chú ý đến câu nói này của Dương Tiêu, trên khuôn mặt bọn họ hiện lên nét khó hiểu, trong nhận thức của tất cả mọi người, sushi chính là văn hóa đặc trưng của Nhật Bản. Đường Mộc Tuyết sắc mặt khó coi nói, Dương Tiêu, có phải anh sai rồi không? Mộc Tuyết, anh không sai, anh nói toàn bộ là sự thật. Dương Tiêu cực kỳ nghiêm túc nói. Triệu Mộng Lan cười lạnh nói, được, vậy anh nói thử xem, sushi như thế nào lại trở thành văn hóa của Nhật Bản rồi. Tên kia, nếu như hôm nay anh không nói rõ ràng thì đừng trách tôi đánh anh đến răng rơi đầy đất. Lưu Hạo Nhiên tức giận nói. Trong mắt hắn ta, Dương Tiêu chính là đang cố ý chống đối với hắn, bị một tên phế vật chống đối khắp nơi như vậy khiến cho trong lòng Lưu Hạo Nhiên như có một ngọn lửa tức giận đang cháy âm ỉ. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Dương Tiêu cười nhạt một tiếng sau đó nói, vào năm 200 trước công nguyên, cũng tức là vào thời đại Hậu Hán, đất nước của chúng ta đã bắt đầu lưu truyền một món ăn với nhiều cách chế biến khác nhau, được gọi tên là sushi. Trên thực tế, vào thời kỳ Hậu Hán món ăn này đã bắt đầu xuất hiện, lúc ban đầu chỉ là dùng muối để ướp cá, chế biến thành cá muối sau đó dùng với cơm, đồ ăn kèm vô cùng đa dạng, không ngừng mở rộng kéo dài, trong thời kỳ chiến tranh, nhiều người đã phát minh ra nhiều cách ăn khác nhau. Đây cũng xem như là tiền thân của sushi hiện nay. Nghe đến đây, tất cả mọi người như đang có điều suy nghĩ. Lời này nói quả thật không sai, lịch sử văn hóa Trung Quốc kéo dài hơn mấy ngàn năm, lời này của Dương Tiêu thật sự cần phải suy ngẫm kỹ càng. Lưu Hạo Nhiên và Triệu Mộng Lan ngây người, hai người bọn họ không thể ngờ rằng Dương Tiêu thật sự lại biết nhiều đến như vậy. Sau đó thì sao? Đường Mộc Tuyết tò mò hỏi. Dương Tiêu từ từ nói. Trong cuốn thuyết văn giải tự có một đoạn như thế này, nghế, hay còn gọi là tảng ngư. Người phương Nam gọi là cá, người phương Bắc gọi là tưởng, cao. Chính là chữ biến thể của tưởng. Trong tiếng Nhật, sushi,
nghễ hoặc cao đều cùng một ý nghĩa, phát âm cũng có sự tương đồng. Nhưng cho đến triều Minh thì những từ này gần như biến mất khỏi các ghi chép lịch sử. Hơn nữa vào thời kỳ hai nước trao đổi văn hóa, trong lịch sử 1.500 năm, hơn nữa văn hóa Nhật Bản du nhập vào nước ta mạnh mẽ nhất chính vào triều Đường, cũng là thời điểm người dân nước ta ăn cao nhiều nhất, cũng chính vào thời kỳ này, người Đông Doanh tên gọi Nhật Bản ngày xưa đã học hỏi văn hóa của chúng ta, sau đó mang cách ăn này về nước bọn họ. Thật đúng là mở rộng kiến thức, sảnh khách sạn không ít thực khách kinh ngạc nói. Lưu Hạo Nhiên cười lạnh nói, thật sự là như vậy sao? Không phải sao, dù sao anh cũng đã từng ở nước ngoài du học qua, chắc cũng phải hiểu rõ, vào cuối thời Đông Hán, sushi đã được truyền bá trong quốc gia chúng ta, cho đến năm 700 trước công nguyên đến thời kỳ Nara, sushi đã bắt đầu được du nhập vào. Dương Tiêu nhìn về hướng Lưu Hạo Nhiên. Khuôn mặt Lưu Hạo Nhiên như phủ một lớp sương mù, hắn chỉ cảm thấy bản thân trước mặt Dương Tiêu một chút cảm giác ưu tú cũng không còn tồn tại. Hắn vẫn không cam lòng mà nói, tôi mới không tin những lời bịa đặt này, anh chỉ đang bịa chuyện mà thôi. Vẫn không tin sao, vậy lấy một ví dụ, trước thời Đường Tống, quốc gia của chúng ta đã phổ biến việc chế biến thức ăn theo phần, thời Mông Nguyên thì trở thành mọi người tập trung ăn uống, nhưng hiện tại Nhật Bản vẫn sử dụng cách ăn theo phần riêng, như vậy anh cũng không còn lời gì để nói nữa đúng không? Dương Tiêu cười cợt nói. Tôi, Lưu Hạo Nhiên đột nhiên không còn lời gì để nói. Hắn ta thật sự du học nước ngoài nhiều năm, nhưng cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, ra nước ngoài chỉ vì mục đích đánh bóng tên tuổi của mình, làm gì có thời gian đi tìm hiểu kỹ văn hóa sushi thật sự. Tiếp đó, một người đàn ông trung niên cầm điện thoại kích động nói, những lời vị tiên sinh này nói đều không sai, tôi vừa tra thông tin trên mạng, những điều liên quan đến lịch sử của chúng ta đều được ghi chép kỹ càng trong các tư liệu, hôm nay thật sự đã được chỉ bảo rồi. Vị tiên sinh này kiến thức thật sâu rộng, đã giúp tôi học hỏi thêm một kiến thức mới, thì ra sushi là văn hóa của Trung Quốc, ha ha ha. Lại có một người tiếp tục cười lớn. Trong khoảnh khắc, trong sảnh khách sạn không ít người dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về hướng Dương Tiêu, lớp thanh niên trẻ hiện nay cũng đã không còn nhiều người biết đến những kiến thức lịch sử khô khan như vậy. Khuôn mặt Lưu Hạo Nhiên xám ngoét như màu gan heo, hắn làm thế nào cũng không thể ngờ được bản thân lại mất mặt trước tên phế vật Dương Tiêu. Triệu Mộng Lan tức đến mức run cả người, Dương Tiêu vậy mà lại biết nhiều thứ đến vậy, điều này khiến cho cô không thể ngờ đến được. Đặc biệt nhất chính là khiến bạn trai của cô mất mặt, đây cũng là điều mà Triệu Mộng Lan không muốn chứng kiến nhát. Ánh mắt Đường Mộc Tuyết lóe sáng, cô chỉ cảm thấy Dương Tiêu trước mắt mình đột nhiên trở nên vô cùng thần bí, trước đây cô không hề biết rằng Dương Tiêu lại có thể hiểu biết rõ về lịch sử như vậy. Nếu đã như vậy thì việc Dương Tiêu hiểu rõ những điều này đều có thể lý giải. Triệu Mộng Lan tức đến không nói nên lời, cô gắp lên một miếng sushi lên, sau đó lạnh lùng nhìn Dương Tiêu, cho dù anh biết rõ những chuyện này thì như thế nào. Rốt cuộc vẫn là tên phế vật chỉ biết ăn bám, trong 5 năm nay nếu không nhờ Mộc Tuyết, anh đã sớm chết đói ngoài đầu đường rồi. Là một tên đàn ông có thể làm đến mức như thế này, nếu đổi lại là tôi đã sớm kiếm một khe nứt mà chui vào rồi. Bị Dương Tiêu cướp mất sự nổi bật, Lưu Hạo Nhiên tức tối nói. Dương Tiêu cũng không quá để ý đến những lời này, chỉ nhún vai rồi cho qua, người khác suy nghĩ như thế nào Dương Tiêu cũng không màng đến, hắn chỉ quan tâm đến cách suy nghĩ của một mình Đường Mộc Tuyết. Chỉ có người con gái lương thiện dịu dàng như Đường Mộc Tuyết chấp nhận hắn, điều đó khiến cho Dương Tiêu như có được cả thế giới. Tiếp đó các món ăn ngon lần lượt được mang lên, Dương Tiêu cũng không tiếp tục nói thêm điều gì khác chỉ tiếp tục cúi đầu dùng bữa. Cũng vì lúc nãy Dương Tiêu đã cướp đi uy phong, toàn bộ tâm tình thưởng thức món ăn đều bị phá hỏng, hai người Lưu Hạo Nhiên và Triệu Mộng Lan như ăn phải ruồi chết, không còn bất kỳ khẩu vị nào. Không uống là tên ăn bám chuyên nghiệp, chỉ biết đến ăn, đúng là thùng cơm di động. Triệu Mộng Lan châm biếm nói. Đường Mộc Tuyết đã quen với việc mỗi tối sẽ ăn một chén cháo do Dương Tiêu tự tay nấu, cho nên tối nay cô ăn cũng rất ít. Dương Tiêu hoàn toàn không nghe thấy, lấy tốc độ sét đánh giải quyết hết những món ăn trên bàn, sau đó còn ợ một hơi. Nhìn thấy Dương Tiêu đem toàn bộ món ăn trên bàn đều giải quyết sạch sẽ, trong lòng Lưu Hạo Nhiên càng thêm khinh bỉ Dương Tiêu, Mộng Lan, Mộc Tuyết, hai người đã ăn xong chưa? Xong rồi, Đường Mộc Tuyết trả lời. Triệu Mộng Lan căn bản không có khẩu vị, trong lòng cô chỉ cảm thấy chán ghét. Lưu Hạo Nhiên đứng lên nói, nếu mọi người đều đã dùng bữa xong, vậy thanh toán thôi. Waiter, thanh toán. Nhằm mục đích khoe mẽ, khi Lưu Hạo Nhiên gọi nhân viên phục vụ còn có ý dùng một câu tiếng Anh. Tiên sinh,
hóa đơn của ngài tổng cộng 18.300 đồng. Nhân viên phục vụ bước lên phía trước nói. Nghe đến số tiền hóa đơn, Lưu Hạo Nhiên không nhịn được nhói đau trong tim, mặc dù tiền lương một năm của hắn lên đến 100 triệu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại dù sao cũng vì một nụ cười mỹ nhân, bỏ ra 1/10 trong số tiền lương cả năm của hắn cũng xứng đáng. Triệu Mộng Lan tận dụng cơ hội này để châm chọc Dương Tiêu một phen, có nghe thấy không? Một bữa ăn như thế này đã phải tiêu tốn gần 20.000, số tiền này cũng đủ cho anh phần đấu cả mấy năm rồi. Vậy sao? Nhìn thẳng vào Triệu Mộng Lan, Dương Tiêu rốt cuộc cũng nổi giận. Giây kế tiếp, Dương Tiêu liền đưa ra chỉ thị, bữa ăn này tôi mời, miễn phí. Vâng, ông chủ, nhân viên phục vụ đứng một bên cung kính trả lời. Ông chủ, lời này vừa nói ra, Lưu Hạo Nhiên và Triệu Mộng Lan nhất thời đều cứng cả người, giống như bị ai đó đánh một phát. Đường Mộc Tuyết bị người phụ nữ trung niên trách mắng một trận, liền vội vàng rút tay về. Người phụ nữ trung niên ấy liền bước lên vội vã kiểm tra chiếc túi sách màu trắng có hư hại chỗ nào không, sau khi kiểm tra hoàn tất, bà ta liền nhìn soi mói khắp người Đường Mộc Tuyết, nhận thấy trên người cô toàn bộ đều là trang phục bình thường, bà kinh bỉ nói, nơi này không phải là nơi dành cho những nhân vật nhỏ như cô đến đây. May mắn không làm bản chiếc túi này, nếu không dù cô có bán mình cũng không đủ tiền để đền nó đâu. Nhìn dáng vẻ hung hăng của bà ta, Đường Mộc Tuyết có chút ủy khuất muốn khóc. Cô vốn chỉ muốn tiến lên vài bước xem kỹ chiếc túi mà thôi, nhưng không ngờ rằng thái độ của người phụ nữ này lại hung hăng đến như vậy. Đường Mộc Tuyết quả thật không mua nổi một chiếc túi Hermes trị giá 500 ngàn, nhưng loại nhân vật nhỏ như cô cũng có lòng tôn nghiêm, làm sao bọn họ có thể sỉ nhục cô như vậy? Tại sao lại ăn nói như vậy với Mộc Tuyết nhà tôi? Ngay khi Đường Mộc Tuyết sắp rơi nước mắt thì Dương Tiêu tức giận không thôi bước đến. 5 năm nay vì bản thân hắn đã khiến cho Đường Mộc Tuyết phải chịu biết bao nhiêu khổ sở, hiện nay hắn đã vượt qua được kỳ khảo nghiệm, trở chủ nhân Long Môn, Dương Tiêu làm sao có thể trơ mắt nhìn Đường Mộc Tuyết bị người khác sỉ nhục. Mộc Tuyết, em không sao chứ? Dương Tiêu nhanh chóng bước lên trước quan tâm cô. Đường Mộc Tuyết kiên cường mỉm cười, không sao. Người phụ nữ trung niên nhìn về phía Dương Tiêu, khi nhìn bộ trang phục Dương Tiêu đang mặc toàn bộ đều là hàng chợ rẻ tiền, chất liệu còn không bằng Đường Mộc Tuyết. Khuôn mặt bà tràn ngập sự khinh bỉ nói, thằng nhóc, cậu là chồng của cô ta đúng không? Trông chừng tốt người phụ nữ của mình, đừng để cô ta chạy lung tung, chỉ cần làm bẩn một chiếc túi ở đây dù cho các người đập nồi bán sắt cũng không đủ tiền đền đâu. Ai nói không đền nổi? Loại người nhìn kẻ khác thấp hơn cái đầu như bà có biết đây là ai không? Anh ta chính là ông chủ phía sau của khách sạn Empire. Chính vào giây phút này, Lưu Hạo Nhiên nắm cơ hội ném đá xuống giếng. Nghe lời này của hắn, người phụ nữ trung niên đó liền nhìn sang Lưu Hạo Nhiên, đồng thời chỉ tay về Dương Tiêu khinh thường nói, anh ta chính là ông chủ phía sau của khách sạn 5 sao khách sạn Empire. Anh chuẩn bị kể chuyện cười cho tôi nghe sao? Anh ta nếu thật sự là ông chủ của khách sạn Empire, vậy thì tôi chính là phú bà giàu có trên thế giới, nhìn bộ dáng nghèo khổ của anh ta đi, vậy mà cũng có can đảm bước đến nơi cao cấp này, chẳng lẽ không biết hai chữ mắt mặt viết như thế nào? Chúng tôi không nói đùa với bà, anh ta thật sự chính là ông Mộc Tuyết, em không sao chứ? Dương Tiêu nhanh chóng bước lên trước quan tâm cô. Đường Mộc Tuyết kiên cường mỉm cười, không sao. Người phụ nữ trung niên nhìn về phía Dương Tiêu, khi nhìn bộ trang phục Dương Tiêu đang mặc toàn bộ đều là hàng chợ rẻ tiền, chất liệu còn không bằng Đường Mộc Tuyết, khuôn mặt bà tràn ngập sự khinh bỉ nói, thằng nhóc, cậu là chồng của cô ta đúng không? Trông chừng tốt người phụ nữ của mình, đừng để cô ta chạy lung tung. Chỉ cần làm bẩn một chiếc túi ở đây dù cho các người đập nồi bán sắt cũng không đủ tiền đền đâu. Ai nói không đền nổi? Loại người nhìn kẻ khác thấp hơn cái đầu như bà có biết đây là ai không? Anh ta chính là ông chủ phía sau của khách sạn Empire. Chính vào giây phút này, Lưu Hạo Nhiên nắm cơ hội ném đá xuống giếng. Nghe lời này của hắn, người phụ nữ trung niên đó liền nhìn sang Lưu Hạo Nhiên, đồng thời chỉ tay về Dương Tiêu khinh thường nói. Anh ta chính là ông chủ phía sau của khách sạn 5 sao khách sạn Empire. Anh chuẩn bị kể chuyện cười cho tôi nghe sao? Anh ta nếu thật sự là ông chủ của khách sạn Empire, vậy thì tôi chính là phú bà giàu có trên thế giới. Nhìn bộ dáng nghèo khổ của anh ta đi, vậy mà cũng có can đảm bước đến nơi cao cấp này, chẳng lẽ không biết hai chữ mất mặt viết như thế nào? Chúng tôi không nói đùa với bà, anh ta thật sự chính là ông ử bà quyết định không xin lỗi sao? Dương Thiệu lạnh lùng nói. Người phụ nữ trung niên không chút kiên nhẫn hét lên, có cút đi không thì bảo. Nếu không chịu cút đi tôi sẽ lập tức gọi bảo vệ lên đây tống cổ các người đi. Dương Tiêu,
chúng ta đi thôi. Đường Mộc Tuyết chán nản kéo tay Dương Tiêu hướng về phía cửa tiệm, có ý muốn nhanh chóng rời khỏi. Dương Tiêu nắm chặt từng ngón tay như ngọc của Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, em yên tâm, anh nhất định sẽ không vô duyên vô cớ để em bị kẻ khác sỉ nhục đâu. Sau đó Dương Tiêu lập tức rút điện thoại gọi đến cho một số điện thoại khác, lập tức liên hệ với người quản lý chính của Hermes. Vâng, điện hại điện thoại truyền đến một âm thanh vô cùng tôn kính. Giả vờ, cậu cứ ở đó tiếp tục giả vờ, gắng gượng thêm một chút. Sau khi nghe những lời Dương Tiêu nói trong điện thoại, người phụ nữ trung niên ấy cười cợt không ngừng. Liên hệ với người quản lý chính của Hermes sao? Thật nực cười. Bản thân bà là chủ tiệm cửa hàng Hermes còn không có số điện thoại của người phụ trách chính, thì Dương Tiêu làm sao có được? C. Bà hiện tại cũng không vội vã tống cỗ Dương Tiêu ra khỏi cửa tiệm, bà chính là muốn xem Dương Tiêu còn có thể bịa đặt được tới đâu, sau đó bà sẽ khiến cho Dương Tiêu không còn trốn dung thân. Sau khi ngắt điện thoại, Dương Tiêu nhìn về phía người phụ nữ trung niên nói, 10 phút sau bà sẽ vì hành vi của mình mà cảm thấy hối hận. Vậy sao? Vậy bà đây đứng đây đợi cậu thêm 10 phút nữa, 10 phút sau tôi phải xem cậu sẽ làm tôi hối hận như thế nào. Khóe môi Lưu Hạo Nhiên co giật không ngừng, trong mắt hắn, Dương Tiêu chính là đang bốc phét tận trời. Liên hệ với người phụ trách chính của Hermes, muốn hù dọa ai chứ? Triệu Mộng Lan chế nhạo, Hạo Nhiên, 10 phút sau chúng ta nhất định phải phân rõ giới hạn với tên phế vật Dương Tiêu này, chúng ta không thể nào đắc tội với những người của nhãn hàng Hermes được. Lưu Hạo Nhiên vô cùng đồng ý, Hermes sự nghiệp rộng lớn, là nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới, dù cho tiền lương một năm của hắn lên đến con số hàng triệu, thì người ta cũng sẽ không để vào mắt. Dương Tiêu anh đừng gây chuyện nữa, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Đường Mộc Tuyết ngại ngùng đến mức chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ. Liên hệ với người phụ trách chính của Hermes, làm sao có thể? Cô sống chung với Dương Tiêu 5 năm, Dương Tiêu có năng lực như thế nào chẳng lẽ cô lại không rõ hay sao? Trong mắt Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu chính là đang ăn nói ngang ngược, đơn thuần chính là ăn nói ngông cuồng. Nếu như vẫn không rời đi, đợi lát nữa nhân viên của Hermes đến, e rằng bọn họ không có cách nào rời khỏi. Giả thần giả quỷ, người phụ nữ nhìn thấy nét hoảng sợ trên mặt Đường Mộc Tuyết, càng chắc chắn Dương Tiêu chính là đang giả vờ giả vịt. Ánh mắt Dương Tiêu trong suốt nhìn Đường Mộc Tuyết nói, Mộc Tuyết, em có thể tin tưởng anh được không? Em, nhìn dáng vẻ chân thật của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết ngây người. 5 năm qua, Dương Tiêu luôn nghe lời cô, chăm chỉ làm việc không phàn nàn, không lẽ Dương Tiêu thật sự quen biết với người đại diện chính thức của Hermes? Cùng thời điểm đó, Tổng bộ Hermes tại Paris Pháp, một ông lão sau khi nhận được một cuộc điện thoại, tức giận đến mức đập tay lên bàn hét lớn, FUCKI lập tức liên hệ với người phụ trách khu vực Hoa Hạ Trung Nguyên, bọn họ không biết bản thân đang chọc đến một tổ ong vò vẽ sao. Ông lão này chính là người phụ trách chính của Hermes, cách đây vài phút trước lãnh đạo cấp cao của Long Môn, tổ chức thần bí số 1 trên thế giới đích thân gọi điện thoại đến trách tội, nói bọn họ đã đắc tội đến chủ nhân Long Môn, khiến cho ông ta toàn thân run rẩy. Ông vô cùng hiểu rõ, nếu như không có cách nào khiến cho chủ nhân Long Môn nguôi giận, thì chỉ cần một ý nghĩ của người đó cũng đủ khiến cho sự nghiệp trăm năm huy hoàng của Hermes trong thời gian ngắn lập tức sụp đổ. Thời gian từng phút trôi qua, Đường Mộc Tuyết căng thẳng đến mức tóm chặt góc áo. Thằng nhóc thời gian cũng gần tới rồi. Người phụ nữ trung niên nhìn về phía Dương Tiêu cười lạnh lùng. Dương Tiêu gật đầu, đúng vậy, thời gian cũng vừa khớp, người nên đến cũng sắp xuất hiện rồi. Dương Tiêu vừa dứt lời, một người đàn ông mặc trang phục vest sang trọng dùng tốc độ nhanh nhất để chạy vào cửa tiệm. Ai là Dương Tiêu? Người đàn ông vội vàng hỏi. Vương Tổng, khi nhìn rõ người đến là ai? Người phụ nữ trung niên có chút vui mừng ngoài ý muốn. Người đến không phải ai khác chính là người phụ trách Hermes tại thành phố Trung Nguyên này. Lưu Hạo Nhiên chấn động nói, tên phế vật Dương Tiêu này lại có thể chọc điên lãnh đạo cấp cao của Hermes, xem ra lần này hắn chết chắc rồi. Hạo Nhiên, lát nữa tốt nhất chúng ta phải phủi sạch quan hệ với hắn. Triệu Mông Lan sợ đến mức rụt đầu vào cổ. Cô biết Hermes chính là một hãng thời trang cực kỳ nổi tiếng trên thế giới. Loại nhân vật nhỏ bé như cô căn bản không thể khinh nhường được. Dương Tiêu nhìn về phía ông ta, từ tốn nói, chính là tôi. Đúng, hắn ta chính là Dương Tiêu, Vương Tổng à, tên nhóc này đang ở đây cố ý gây sự, có cần tôi lập tức gọi bảo vệ lên lôi hắn ra ngoài đập một trận không? Người phụ nữ trung niên hung ác nói. Trái tim Đường Mộc Tuyết như mắc nghẹn trên cổ, cô không thể nào ngờ rằng lãnh đạo cấp cao của Hermes lại xuất hiện ở đây.
Khi tất cả mọi người đều cho rằng Dương Tiêu sắp tiêu đời đến nơi rồi, thì chỉ thấy người đàn ông đó vô cùng kính cẩn tiến về phía Dương Tiêu nói, tôi là Vương Thông, cũng là người phụ trách chính của SMS tại thành phố Trung Nguyên, xin được ra mắt Dương Tiên Sinh. Cái gì, xin được ra mặt Dương Tiên Sinh? Hả? Tận mắt chứng kiến ánh mắt vô cùng tôn kính của người phụ trách chính SMS dành cho Dương Tiêu, tất cả mọi người đang có mặt ở trong cửa tiệm đều vô cùng kinh ngạc, một biểu cảm như sét đánh giữa trời quang. Lúc này Lưu Hạo Nhiên đang chuẩn bị âm thầm rời đi, chứng kiến cảnh trước mặt có chút sợ hãi, không, không phải chứ. Đây là, Triệu Mộng Lan người vừa nãy muốn phủi sạch quan hệ với Dương Tiêu hiện tại hoảng hốt không thôi. Đường Mộc Tuyết há hốc miệng, người bình thường luôn điềm tĩnh như cô, vào lúc này cũng không cách nào khống chế được biểu cảm của bản thân. Ai có thể tin được người phụ trách chính của SMS lại xin được ra mắt một tên phế vật. Nhìn thấy cấp trên trực thuộc của mình lại xin ra mắt một tên thấp kém, hai chân của người phụ nữ trung niên ấy xém chút té ngửa trên mặt đất. Vương Tổng, ngài không nhận lầm người chứ? Người phụ nữ trung niên ấy giọng run rẩy hỏi. Nhìn tên nhóc trước mắt, từ trên xuống dưới toàn là quần áo hàng rẻ tiền, trên người cũng không có khí chất của công tử con nhà giàu có, cấp trên trực thuộc của mình tại sao phải ra mắt hắn? Nhất định là nhận lầm người rồi, tuyệt đối là như vậy. Khi người phụ trách chính của SMS tại thành phố Trung Nguyên nghe giọng nói của bà ta, càng thêm tức giận, dùng hết toàn bộ sức lực bản thân tát thẳng vào khuôn mặt người phụ nữ trung niên ấy. Trong khoảnh khắc, một âm thanh cực kỳ chói tai vang lên. Vương Thông trong mắt tràn ngập tức giận gào lên, nhận lầm người. Bà đúng là đồ ngu xuẩn không có mắt, đến Dương Tiên Sinh mà cũng dám đắc tội, bà ngại mình sống lâu quá hay sao? Tôi nói cho bà biết. Dù cho lãnh đạo cao cấp nhất của SMS cũng không dám đắc tội với Dương Tiên Sinh, đồ ngu xuẩn nhà bà mau lập tức xin lỗi ngài ấy. Lời này của Vương Thông như một trái bom rơi xuống đất, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy ong ong, Lưu Hạo Nhiên và Triệu Mộng Lan mở to mắt nhìn nhau, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đến cả lãnh đạo cao cấp nhất của SMS cũng không dám đắc tội Dương Tiêu. Đây là đang nói chuyện cười quốc tế sao? Sắc mặt Đường Mộc Tuyết đột nhiên thay đổi, tam quan của cô như sụp đổ. Cô không thể ngờ rằng Vương Thông lại có thể nói ra những lời này. Ôi mẹ ơi, người phụ nữ trung niên ấy sợ hãi hét lên. Vương Thông lại một lần nữa tức giận hét lên, còn không mau xin lỗi Dương Tiên Sinh. Vâng, Dương Tiên Sinh tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Trên mặt người phụ nữ trung niên ấy hiện tại chỉ còn lại vẻ hoảng hốt nào có vẻ kiêu căng phách lồi trước đây. Dương Tiêu ánh mắt lạnh lùng nói, bà tốt nhất nên xin lỗi với vợ của tôi. Người phụ nữ trung niên ấy hiện tại không dám chậm trễ thêm phút nào, lập tức hướng về phía Đường Mộc Tuyết vội vã nói, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, xin tiểu thư hãy rộng lòng tha thứ cho sự vô tri của tôi, cô nhất định phải rộng lòng tha thứ cho sự vô tri của tôi. Bà ta biết rằng Vương Thông không hề nói đùa với bà, gấp gáp đến mức muốn khóc. Nếu như bà không cách nào khiến cho Đường Mộc Tuyết nguôi giận, cũng không biết rằng bà còn có cơ hội sống qua hết đêm nay hay không. Dù sao người mà đến lãnh đạo cấp cao nhất của SMS cũng không dám đắc tội, vậy nhất định chính là một nhân vật cực kỳ lớn. Trong lòng bà đã sớm hối hận vô cùng, sớm biết như vậy bản thân đã không dùng đôi mắt chó của bản thân hạ thấp người khác rồi, hiện tại thì tốt rồi, khi không lại tự gây họa cho bản thân. Nhìn cảnh trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết muốn có bao nhiêu đặc sắc thì có bấy nhiêu đặc sắc, cô lúc nãy còn vì Dương Tiêu mà lo lắng một phen. Điều khiến Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nhất chính là Dương Tiêu như vậy mà lại có thể liên lạc với lãnh đạo cao cấp của SMS. Không lẽ cuộc điện thoại vừa rồi của Dương Tiêu chính là gọi cho người phụ trách tổng bộ SMS ở Paris Pháp? Mộc Tuyết, em muốn xử lý bà ta như thế nào? Dương Tiêu dịu dàng nói. Tôi sai rồi, xin cô hãy tha thứ cho sự ngu xuẩn của tôi. Bà ta toàn thân run rẩy nói. Đường Mộc Tuyết tâm địa lương thiện, mặc dù chỉ mới vài phút trước còn bị người sỉ nhục. Nhưng cô từ trước đến nay không có thói quen gây khó dễ cho người khác, liền nhíu mày nói, bỏ đi. Được, tất cả đều nghe theo em, Dương Tiêu dịu dàng nói. Nghe đến đây, Vương Thông người phụ trách Trung Nguyên liền quay sang nói, đồ ngu xuẩn, tất cả đều do Dương Tiên Sinh và vị tiểu thư xinh đẹp này, người lớn không chấp kẻ tiểu nhân, bà còn không mau nói cảm ơn. Cảm ơn Dương Tiên Sinh, cảm ơn tiểu thư đã không chấp nhất. Người phụ nữ trung niên đó cảm kích không thôi. Sau khi giải quyết xong những chuyện này, Dương Tiêu liền chỉ tay lên chiếc túi sách SMS màu trắng trị giá 500.000 trên kệ nói, tôi mua chiếc túi sách này. Thanh toán. Dương Tiên Sinh, ngài quá khách sáo rồi,
Sản phẩm Hermes được ngài nhìn chúng quả thật là một vinh hạnh vô cùng to lớn của Hermes chúng tôi. Không cần ngài thanh toán, tôi hiện tại sẽ đem nó gói lại tặng cho Dương tiên sinh. Vương Thông dùng tốc độ nhanh nhất để đóng gói chiếc túi sau đó giao nó đến tận tay Dương Tiêu. Dương Tiêu từ trước đến nay đều không thích chiêm lợi ích từ người khác, nhưng cũng vì đối phương quá nhiệt tình, Dương Tiêu chỉ có thể nhận lấy. Tay xách túi quà tặng được đóng gói tỉ mỉ, Dương Tiêu nhìn sang bên cạnh nói, Mộc Tuyết, chúng ta đi. Được, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết vẫn còn chút kinh hoàng, vô thức bước theo bước chân Dương Tiêu rời khỏi cửa hàng. OMGI tận mắt chứng kiến sự việc diễn ra từ đầu đến cuối, sắc mặt Lưu Hạo Nhiên và Triệu Mộng Lan càng trở nên ngơ ngác, hai người bọn họ chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ. Tự lấy tay bấm vào bản thân, cảm giác đau đớn truyền đến nói cho bọn họ biết, tất cả đều là sự thật. Đến khi bóng dáng Dương Tiêu đã rời đi, người phụ nữ trung niên đó mới bừng tỉnh, như vừa được xá tội, bà ta như bị rút hết toàn bộ sức lực ngã ngồi trên mặt đất. Người phụ trách chính của Hermes dùng ánh mắt chán ghét nhìn bà ta, bắt đầu từ ngày hôm nay, bà đã bị đuổi việc. Cút xéo đi. Cái gì, Vương Tổng, Dương tiên sinh lúc nãy không phải đã nói sẽ tha thứ cho tôi rồi sao? Bà ta kinh ngạc nói. Vương Thông cười nhạt nói, đồ ngu, Dương tiên sinh tha thứ cho bà, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tha cho bà. Với loại người ngu xuẩn không có mắt nhìn người như bà không biết trong tương lai sẽ gây thêm phiền phức gì cho tôi. Cút xéo ngay. Còn không biến đi tôi sẽ kêu bảo vệ lên lôi bà ra ngoài. Khuôn mặt người phụ nữ trung niên càng trở nên tái xanh, bà hiện tại chỉ muốn có một viên thuốc hối hận, nhưng đáng tiếc rằng trên thế gian này làm sao có loại thuốc đó. Với thân phận là chủ tiệm cửa hàng Hermes, bà không những có phúc lợi hơn người, hơn nửa tiền lương mỗi tháng còn lên đến con số hàng 10.000, loại công việc tốt như vậy biết đi đâu tìm, đôi mắt lập tức tối đen, bản thân thì ngất xỉu ngay tại sảnh cửa hàng. Sau khi rời khỏi khu trung tâm thương mại, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết cùng nhau bắt xe về nhà. Trên đường quay trở về nhà, Đường Mộc Tuyết chỉ cảm thấy chuyện tối hôm nay xảy ra như một giấc mơ, trong đầu có vô số suy nghĩ nhưng không biết nên mở lời như thế nào. Khi hai người bọn họ trở về đến nơi thì thời gian cũng đã không còn sớm, ba mẹ cùng em gái của Đường Mộc Tuyết đều đã ngủ say. Khi về đến phòng ngủ riêng, Dương Tiêu nhỏ giọng nói, Mộc Tuyết, tặng cho em, hy vọng em sẽ thích nó. Nhận lấy chiếc túi sách Hermes trị giá 500 ngàn, trong tim Đường Mộc Tuyết như có một dòng nước ấm chảy vào tim, đây có thể xem như món quà đầu tiên Dương Tiêu tặng cho cô từ khi cả hai kết hôn đến nay. Nhưng Đường Mộc Tuyết sắc mặt phức tạp nhìn Dương Tiêu, lúc nãy trong cửa hàng Hermes rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc ở khách sạn Empire anh không phải đã giải thích với em rồi sao? Đông Hải thiếu chủ Lý Minh Hiên và anh vừa gặp như đã quen. Lý Minh Hiên đã từng nói qua sau này có bất kỳ chuyện gì thì không cần khách sáo, cứ trực tiếp tìm anh ta là được, lúc nấy anh đã tìm Lý Minh Hiên ra mặt giải quyết chuyện này. Dương Tiêu vừa cười vừa giải thích. Đường Mộc Tuyết mặc dù có nghi ngờ, nhưng ngoại trừ lý do này thì những chuyện xảy ra ở cửa hàng Hermes lúc nãy không có cách giải thích nào khác. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Dương Tiêu thành thật trải nệm trên sàn chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này đang nằm trên giường, trong nội tâm Đường Mộc Tuyết chợt gợn sóng. Suy nghĩ lại những gì đã xảy ra cả ngày hôm nay, bất kể việc xảy ra ở khách sạn Empire Dương Tiêu đối với kiến thức lịch sử biểu hiện học sâu hiểu rộng, hay như việc xảy ra tại cửa hàng Hermes, tất cả những điều này khiến cho Đường Mộc Tuyết như tỉnh giấc mộng. 5 năm nay, mỗi ngày cô đều trải qua quá nghẹn khuất, biểu hiện tối nay của Dương Tiêu khiến cho Đường Mộc Tuyết có thêm hy vọng vào tương lai. Nhìn Dương Tiêu đang nghỉ ngơi dưới đất, trong lòng Đường Mộc Tuyết có chút áy náy. 5 năm nay. Cô chưa một lần cho phép Dương Tiêu lên giường, 5 năm sống chung dù cho sống với con mèo, con chó cũng sẽ có cảm tình, huống chi cô đang sống chung với một người. Trong lòng cô từ lâu đã sớm chấp nhận Dương Tiêu, chỉ là trong lòng quá bướng bỉnh. Một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông có nhu cầu sinh lý bình thường, chỉ e rằng 5 năm nay Dương Tiêu trải qua cũng không dễ dàng gì. Thời gian này, Đường Mộc Tuyết có chút đau lòng cho Dương Tiêu, nếu như Dương Tiêu một lòng cầu tiến. Đem bản thân mình giao cho hắn cũng không phải không được. Hít sâu một hơi, khuôn mặt Đường Mộc Tuyết trở nên ửng đỏ, cô cắn nhẹ môi nhỏ nhẹ nói, Dương Tiêu, không, không bằng anh lên giường nghỉ ngơi. Vừa dứt lời, khuôn mặt Đường Mộc Tuyết trở nên đỏ ửng khác thường, là một người con gái, cô cũng có sự rụt rè của bản thân. Cũng hiểu rõ câu nói này của mình có ẩn ý gì. Mặc dù trên thương trường cô là một nữ cường nhân, nhưng nội tâm cực kỳ bảo thủ, đôi mi dài cong vút khẽ chớp. Lúc này hô hấp có chút gấp gáp.
Ngay khi Đường Mộc Tuyết cho rằng một màn thần thánh sẽ diễn ra, nhưng Dương Tiêu lúc này đang nằm dưới sàn nhà Từ Tốn nói, không sao. Sàn nhà mát mẻ, Mộc Tuyết em nghỉ ngơi sớm đi. Câu nói vừa rồi của Đường Mộc Tuyết đã khiến cho Dương Tiêu vô cùng hoảng sợ. 5 năm nay, thái độ Đường Mộc Tuyết đối với hắn luôn lạnh nhạt cực kỳ, như thế nào lại đồng ý cho hắn lên giường ngủ chứ? Có bẫy, bên trong chắc chắn có vấn đề, có khi đây chính là thử thách mà Đường Mộc Tuyết muốn khảo nghiệm định lực của hắn. Chút trò vặt vãnh này hắn vừa liếc mắt liền có thể nhận ra, muốn hắn mắc bẫy sao, không có khả năng đâu. Dương Tiêu âm thầm suy nghĩ. Sàn nhà mát mẻ. Đường Mộc Tuyết vừa nghe thấy câu trả lời của Dương Tiêu ề thì thân thể mềm mại liền trở nên cứng ngắc, cô mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, câu trả lời của Dương Tiêu hoàn toàn không nằm trong dự tính của cô. Giây kế tiếp, Đường Mộc Tuyết tức giận cầm chiếc gói ngủ bên cạnh ném vào người Dương Tiêu, bực tức nói, anh, ra ngoài ngủ. OTH, Dương Tiêu làm sao dám chậm trễ, lập tức ôm lấy gối ngủ Đường Mộc Tuyết vừa ném cho hắn, sau đó đi ra ngoài phòng khách ngủ trên sofa. Khi hắn đặt lưng lên trên ghế sofa, cảm giác vô cùng buồn bực, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao đang yên ổn lại tức giận? Không lẽ bà dì của Đường Mộc Tuyết đến? Chắc chắn là như vậy, dù sao phụ nữ mỗi tháng cũng có vài ngày khó chịu, luôn nóng giận vô cớ. Mắt thấy Dương Tiêu ra ngoài phòng khách ngủ, Đường Mộc Tuyết tức giận không thôi, tên đầu gỗ này rốt cuộc trong đầu anh ta chứa thứ gì? Đường Mộc Tuyết thật sự vô cùng tức giận, bản thân đã đưa ra ám hiệu rõ ràng đến như vậy. Không lẽ tên ngốc đó vẫn không hiểu sao? Không lẽ cô phải nói rõ ràng hơn nữa sao? Ngày hôm sau khi trời vừa tờ mò sáng, một âm thanh vô cùng coi thường vang lên, Dương Tiêu tên phế vật này có phải lại đắc tội với chị tôi không? Chị tôi sao lại số khổ như vậy, gả cho một tên phế vật? Thì khi Dương Tiêu mở mắt ra chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp nhưng lạnh lùng đang nhìn hắn một cách căm tức. Thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng ấy một chiếc áo crop top ngắn màu đen hở eo. Thân dưới là một chiếc quần jean ngắn bó sát, nước da trắng như pha lê trong nắng mai, chân mang một đôi giày chạy bộ màu trắng thời trang. Đường Đường, em gái ruột của Đường Mộc Tuyết cũng là em vợ của Dương Tiêu, hiện nay là sinh viên đại học năm nhất. Từ khi Dương Tiêu vào ở rễ Đường gia, Đường Đường từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn trực diện Dương Tiêu. Đường Đường tỉnh dậy rồi sao? Tiếp đó, một người phụ nữ trung niên khoác áo ngủ từ trong phòng bước ra. Nhìn thấy Dương Tiêu chỉ vừa mới tỉnh dậy, bà tức giận nói, ngủ, 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 suốt ngày chỉ biết ngủ, cho dù là heo thì cũng biết đúng giờ thức dậy, còn không nhanh chóng đứng lên đi nấu cơm mồ. Người phụ nữ trung niên đó tên là Triệu Cầm, một phụ nữ thất nghiệp, sở thích chơi bài nhưng lại thường xuyên thua cuộc. Biết rồi, con lập tức đi nấu cơm. Dương Tiêu không chậm trễ giây phút nào, lập tức bước vào nhà bếp nấu cháo. Nhìn theo bóng lưng của Dương Tiêu, Đường Đường căm tức nói. Thật đau lòng cho chị hai, dựa vào năng lực của chị muốn tìm loại đàn ông nào mà không có. Thứ hai tuần sau chính là sinh nhật của chị ấy, đến lúc đó thế nào chị ấy cũng sẽ bị một đám người nịnh hót ở Đường ra chê cười. Hay, nếu như không phải Đường lão thái bà vì mặt mũi thể diện của Đường ra, mẹ sớm đã cho chị con ly hôn với tên vô dụng ấy rồi. Triệu Cầm lạnh lùng nói. Cũng không biết đời trước nhà chúng ta đã tạo nghiệp gì, khiến cho Mộc Tuyết phải gặp phải tên đàn ông vô dụng này. Lúc này từ trong phòng ngủ một người đàn ông ngồi trên xe lăn từ từ xuất hiện. Người đàn ông này tên Đường Kiến Quốc, là ba vợ của Dương Tiêu, Đường Kiến Quốc từ nhỏ tập võ, nhưng 2 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại 2 chân tàn phế. Trước đây có một khoảng thời gian, Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm ba người vô cùng khinh bỉ khi nhìn thấy Dương Tiêu, giống như Dương Tiêu chính là tên sao chổi chuyên mang đến xui xẻo cho gia đình bọn họ. Đặc biệt Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm hai người đặc biệt căm ghét Dương Tiêu, phế vật cũng bỏ đi, 5 năm nay một chút động tĩnh cũng không có, nếu như Dương Tiêu sinh cho bọn họ một đứa cháu ngoại thì chuyện này cũng có thể cho qua, những 5 năm nay Dương Tiêu đến một đứa cháu cũng không sinh được cho bọn họ ấm bồng. Dương Tiêu cười khổ, không phải hắn không muốn sinh mà là Đường Mộc Tuyết căn bản không cho hắn chạm vào, ngày ngày đều ngủ dưới sàn nhà, dù cho hắn muốn sinh em bé thì điều kiện cũng không cho phép. Ngôi nhà bọn họ đang sống hiện tại nằm trong một tiểu khu kiểu cũ nằm phía đông thành phố Trung Nguyên, một căn nhà 3 phòng ngủ 1 nhà bếp, 5 người cùng sinh hoạt dưới một mái nhà. 2 năm nay tình hình trong nước không có khởi sắc, Đường Kiến Quốc là một người tàn tật, Triệu Cầm thì thích đánh bài, thua rất nhiều tiền, nhiều năm nay tiền lương hàng tháng của Đường Mộc Tuyết chính là dùng để trả nợ bài bạc của mẹ mình. Gia cảnh trong nhà trước giờ cũng không khá giả gì, sau đó lại thêm Dương Tiêu đến ở rễ.
cho nên Đường Kiến Quốc cùng những người khác mới cho rằng sự xui xẻo mà bọn họ gặp phải chính là do Dương Tiêu mang đến. Bữa sáng vừa làm xong thì Đường Mộc Tuyết cũng từ bên ngoài chạy bộ trở về, Dương Tiêu nấu cháo và hai món đơn giản, năm người bọn họ bắt đầu dùng bữa. Trên bàn ăn, Đường Đường nhìn Dương Tiêu nói, phế vật, tôi hỏi anh, ngày 15 này chính là sinh nhật của chị tôi, anh đã chuẩn bị quà gì cho chị ấy chưa? Anh có biết bao năm nay chị tôi đều bị đám người Đường ra cười nhạo không? Chuẩn bị rồi, Dương Tiêu trực tiếp nói. Đường Đường kinh ngạc, thật hay giả vậy? Anh đã chuẩn bị món gì gì vậy? Không phải là tùy tiện mua món đồ bên vỉa hè chứ? Nhắc đến chuyện này, Đường Mộc Tuyết cũng có chút hứng, thú, đặc biệt khi nghe Dương Tiêu nói hắn đã chuẩn bị quà, cô vô cùng tò mò hắn đã vì cô chuẩn bị một món quà như thế nào. Không sêu cũng vì Dương Tiêu trong 5 năm này, dù cho sinh nhật của cô hay lễ kỷ niệm kết hôn của hai người, cô đều trở thành trò cười trong mắt người khác. Tạm thời giữ bí mật. Dương Tiêu không muốn tiết lộ quá sớm niềm vui bất ngờ mà bản thân đã cất công chuẩn bị. Nếu nói trước, thì bất ngờ không còn gì thú vị nữa. Triệu Cầm khinh bỉ nói, tên phế vật này thì có thể chuẩn bị món quà gì chứ? Tiền bảo hiểm xã hội 1.800 mỗi tháng cũng là Mộc Tuyết khó khăn lắm mới dành về được cho hắn, mỗi tháng tiền thuốc lá, tiền bảo hiểm thì còn dư lại được mấy đồng. Tiền mua thức ăn trong nhà có lần nào không phải là tôi trả. Nghe câu nói này của Triệu Cầm. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết hiện lên chút thất vọng, mẹ nói không sai, Dương Tiêu căn bản không có tiền, những lời vừa nãy có lẽ cũng chỉ để qua mặt ba mẹ và em gái thôi. Đồ vô dụng, Đường Đường tức giận nói. Đường Kiến Quốc suốt bữa ăn mặt lạnh lùng, nếu không phải vì thể diện của Đường gia, ông thật sự muốn Đường Mộc Tuyết ly hôn cũng tên vô dụng này. Dương Tiêu cũng không giải thích gì thêm, cứ đợi ngày 15 sắp tới. Những gì bản thân chuẩn bị đều sẽ được tiết lộ sau khi dùng bữa xong. Dương Tiêu dùng tốc độ nhanh nhất để rửa chén, sau đó ngồi lên chiếc xe điện cũ kỹ chở Đường Mộc Tuyết đến công ty. Khi vừa bước đến công ty, Đường Dĩnh mặc một bộ trang phục công sở màu đen khi nhìn thấy Đường Mộc Tuyết liền châm chọc, yo, mua túi sách mới sao? Vậy mà lại là nhãn hiệu Hermes, Đường Mộc Tuyết, đây chắc không phải là hàng fake đó chứ? Chắc chắn là hàng fake, một chiếc túi sách của Hermes giá trị ít nhất cũng phải mấy chục ngàn. Đường Mộc Tuyết làm sao có thể mua được? Lúc này không ít người châm chọc, cười đùa. Bị người khác châm chọc, thân thể mềm mại của Đường Mộc Tuyết run rẩy. Đây rõ ràng là món quà đầu tiên Dương Tiêu tặng cho cô. Hơn nữa cô đã tận mắt chứng kiến, như thế nào lại là hàng phách được? C. Đường Dĩnh, cô đừng ăn nói bậy bạ. Đường Mộc Tuyết lạnh lùng cảnh cáo. Đường Dĩnh như tình cờ giơ chiếc túi trong tay lên, ăn nói bậy bạ. Đường Mộc Tuyết, cô tốt nhất nhìn cho kỹ. Chiếc túi trong tay tôi mới là sản phẩm của nhãn hiệu Hermes, cô xách một chiếc túi giả cũng chỉ có thể lừa được những người bình thường khác, nhưng muốn qua mặt tôi thì không dễ đâu. Đúng vậy, xài hàng fake có gì phải ra vẻ chứ? Một đám người dòng chính Đường ra liên tục chế giễu. Đường Mộc Tuyết tức giận đến mức nắm chặt cả hai tay, chiếc túi trong tay cô rõ ràng là hàng thật, không thể nào là hàng giả được. Tam nhân thành hỗ ý chỉ ba người nói có cọp. Thiên hạ cũng tin có cọp thật, người Đường ra trước giờ đều đứng về phía Đường Dĩnh, Đường Mộc Tuyết hiện tại chỉ có thể nhẫn nhịn con tức giận này. Ngay khi Đường Mộc Tuyết đang chịu đựng muôn lời sỉ nhục, Dương Tiêu đứng bên cạnh cô liền chế giễu, giả sao? Ai nói chiếc túi này là giả? Ngược lại Đường Dĩnh cô mang chiếc túi hàng phách loại A ấy ra để ra vẻ ưu việt, lừa ai chứ? Hàng nhái loại A. Một đám người Đường ra thấy Dương Tiêu trong giây phút này lại dám đứng ra tranh luận có chút kinh ngạc. Việc Dương Tiêu đứng ra bảo vệ cô khiến cho Đường Mộc Tuyết rất bất ngờ, không lẽ Dương Tiêu có thể chứng minh chiếc túi Hermes trong tay cô là hàng thật. Nhưng tối hôm qua, người phụ trách Hermes tại thành phố Trung Nguyên Vương Thông đã đem chiếc túi này tặng miễn phí cho bọn họ đến hóa đơn cũng không lấy, làm sao có thể chứng minh đây là hàng thật. Đường Dĩnh vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi, hàng nhái loại A. Anh nói ai là hàng nhái loại A? Tôi nói cho anh biết Dương Tiêu, đồ ăn có thể ăn bậy. Nhưng không được ăn nói bậy bại. Giống như những lời nói này của Dương Tiêu chính là sự sỉ nhục vô cùng to lớn đối với cô. Nếu như Dương Tiêu không đem chuyện này nói rõ ràng, hôm nay Đường Dĩnh cô sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Phải biết rằng, chiếc túi Hermes này chính là do một kẻ đang theo đuổi cô dành tặng cô, khiến cô cảm động đến mức dâng tặng nụ hôn đầu của mình cho kẻ đó. Cô cũng đã lên mạng tra qua, mẫu túi sách Hermes cô đang cầm trên tay có giá lên đến hơn 300 ngàn. 300 ngàn đối với Đường Dĩnh mà nói cũng là một số tiền không nhỏ. Dù sao Đường gia cũng là gia tộc hạng 2 ở thành phố Trung Nguyên này, cô lại đảm nhận chức vụ giám đốc phòng kế toán,
muốn một lần lấy ra hơn 300.000 cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Dính dính, đừng để ý đến tên phế vật này, chiếc túi sách trong tay Đường Mộc Tuyết mới là hàng nhái loại A, tên phế vật Dương Tiêu chính là đang ganh tị dây nên mới cố ý nói những lời đó. Lúc này, Đường Hạo cũng bước lên phía trước. Ánh mắt Dương Tiêu sáng rực, châm chọc nói, vậy sao? Không phải sao, đồ vô dụng nhà anh, Đường Dĩnh tức giận nói. Đường Hạo đứng trên cao nhìn xuống Dương Tiêu, còn ở đây vùng vẫy tranh cãi sao? Không lẽ chiếc túi trong tay Đường Mộc Tuyết không phải là hàng nhái loại A sao? Dương Tiêu, chúng ta đi. Đường Mộc Tuyết chua xót nói. Không có hóa đơn, dù nói như thế nào cũng không có ý nghĩa gì cả, bởi vì đám người Đường gia sẽ không ai tin rằng bọn họ có thể mua được túi sách Hermes. Dương Tiêu cười nhạt, Mộc Tuyết, anh không thể để em vô duyên vô cớ bị kẻ khác sỉ nhục được. Giây kế tiếp, Dương Tiêu hướng về phía Đường Dĩnh nói. Trên mỗi mẫu túi sách Hermes đều có một chữ cái tiếng Anh H7, chữ cái H này sẽ do người thợ hoàn thành cùng lúc trong quá trình may túi, cũng vì quá trình sản xuất phức tạp nên giá thành của so với những loại túi sau khi hoàn thành mới gia công theo logo càng mắc hơn. Hàng nhái thì không cách nào đạt được đến trình độ này. Hả, lời này khiến cho không ít người ở hiện trường sửng sốt. Bọn họ tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy chữ H trên chiếc túi Hermes của Đường Dĩnh không có gì xuất chúng. Khiến cho người khác có một cảm giác chỉ là loại chất liệu bình thường, ngoài ra chữ H trên túi sách cầm trên tay của Đường Mộc Tâm rõ ràng tinh xảo hơn, tạo một cảm giác cao cấp hơn. Trong khoảnh khắc, trong suy nghĩ của mọi người không thể không suy nghĩ đến một hướng suy nghĩ khá táo bạo, không lẽ chiếc túi Hermes trong tay Đường Mộc Tâm mới là đồ thật, còn Đường Dĩnh chính là hàng nhái loại A2 sau khi Đường Dĩnh âm thầm so sánh hai chiếc túi sách Hermes. Sắc mặt có chút khó coi, cô có thể thấy rõ ràng chiếc túi Hermes trong tay Đường Mộc Tuyết chất liệu so với cô còn tốt hơn. Điều này căn bản cũng không chứng minh được gì cả, Đường Dĩnh nói. Dương Tiêu cười chế nhạo, tiếp tục nói, hơn nữa, quai sách canvas của túi Hermes được sử dụng theo phương pháp thêu độc đáo của Pháp, dùng hai sợi chỉ thêu theo hai phương hướng khác nhau hợp thành hoa văn trên túi, túi Hermes giả không có cách nào bắt chước được kỹ thuật thêu như vậy. Mọi người lại lần nữa âm thầm tiến hành so sánh. Chỉ thấy trên túi Hermes của Đường Dĩnh quả thật có hoa văn, nhưng vô cùng tầm thường, không mang đến cho người khác cảm giác á sướng huyền huyền mũ ấp. Cao cấp, ngược lại túi Hermes trong tay Đường Mộc Tuyệt, gia công tinh xảo, hoa văn rõ ràng. Sắc mặt Đường Dĩnh cứng ngắc, trong tim cô dần dần dâng lên một cảm giác bất an. Những điều đó hình như không chứng minh được gì, Đường Hạo lạnh nhạt nói. Dương Thiêu từ tốn đáp lời, vẫn không tin sao. Được. Vậy thì nói một điểm chí mạng, túi Hermes thật sự, ngoài tinh thần chế tác tỉ mỉ truyền thống, trong quá trình may sẽ đánh dấu mã sản phẩm lên trên từng chiếc túi, hơn nữa mỗi một chiếc túi Hermes đều sẽ có một mã số khác nhau, để thể hiện xuất thân cao quý của nó. Chiếc túi Hermes trong tay Đường Dĩnh hình như không có mã số. Hình như chiếc túi Hermes trong tay Đường Dĩnh thật sự không có mã số. Một đám người dòng chính Đường ra cùng quan sát, không thể kìm được sự kinh ngạc của mình. Không phải chứ, chiếc túi Hermes trong tay Đường Mộc Tâm lại có mã số sản phẩm, không lẽ chiếc túi Hermes trong tay Đường Mộc Tâm mới là hàng thật? Đường Dĩnh tận mắt nhìn thấy mã số trên chiếc túi Hermes trong tay Đường Mộc Dĩnh, cô mở to mắt nhìn, không thể tin được những gì mình đang thấy. Sắc mặt Đường Hạo đông cứng, cả người trong khoảnh khắc như chết lặng. Dương Tiêu khoanh tay trước ngực nói, các mẫu sản phẩm mới của Hermes đều có mùi thuộc da đặc biệt, mùi thuộc da này chính là mùi thuốc chống mốc của Hermes. Loại thuốc chống mốc này vô cùng đắt giá, túi Hermes giả không có đủ điều kiện kinh tế để chỉ trả cho số tiền này, cũng không có cách nào tiến hành chống mốc cho túi được. Mọi người lại tiếp tục ngửi mùi từ hai chiếc túi Hermes, hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi thuộc da trong không khí từ chiếc túi Hermes Đường Mộc Tuyết sách trong ta, còn chiếc túi Đường Dĩnh đang cầm trên tay mặc dù cũng là mẫu mới, nhưng rõ ràng không ngửi được mùi thuộc da như đã nói. Đột nhiên, một người cầm điện thoại kinh ngạc nói, đúng vậy. Những gì Dương Tiêu nói đều là sự thật, tôi vừa tra cứu trên trang web Hermes cách phân biệt sản phẩm thật giả. Tôi cũng tra cứu ra được, những lời Dương Tiêu nói đều không sai, chiếc túi trong tay Đường Mộc Tuyết chính là túi Hermes thật, còn của Đường Dĩnh chính là hàng giả. Một người khác lại nói, trong phút chốc, ánh mắt cả đám người dòng chính Đường ra nhìn Dương Dĩnh cũng thay đổi, giống như đang âm thầm chế giễu Đường Dĩnh ham hư vinh, lấy hàng fake để lừa bịp mọi người thật giả lẫn lộn. Sắc mặt Đường Hạo có chút không khống chế được. Hắn ta nhìn Đường Dĩnh, có chuyện gì? Dĩnh Dĩnh, không lẽ em lại mua hàng nhái loại A? Không phải đâu anh hai, chiếc túi này là của Bạch Thiếu đích thân tặng em. Đường Dĩnh hoảng hốt nói. Bạch Thiếu,
Đường Họa sửng sốt nói. Đường Hạo biết em gái Đường Dĩnh của hắn có một người theo đuổi, tên là Bạch Kiệt. Bạch Kiệt xuất thân từ một gia tộc hạng hai tại Trung Nguyên, cả ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm, loại người như vậy làm sao có thể tặng cho Đường Dĩnh túi sách Hermes giá trị cao. Khi biết những chuyện này, Đường Hạo liền biết rằng em gái của hắn đã bị người khác chơi khăm, cầm đồ giả trong tay mà xem như bảo bối. Từ xa truyền đến tiếng bước chân. Đột nhiên, một người mặc tây trang sang trọng dùng tốc độ như tên lửa chạy vào sảnh chính của Đường gia. Dương Tiêu, Dương tiên sinh đang ở đâu? Người đàn ông mặc tây trang vội vã hỏi thăm. Đường Hạo nhíu mày nhìn người đàn ông mặc tây trang đối diện, ông là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Người đàn ông đó lập tức rút thẻ nhân viên của mình, tự giới thiệu, tôi là người phụ trách chính của Hermes tại thành phố Trung Nguyên Vương Thông. Người phụ trách chính của Hermes tại thành phố Trung Nguyên. Khi nghe thấy âm thanh quen thuộc, Dương Tiêu lập tức quay người lại nhìn Vương Thông. Dương tiên sinh, nhìn thấy Dương Tiêu, Vương Thông lập tức nhanh chóng bước đến trước mặt hắn. Dương Tiêu kinh ngạc nói, tại sao ông lại đến đây? Dương tiên sinh, tôi xin được thay mặt Hermes một lần nữa gửi lời xin lỗi đến ngài, đây là thẻ VIP của Hermes, từ nay về sau toàn bộ đơn hàng của Dương tiên sinh sẽ được thanh toán miễn phí. Vương Thông cung kính nói. Tối hôm qua các lãnh đạo cấp cao của Hermes tại Tổng bộ Paris Pháp đã gấp gáp triệu tập mở một cuộc họp, sau đó quyết định gửi đến Dương Tiêu lời xin lỗi thứ hai. Dù sao chủ nhân của Long Môn, tổ chức bí ẩn nhất trên thế giới cũng không phải là đối tượng mà bọn họ có thể đắc tội được. C. Miễn phí toàn bộ đơn hàng. Hermes, hãng sản phẩm nổi tiếng cấp thế giới vậy mà lại tặng cho Dương Tiêu tấm thẻ VIP, sau này các đơn hàng đều được miễn phí. Ngay trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ văn phòng đều im lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, v. Ngay trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ văn phòng đều kinh ngạc không chỉ Đường Hạo, mà ngay cả Đường Dĩnh cũng có chút ngạc nhiên. Trong mắt bọn họ, Hermes chính là một công ty với lịch sử trăm năm, nhãn hiệu danh tiếng toàn cầu, từ khi thành lập Hermes đến nay, chưa có người nào được hưởng đãi ngộ thẻ VIP miễn phí thanh toán tất cả các đơn hàng. Nếu như không phải Vương Thông đã đưa thẻ nhân viên để chứng minh, e rằng hiện tại toàn bộ người Đường gia đã xem Vương Thông như một tên thần kinh mà quăng ra ngoài. Dương Tiêu cười khổ, chuyện này thôi bỏ đi. Không được, không được, xin Dương tiên sinh hãy nhận lấy, đây là ý của lãnh đạo cấp cao. Vương Thông trang trọng nói. Dương Tiêu hiểu rõ nếu như hôm nay mình không nhận lấy thì Vương Thông cũng sẽ cố nhét lấy đưa cho mình, Dương Tiêu chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy mà thôi. Lúc này Vương Tiêu nhìn sang Đường Mộc Tuyết cung kính nói, Đường tiểu thư. Mẫu túi Hermes hôm qua chúng tôi gửi tặng chính là mẫu sản phẩm mới ra của Hermes, số lượng giới hạn toàn cầu chỉ có 100 cái, không biết tiểu thư dùng có thích hợp không? Rất thích hợp, cảm ơn. Đường Mộc Tuyết có chút khiếp sợ nói. Vừa nghe đến bản giới hạn toàn cầu, Đường Dĩnh kinh ngạc, nói, cái gì? Đây là mẫu giới hạn toàn cầu. Đúng vậy, mẫu túi Hermes này chính là mẫu giới hạn toàn cầu, giá trị 500 ngàn. Vương Thông nói. Giây kế tiếp Vương Thông chú ý đến chiếc túi Hermes trong tay Đường Dĩnh, cô như thế nào lại mang một chiếc túi hàng nhái loại A như vậy? Loại hàng nhái này sản xuất cũng quá thô thiển đi, giá cả trên thị trường cùng lắm chỉ vài ngàn, rẻ nhất cũng có thể chỉ cần 5-600 đồng đã mua được. Hàng nhái loại A, giá chỉ 5-600 đồng. Nghe đến những lời này, Đường Dĩnh cảm giác như sét đánh, toàn cơ thể cô như sụp đổ, cô vốn dĩ muốn nhân cơ hội này để châm chọc Đường Dĩnh một phen. Không ngờ rằng chiếc túi Hermes trong tay người ta lại là hàng thật, chỉ có chiếc túi Hermes trong tay mình mới là hàng giả. Không ngờ bản thân mình khi nhận được chiếc túi hàng giả này sung sướng đến mức cả đêm không ngủ, tệ hại hơn nữa chính là cô đã đem nụ hôn đầu chân quý cất giữ nhiều năm dâng tặng cho người khác, tâm trạng hiện tại của Đường Dĩnh gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Chỉ vừa mới đây một đám người mặt không đổi sắc châm chọc Đường Mộc Tuyết, nhưng hiện tại đích thân người phụ trách Hermes ở thành phố Trung Nguyên đã nói như vậy. Không lẽ còn có thể là giả được sao? Vậy tôi không làm phiền Dương tiên sinh nữa. Vương Thông rất thức thời lập tức lên tiếng rời khỏi. Chậc! Ngay sau khi Vương Thông vừa rời khỏi, toàn bộ người Đường gia đứng trong sảnh lớn đều bắt đầu vang lên tiếng suýt xoa. Đệt! Không phải chứ, người phụ trách Hermes vậy mà lại tặng cho Dương Tiêu thẻ VIP cao cấp. Hắn ta làm sao làm được chứ? Đúng vậy, chuyện này cũng thật kỳ lạ đi. Hermes là nhãn hiệu có tiếng trên thế giới. Bọn họ làm sao có thể quyết định như vậy? Giống như từ khi Hermes thành lập cho đến nhau, chưa ai được hưởng ưu đãi cao cấp như vậy. Đúng là gặp quỷ, chuyện này rốt cuộc như thế nào? Những người Đường gia ở hiện trường đều kinh ngạc, trong đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi.
Dương Tiêu sờ mũi, hắn cũng không ngờ được Vương Thông lại xuất hiện ngay giây phút vừa rồi để xin lỗi lần hai với hắn. Sắc mặt Đường Hạo và Đường Dĩnh, kẻ trắng người xanh, kết quả như vậy đã vừa tâm suy nghĩ của tất cả mọi người. Anh hai, anh nói những chuyện này là thật sao? Đường Dĩnh cảm giác bản thân như đang nằm mơ. Đường Hạo khinh thường nói, Dĩnh Dĩnh em đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, chắc chắn là tên phế vật này đã tìm lý ra thiếu chủ Lý Minh Hiên cố ý giúp hắn diễn một màn này. Thì ra là như vậy, một đám người dòng chính Đường gia kinh ngạc nói. Bọn họ không tin một tên phế vật bị mọi người khinh thường 5 năm nay lại có thể chuyển mình trở thành đại nhân vật được. Đường Dĩnh âm hiểm nói, chắc chắn vừa nấy chính là bọn họ cố ý diễn, thẻ VIP cao cấp. Miễn phí toàn bộ đơn hàng, lừa quỷ sao, Dương Tiêu sự sỉ nhục hôm nay anh mang đến, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ, thứ hai tuần sau chính là sinh nhật của Đường Mộc Tuyết, tới đó tôi phải xem có ai còn đứng ra giúp đỡ anh. Tôi không tin Lý Minh Hiên có thể mãi mãi giúp đỡ anh cứ chờ mà mất mặt trước đám đông đi. Đường Hạo kiêu ngạo nói. Chậc chậc, một đám người dòng chính Đường ra cười lạnh châm chọc nói. Trong mắt bọn họ, Dương Tiêu chính là một tên phế vật không đáng một xu, cả đời này đều không thể thay đổi được. Lại nói, kẻ vô dụng mãi mãi chính là kẻ vô dụng không phải sao. Cũng vì trước đây Lý Minh Hiên đã ký kết một bản hợp đồng trị giá 30 triệu, hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng một màn vừa rồi là Dương Tiêu đã cố ý nhờ và Lý Minh Hiên tìm người diễn trò. Đáng tiếc, cho dù như vậy, trong lòng mọi người cũng vẫn xem thường Dương Tiêu. Đối với Dương Tiêu đã sớm quen với việc bị người nhà Đường gia khinh thường chế nhạo. Chỉ cần chờ đến ngày 15, sinh nhật của Đường Mộc Tuyết, tất cả sẽ được tiết lộ. Sau khi rời khỏi sảnh lớn văn phòng, trên mặt Đường Mộc Tuyết vẫn còn nét kinh hoàng chưa dứt, cô nhìn sang Dương Tiêu hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Mộc Tuyết, em đang hỏi đến những chuyện liên quan đến Ekmes sao? Tối hôm qua anh không ngủ được, nghĩ rằng Đường Hạo và Đường Dĩnh chắc chắn sẽ bày trò. Nên liền lên mạng tra cứu một ít thông tin, ai có thể ngờ rằng Đường Dĩnh sáng sớm hôm nay lại làm khó, không nghĩ đến những thông tin tối hôm qua tra được lại hữu dụng như vậy. Dương Tiêu nghiêm túc nói. Nhìn dáng vẻ Dương Tiêu không giống như đang nói dối, Đường Mộc Tuyết có chút thất vọng gật đầu. Cô cho rằng Dương Tiêu thật sự có kiến thức sâu rộng, nhưng không ngờ rằng tất cả chỉ là kiến thức mà Dương Tiêu đã chuẩn bị tối hôm qua. Dương Tiêu cười, Đường Mộc Tuyết căn bản không biết rõ chân tướng sự việc. 6 năm trước, Dương Tiêu bị Dương gia để đô trục xuất khỏi gia môn, tình cờ gặp được chủ nhân Long Môn, ông ta đã dẫn dắt Dương Tiêu học nghệ trong 1 năm, trong 1 năm đó Dương Tiêu ngao du khắp thế giới, có gì mà chưa gặp qua. Những điều này đối với hắn chỉ như trò trẻ con mà thôi, căn bản không đáng nhắc đến. Sau khi học nghệ 1 năm, chủ nhân Long gia vì rèn luyện tâm tính của Dương Tiêu đã sắp xếp cho hắn trở thành con rể Đường gia. Trong 5 năm này, Dương Tiêu chịu đủ mọi sỉ nhục. Hôm nay khảo nghiệm kết thúc, hắn đã trở thành chủ nhân mới của Long Môn, tất nhiên sẽ không còn nhún nhường như trước. Đến cả việc Vương Thông tặng thẻ VIP cho Đường Mộc Tuyết, hắn cũng xem ra gì, Đường Mộc Tuyết cho rằng đây là chuyện không thể nào, là Lý Minh Hiên đã dùng tiền mua chuộc Vương Thông để phối hợp với Dương Tiêu khiến cho tất cả mọi người đều khó coi mà thôi. Đường Mộc Tuyết sau khi quay trở lại văn phòng liền lấy tập hồ sơ trên bàn rồi bước ra ngoài chạy nghiệp vụ, Dương Tiêu lúc này tiếp tục nhắm mắt tham ngộ tâm pháp chí cao Long Môn. Khi Đường Mộc Tuyết quay trở lại văn phòng, chỉ nhìn thấy Dương Tiêu vẫn đang tiếp tục ngủ nướng, cô vô cùng thất vọng, tia hy vọng đối với Dương Tiêu vừa mới dâng lên liền lập tức vụt tắt. Nghĩ đến trước đây Dương Tiêu đã từng nói qua sẽ chuẩn bị một món quà sinh nhật cho mình, Đường Mộc Tuyết cười khổ một tiếng. Hít sâu một hơi, Đường Mộc Tuyết đã chuẩn bị tốt tâm lý trở thành trò cười trong ngày sinh nhật của mình. Chớp mắt, thời gian đã trôi qua. Những ngày này Dương Tiêu ở công ty vẫn xem như khá an nhàn. Dù cho Đường Hạo Đường Dĩnh lúc nào cũng sẽ lấy việc sinh nhật của Đường Mộc Tuyết để châm biếm hắn, Dương Tiêu cũng không có hơi sức mà để ý đến bọn họ. Còn khi về nhà, ba mẹ vợ Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm cùng với Đường Đường cũng không cho Dương Tiêu sắc mặt tốt đẹp gì, Dương Tiêu hắn cũng chả lấy làm lạ. 0 giờ ngày 15. Đường Dĩnh lúc này vẫn chưa ngủ liền gửi tin nhắn cho Đường Hạo, anh hai, hôm nay đã là thứ hai rồi, anh đã nghĩ ra cách nào để trừng trị Đường Mộc Tuyết và tên phế vật Dương Tiêu hay chưa? Sau khi nhận được tin nhắn của Đường Dĩnh, khuôn mặt như xem trò vui của Đường Hạo lóe lên một tia nham hiểm nói, yên tâm, anh sớm đã chuẩn bị xong rồi. Em cứ chờ mà xem kịch hay đi. Đường gia không ít người vui mặt mày hớn hở, bọn họ đang chờ khoảnh khắc sỉ nhục Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu, ngày này mỗi năm chính là dịp bọn họ xem trò cười.
Chỉ là tất cả bọn họ đều không ngờ đến, Dương Thiêu sớm đã chuẩn bị ổn thỏa tất cả mọi chuyện. Đường Mộc Tuyết, tên phế vật Dương Thiêu đang ở đâu? Anh ta không phải đã nói hôm nay sẽ cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt hay sao? Nói trước cho cô biết, tiệc sinh nhật của cô chúng tôi không có chuẩn bị gì đâu. Vào giờ nghỉ trưa, hai anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh đến trước mặt Đường Mộc Tuyết cười cọt chế giễu. Đường Mộc Tuyết chua xót suy nghĩ, Dương Thiêu từ sáng đến giờ đến cái bóng cũng không thấy, cô căn bản không biết hắn đang ở đâu. Tại Đường gia, bất cứ thành viên nào trải qua ngày sinh nhật, thì buổi trưa tại nhà ăn nhân viên đều sẽ tiến hành tổ chức một buổi tiệc, nhưng hôm nay bọn họ lại không chuẩn bị bất cứ thứ gì, rõ ràng chính là muốn chế nhạo cô. Đúng rồi Đường Mộc Tuyết, chúng tôi đang mỏi mắt trông chờ đây. Dương Thiêu đang ở đâu vậy? Không lẽ hắn sợ mất mặt nên đã đi trốn trước rồi sao? Đường Dĩnh bới móc nói. Đường Hạo cười nhạo, có gì mà mất mặt chứ? Tên phế vật Dương Thiêu còn mặt mũi để mà mắt sao? Ha ha ha, hai một đám người dòng chính Đường ra cười chế nhạo. Bị tất cả mọi người chế giễu, Đường Mộc Tuyết xấu hổ đến mức hận không thể kiếm một khe nứt để chui vào, khuôn mặt. Đường Mộc Tuyết chua xót. Dương Thiêu anh đang ở đâu? Anh không phải đã nói sẽ bù đắp cho em hay sao? Vào lúc này, tại khách sạn Empire Dương Thiêu khoác lên mình bộ vest sang trọng, toàn thân tỏa ra khí chất quý tộc, hắn nhìn sang Lý Minh Hiên nói, đã chuẩn bị xong chưa? Điện hạ, tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần chờ đến đúng giờ là có thể tiến hành. Lý Minh Hiên cung kính nói. Tốt, Dương Thiêu gật đầu hài lòng. Trong đầu hắn hiện tại chỉ hiện lên khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ của Đường Mộc Tuyết, khóe môi không nhịn được nhếch lên một nụ cười cưng chiều. Thời gian tan ca buổi tối, Dương Thiêu vẫn chưa xuất hiện. Đường Dĩnh nhìn Đường Mộc tâm hồn bay phách lạc cười nhạo nói, thế nào? Không lẽ cô còn hy vọng tên phế vật Dương Thiêu sẽ chuẩn bị bất ngờ cho cô? Bất ngờ, xem ra phải là khiếp sợ mới đúng. Khuôn mặt Đường Hạo vô cùng khoa trương, châm chọc nói. Chính vào lúc này, một người thiếu niên mặc Âu phục lái siêu xe đột nhiên xuất hiện, tiểu thư chính là Đường Mộc Tuyết tiểu thư đúng không? Tôi được Dương Tiên Sinh ủy thác, đặc biệt đến đón tiểu thư đến khách sạn Empire. Cái gì? Hẹn gặp tại khách sạn Empire. Lời này vừa nói ra, giống như sét đánh giữa trời quang, Đường Hạo cũng những người khác của Đường gia đột nhiên cả kinh. Đường Mộc Tuyết nhìn vị thanh niên đó lắp bắp nói, anh chấm ANS chắc chắn là Dương Thiêu yêu cầu anh đến đón tôi chứ? Đúng vậy, Đường tiểu thư mời cô đi theo tôi. Vị thiếu niên vô cùng kính cẩn nói. Sau khi biết được người trước mặt là do Dương Thiêu cử đến, Đường Mộc Tuyết lập tức theo anh ta bước lên xe. Tận mắt chứng kiến Đường Mộc Tuyết bước lên siêu xe, toàn bộ người trong sảnh văn phòng Đường gia đều không cách nào khống chế được cảm xúc của mình. Ông trời ơi, khách sạn Empire, không phải chứ, một người dòng chính Đường gia hét lên. Thật là khiến người khác cảm thấy khó tin, phải biết rằng khách sạn Empire đã được mua lại phải bởi một thương gia thần bí, ngày hôm nay chính là ngày vị thương gia thần bí ấy dùng chiếc nhẫn kim cương nước mắt thiên sứ để tỏ tình, không lẽ vị thương gia thần bí đó chính là Dương Thiêu? Trong tim Đường Dĩnh có chút hoảng hốt, không kìm được liền nghĩ đến những lời nói kiêu ngạo trước đây của Dương Thiêu, thần sắc của cô lập tức thay đổi. Đường Hạo cố ra vẻ bình tĩnh, cười lạnh một tiếng, các người đang suy nghĩ bậy bạ gì vậy? Không lẽ không nhìn ra kẻ đó chỉ là một diễn viên được thuê sao? Khách sạn Empire đã được vị thương gia thần bí mua lại dùng để tỏ tình với người phụ nữ của anh ta, Dương Thiêu hắn chỉ là một tên phế vật vô dụng, làm sao có thể so sánh được với vị thương gia thần bí đó? Lời này vừa nói ra, đám người dòng chính Đường gia như bừng tỉnh. Đúng vậy, Dương Thiêu chính là một tên vô dụng chuyên ăn bám phụ nữ, làm sao có thể so sánh được với vị thương gia thần bí ấy chứ? Người thanh niên lúc nãy chắc chắn là diễn viên nghiệp dư mà Dương Thiêu và Đường Mộc Tuyết đã tìm đến nhằm mục đích làm xoa dịu đi sự xấu hổ hiện tại mà thôi. Anh hai, tiếp theo chúng ta nên có hành động gì đây? Đường Dĩnh có chút không cam lòng, cô còn muốn sỉ nhục Đường Mộc Tuyết. Đường Hạo cười lạnh nói, không cần phải đem thời gian và tinh lực đặt hết trên người một tên phế vật và một đứa thứ nữ. Đi thôi, đêm nay vị thương gia thần bí ấy chắc chắn sẽ xuất hiện, chúng ta nhanh chóng đến khách sạn Empire tham quan. Đúng, 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 lập tức xuất phát, nếu còn chậm trễ bỏ lỡ trò vui thì không hay chút nào. Một đám người dòng chính Đường gia vô cùng nóng lòng, không thể chờ đợi được. Tất cả bọn họ đều muốn tận mắt nhìn thấy vị thương gia thần bí ấy là thần thánh phương nào. Bọn họ cũng vô cùng tò mò người con gái được người thương gia thần bí ấy để mắt đến là mỹ nữ tuyệt đại phong hoa như thế nào.
Đường Dĩnh vô cùng mong đợi nói, thật là hâm mộ người con gái đó, nếu như vị thương gia thần bí ấy tỏ tình với em nhất định sẽ hạnh phúc đến chết mát. Cả đám người nhanh chóng xuất phát đến khách sạn Empire. Trên tầng cao nhất của khách sạn Empire, Dương Tiêu toát ra khí thế cường hãn, từng động tác nhấc tay đều thể hiện cử chỉ ưu nhã, thế nào rồi? Hồi bẩm điện hạ, Đường tiểu thư đã lên xe, Lý Minh Hiên bẩm báo. Lúc này, xung quanh khách sạn Empire đông nghịt người, vô số người đều đang ngắm đầu tìm kiếm, bọn họ vô cùng hy vọng có thể nhìn thấy thân phận thật sự của vị thương gia thần bí ấy. Lưu Hạo Nhiên, Triệu Mộng Lan còn có đám người Đường Đường đều đã có mặt từ sớm, bọn họ vô cùng chờ đợi sự xuất hiện của vị thương gia cùng người con gái bí ẩn ấy. Lúc này Đường Mộc Tuyết ngồi trên xe thất vọng nói, được rồi, dừng xe ở đây là được. Hả, Đường tiểu thư cô muốn làm gì? Người thanh niên đang lái xe có chút kinh ngạc. Đường Mộc Tuyết có chút chua xót nói, cảm ơn, vất vả cho anh rồi, tôi biết anh và Dương Tiêu vì không muốn tôi mất mặt, nên đã cùng nhau diễn màn kịch vừa rồi. Trong lòng Đường Mộc Tuyết, cô sớm đã triệt để tuyệt vọng với món quà trong lời nói của Dương Tiêu. Cùng nhau diễn màn kịch vừa rồi. Đường tiểu thư, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi, hiện tại chúng ta đang trên đường đi đến khách sạn Empire. Người thanh niên cười nói. Nghe câu nói này, Đường Mộc Tuyết cười khan một tiếng, cô biết rõ đối phương vẫn đang diễn kịch với mình, hoặc Dương Tiêu làm những điều này vì muốn cho cô chút niềm vui nhỏ nhặt trong đêm sinh nhật này. Không lâu sau đó, chiếc xe dừng bánh trước cổng khách sạn Empire, người thanh niên lịch thiệp bước xuống nói, Đường tiểu thư, xin mời vào. Chuyện này, Đường Mộc Tuyết vô cùng kinh ngạc khi thấy chiếc xe dừng ngay cổng khách sạn Empire. Trước đây cô đã từng đến nơi này ăn cơm, cũng từ Dương Tiêu mà biết được chủ nhân thật sự phía sau của khách sạn Empire chính là Lý Minh Hiên. Hiện nay một màn trước mặt khiến cho Đường Mộc Tuyết có chút bối rối, có lẽ nào vị thương gia thần bí đã đặt hẹn tại khách sạn Empire thật sự chính là Dương Tiêu. Vị thanh niên cung kính nói, Đường tiểu thư, xin mời vào, Dương tiên sinh có lẽ đã ở đây chờ cô cả ngày rồi. Đường Mộc Tuyết cảm giác như đang nằm chiêm bao, nhưng với tố chất tâm lý hơn người bình thường. Cô hít một hơi thật sâu, bước chân đi về phía khách sạn Empire. Ông trời ơi, mau đến đây xem, người con gái thần bí đã xuất hiện rồi. Với sự xuất hiện của Đường Mộc Tuyết, đám đông cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Thế nhưng Dương Tiêu đã sớm sắp xếp từ trước, xung quanh có một lượng lớn bảo vệ, những người xung quanh muốn tiến lên quan sát đều đã bị bảo vệ chặn lại. Sau khi bước vào sảnh chính của khách sạn, dưới ánh đèn ấm áp, toàn bộ không gian sảnh chính của khách sạn Empire được bố trí từ trước, mỗi một ngóc ngách đều tỏa ra không khí lãng mạn. Nhanh, 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 đừng bỏ lỡ sự xuất hiện của vị thương gia thần bí ấy. Chính vào giây phút này, Đường Hạo và Đường Dĩnh cùng những người dòng chính Đường gia đều đã đến khách sạn Empire. Chị gái của em, Đường Mộc Tuyết, Đường Đường kinh ngạc nói. Triệu Mộng Lan cười chế nhạo, Đường Đường, em nhất định là hoa mắt rồi, làm sao có thể là Mộc Tuyết được chứ? Tối nay chính là bữa tiệc mà vị thương gia thần bí đã giàn dựng cho người con gái đặc biệt của anh ta, vị thương gia thần bí ấy làm sao có thể là tên phế vật Dương Tiêu được chứ? Thật là nực cười. Nhưng bóng lưng ấy thật sự rất giống với chị gái của em. Đường Đường tự lắm bẩm. Nhưng cũng đáng tiếc, Đường Mộc Tuyết sau khi đến nơi, sau vài phút trần trừ liền bước thẳng vào khách sạn Empire, cả đoàn người chỉ thấy được bóng lưng của Đường Mộc Tuyết nhưng không thấy được khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của cô. Những người như Đường Hạo, Đường Dĩnh đều không kịp nhìn thấy cảnh Đường Mộc Tuyết bước vào cửa khách sạn Empire, bọn họ cho tới hiện tại vẫn cho rằng người con gái thần bí ấy vẫn chưa đến nơi. Lúc này một nhân viên bảo vệ tiến lên, lịch sử nói với bọn họ, các vị đây là người nhà Đường gia Trung Nguyên. Đúng, chúng tôi là người nhà Đường gia, có vấn đề gì sao? Đường Dĩnh trả lời. Người đó mỉm cười nói, chúc mừng, tối nay mọi người có tư cách vào khách sạn. Có tư cách vào khách sạn. Lời này vừa nói ra, cả đám người ngơ ngác nhìn nhau, có chút chấn động. Chuyện này là như thế nào? Đường Hạo kinh ngạc hỏi. Đường Dĩnh đột nhiên vô cùng vui mừng nói, em biết rồi, em đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi, người con gái bí ẩn mà vị thương gia thần bí hẹn gặp chính là em, anh ta muốn tỏ tình với em, nếu không chúng ta làm sao có tư cách bước vào khách sạn Empire. Không sai, nhất định là Dĩnh Dĩnh đã được vị thương gia thần bí ấy nhìn chúng. Đường Hạo vui mừng nói. Tất cả những người Đường gia đang có mặt đều cảm giác như đang nằm mơ giữa ban ngày, vị thương gia thần bí ấy chuẩn bị tỏ tình với Đường Dĩnh sao? Đường Dĩnh vội vàng nói, nhanh, 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 mọi người nhanh chóng đi vào thôi.
đừng để vị thương gia thần bí ấy phải chờ quá lâu. Vừa dứt lời, cả đoàn người liền nhanh chóng tiến vào thang máy khách sạn Empire. Không lẽ vị thương gia thần bí ấy thật sự là Dương Tiêu? Trong thang máy, trái tim Đường Mộc Tuyết không ngừng đập liên hồi. Sau khi thang máy đã lên đến tầng đỉnh của khách sạn Empire, vừa bước ra ngoài Đường Mộc Tuyết đã nhìn thấy một người đàn ông mặc Âu phục đang đứng quay lưng lại với cô. Nhìn thẳng vào bóng lưng vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt, thân thể mềm mại của cô run rẩy, không tin được mà dùng đôi tay che lấy nửa khuôn mặt của mình. Chung sống 5 năm bên Dương Tiêu, cô chỉ cần liếc mắt liền có thể nhận ra bóng lưng trước mặt mình chính là Dương Tiêu. Đợi lát nữa mọi người đều đứng lui ra xa một chút, dành cho em một không gian vừa đủ nhé. Còn về phần anh hai, lát nữa anh nhớ chụp hình quay phim lại cho em muốn lưu lại toàn bộ quá trình vị thương gia thần bí ấy quỳ gối cầm chiếc nhẫn kim cương nụ hôn thiên sứ tỏ tình với em. Đường Dĩnh vung tay múa chân dặn dò mọi người. Chính vào giây phút này, tất cả mọi người Đường gia đều có mặt tại tầng cao nhất khách sạn Empire. Khi thang máy vừa mở ra, Đường Dĩnh hưng phấn nói, thương gia thần bí, em đến rồi đây. Mộc Tuyết, đã để em chờ lâu rồi. Cùng lúc này Dương Tiêu toàn thân tỏa ra khí chất lịch thiệp sang trọng quay lại nhìn Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đó, một đám người Đường gia vừa mới bước ra khỏi thang máy lập tức chấn động, mắt chữ A miệng chữ O, có một số người há hốc miệng to đến mức có thể nhét 5-6 trái trứng gà vào. Phản ứng đặc biệt nhất có thể nói đến người luôn chờ đợi vị thương gia thần bí cầu hôn, hai mắt Đường Dĩnh tối sầm, suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Dương Tiêu, vị thương gia thần bí ấy làm sao có thể là Dương Tiêu? Đường Dĩnh điên cuồng gào thét. Mi mắt Đường Hạo giật điên cuồng, hắn không thể nào ngờ được rằng vị thương gia thần bí có thể gây chấn động khắp Trung Nguyên lại là Dương Tiêu. Làm sao có thể là Dương Tiêu? Ngay giây phút này, nội tâm mỗi một người trong Đường gia đều dậy sóng, không cách nào bình tĩnh được. Biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của Đường Mộc Tuyết vô cùng đặc sắc, cô không thể nào ngờ được rằng người toàn thân phát ra khí chất cao quý nho nhã ấy chính là Dương Tiêu, tại sao lại là anh? Mộc Tuyết, anh từng nói qua, hôm nay anh sẽ dành tặng cho em một bất ngờ. Dương Tiêu cười dịu dàng nói.